lắm mọi người. Thì thầm mùa xuân. Hả? Thì thầm mùa xuân. Nhồi nhô. Hello mọi người. Tối nay em sẽ khui áo dạ ép một lớp lông kìm cực đẹp. Áo dạ anh biết mọi người nhá, dòng dạ cao cấp nhất luôn. Các chị ơi, mọi người vào live mọi người nhìn thấy em không? Nhìn thấy chị Thảo Ngọc nha, nhìn thấy bác Nguyễn Hương Quế, nhìn thấy chị Linh Nhi, em nhìn thấy chị Ngân La, chị Thu Thanh, nhìn thấy bé Sam, nhìn thấy rất là nhiều chị luôn. Chị nào nhìn thấy em hồ do mọi người comment lên cho em nhé mọi người nhá. Tối nay em sẽ có dạ ép một lớp lông cừu, dáng ngắn, dáng lỡ và dáng dài em đều có hết đầy đủ trong cái live hôm nay. Nhưng mà số lượng thì có hạn nhé mọi người nhá. Số lượng thì có hạn bởi vì là em khui một cái kiện đầu mùa cho mọi người vào tối thứ bảy. Nhưng mà em không khui quá nhiều bởi vì là chưa kịp giặt ạ. Chưa kịp giặt nên là không khui quá nhiều được cho mọi người nên là mai số lượng có hạn. Và đảm bảo với các chị yêu là cái món này hôm nay nhá. Món này hôm nay sẽ là một cái món hàng em sẽ làm giá cho các chị yêu cực rẻ so với mọi năm. Ở đây có rất là nhiều chị đã sử dụng áo dạ handmade của em phố mấy năm nay rồi đúng không? Cái dòng này thì nó siêu đắt luôn bởi vì nó là một cái dòng hàng cao cấp nhất trong dòng dạ rồi. Dạ handmade. Ở đây có bác nào đã sở hữu những áo dạ handmade này mua hàng mới không? Có bác nào đã sử dụng cái hàng này mua hàng mới không? Em nói thật nhá, một năm em ngày xưa chưa bán hàng si ấy, một năm em chỉ dám mua 1-2 cái áo thôi vì nó rất là đau ví vô cùng luôn. 5-8 triệu và có những cái mà dáng lỡ lỡ mà đến đầu gối em ấy là toàn hơn chục triệu một cái luôn. Các chị mua hàng mới đi, hàng mới trong dòng dạ handmade ấy thì nó rất là đắt luôn đấy mọi người nhá, đắt cực kỳ luôn. Cái răng này thì nó là khâu tay toàn bộ nhá mọi người nhá, nó không phải là may thủ công nữa. Và cái chất dạ của nó cực đẹp. Mọi người phải giặt khô là hơi dòng dạ này cho em. Dòng dạ cao cấp nhất luôn. Ok mọi người. Em có cái món quà này tặng cho các chị yêu. Mọi người chia sẻ like. Chiều nay live trên này của em phố là đợi em chia sẻ đã rồi nói tiếp nhé mọi người nhé. Các chị mới vào nhớ chia sẻ like luôn cho nhà em để được thì lát được ưu tiên chốt đơn nha các chị ơi. Ok rồi. Quá đỉnh luôn. Quá đỉnh luôn đúng rồi, dòng dạng này thì quá đỉnh luôn nhưng mà quan trọng nhất là cái giá nên mọi người mua được ấy. Mang cái giá mọi người mua được. Chưa ghi chị. Chưa bình luận nhỉ. Em ghi mình mình. Tết tốt mặc đẹp quá. Đẹp không? Không đẹp mặc đồ like làm gì? Chú số mặc gì đẹp các chị ạ? Không mặc gì mà đẹp hơn. Ghi bình luận đây nha chị. Cú pháp chốt đơn để mua hàng của nhà em phố đó là mã cách số điện thoại đối với các chị chưa có thông tin mua hàng. Và hôm nay là dòng dạ cao cấp, mọi người nhìn cái phần ghi tài số tài khoản của em ở trên nhá mọi người nhá. Các chị yêu, tất cả các chị yêu khách mời vui lòng cọc chuyển khoản em mới chốt đơn hàng. Hàng VIP em sẽ không chấp nhận để đơn của em bị hoàn đi hoàn về đâu, bởi vì cái dòng dạ này nếu như mà bị hoàn về ấy, nó sẽ bị gập thành nếp ấy, em lại phải giặt lại. Thế này là các chị thông cảm giúp em nhá mọi người nhá. Chốt thật chắc chắn. Lan trưa nay 4-3 khách mới xả hàng của em. Lý do em cực kỳ ghét bán hàng cho khách mới, mua hàng không hề văn minh một tí nào luôn. Tranh nhau chốt với khách trên này, các chị biết cái live trên này của nhà em rất là zoom. Các chị tranh nhau mới chốt được áo dạ fit của nhà em vừa bán với giá là hơn 200.000. Thế mà 4 bác xả 4 cái áo của em, 5 cái ha. 5 cái áo dạ fit của em vừa luôn. Bây giờ em sẽ tặng mọi người 5 cái áo dạ fit đầu live giải vía các bác khách mới. Tối nay thì sẽ bán áo dạ handmade nhưng mà em sẽ tặng mọi người 4 cái áo dạ tweet. Đưa 4 cái đây cho chị, 5 cái chứ. 5 cái handmade nha mọi người. À quên, gì nhỉ? 5 cái tweet. Mọi người vào like nhanh tay nhá, mọi người nhá. 5 cái tweet em sẽ tặng giải vía cho các chị yêu nào nhanh tay được 5 cái áo dạ tweet của em vào luôn trên này. Những cái lý do nó rất là buồn cười để xả hàng. Đúng là khách mới thật là văn vở. Sợ thật luôn ấy. Tất cả những chị nào mà có ý định là mua vui
mua cho nó vui thì đừng có chốt hàng nhá. Mọi người lưu ý cho em. Dạ Trích này, em có 5 cái bị khách xả, 5 cái khách 5 bà khách mới trưa nay xả hàng của em, tặng giải vía đầu like luôn của like tối hôm nay luôn. Đỡ bực mình nhìn nó sẽ đỡ bị ngớ mắt luôn. Form size cái này ML mặc đẹp nhá, 50 cân đến 60 cân. 50 cân đến 60 cân em mở hàng cái này tặng giải vía luôn. Tặng giải vía luôn, trưa nay tranh nhau chốt với khách nhà em đây này. Các chị yêu lưu ý cho em nhá. Các bác khách mới chốt thật chắc chắn cho em hồ luôn. Chị nào đây ạ? Ở đây là có chị Trình Phan à? Trình Phan khách mới, cũng khách mới hết. Khách mới chị ạ. Mấy bác này là khách mới tất đúng không? Vâng. Mã E19 trên đây chị Yvonne của em nhá. Mọi người comment cho em mã này là mã hoan hỉ nhá mọi người nhá. Comment mã hoan hỉ em tặng mọi người luôn. Em tặng một cái đầu tiên nhá, giải vía thôi. Các chị nhanh tay, 5 cái này em đều tặng hết. Nhưng mà tặng dưới giá nhập luôn cho mọi người luôn. Em này cho các chị yêu nào form size ML 50 cân đến 60 cân. Dạ Trích mới tinh luôn cho em nhé mọi người nhé. 50 cân đến 60 cân các chị yêu comment cho em mã này là mã hoan nghỉ. Em tặng mọi người luôn với giá là 168.000 luôn. 168.000, 280.000 của bác Trình Phan chưa nay chốt được xả hàng của em. Em tặng luôn, không có nhu cầu mua, vào xem cho đông cho vui với em phố thôi. Xem giải trí thôi, coi như em là một cái trò giải trí đấy. Các chị có thể giải trí buổi tối, ví dụ như mình không đi chơi, mình nhà mình xem live cho nó vui, cho nó đỡ buồn. Xem thôi, đừng chốt nha mọi người nhá. Còn nếu đã có nhu cầu thực sự muốn mua thì mọi người đặt tay xuống comment để có trách nhiệm với đơn hàng của mình hộ em. Em làm việc, em không chơi, mọi người chốt hàng văn minh hộ em nhá. Em nói xả mấy tiếng đồng hồ, một ca like của em 3 tiếng đồng hồ, em nói khản hết cả tiếng luôn. Trà Giang ơi, chia sẻ đi để chốt quà nào các chị ơi. Em đâu có chơi đâu nên mọi người đừng có lên chốt vui chốt dạo. Các bác đừng có chốt vui chốt dạo ạ. 168.000 các chị nào có logo chia sẻ cái này luôn nhá. Dưới giá em nhập rất nhiều cái dạ Trích này luôn. Dưới 60 cân mặc đẹp cho em cái này nhá mọi người nhá. Dưới 60 cân chốt luôn cái dạ Trích này cho em vào luôn. Mã cho em là mã hoan hỉ, cách số điện thoại. Chỉ cần chia sẻ like em tặng luôn cái này. Bác nào về nhanh về nhẹ mở hàng cái này cho của em nhá. 280 của chị Trình Phan trên đây xả bao màng của em cái này luôn. Ok chưa? Bác Trình Phan vui lòng đừng vào like xem của em nữa rồi lại xả hàng của em nhá mọi người nhá. Tiếp tục cho em luôn, bạn này cực phẩm luôn. Bạn này đỉnh chóp, em để mấy hôm nữa em về em khui hàng, khui kiện mới em đều em bán, em vẫn bán giá bình thường cho các chị luôn. Nhưng mà nhìn thấy nó kiểu bị khó chịu luôn ấy. Vừa mới đầu tháng hôm nay mùng 2 mà mua hàng vào chốt vui, tranh nhau chốt với khách nhà em, nhưng mà như kiểu đấy là một trò vui của các chị là chốt xong rồi chị không thể này, chị không thể kia, không thể này không thể kia thì đừng chốt các chị ơi. Chị không hợp, chị không thể này thì kia, không hợp chốt làm gì, không hợp tranh nhau với khách nhà em làm gì. Ok hoan hỉ em chốt cho chị Nguyễn Hương Quế ạ. Lưu ý cho em nhá, bao nhiêu một áo, lên cái nào em sẽ vào giá cái đó. Hương ơi bỏ điện thoại, tập trung vào việc nào. Hết giờ chỉnh những cái đấy rồi, còn cái gì nữa để mai. Ngồi vào chỗ này, máy tính vẫn còn chưa thể mở luôn. Size này cho em luôn này các bác ơi. Form size này cho em SM đều vừa này. Hai size SM giúp em nhá. Cái này bác nào chị Tuyền A40 300.000 của em vào chiều nay luôn. Dạ Trích đây là cái dòng này em nói thật mọi người nhá. Các chị mua ở trên thị trường Hà Si, nhà nào bán dưới 500.000 chặt đầu em đi. Rẻ nhất 408 đến tầm 500.000 và hơn 500.000. Những cái thực phẩm em bán 300.000 cho mọi người hôm nay thì chắc chắn các chị mua thị trường Hà Si trên 500.000 hết luôn. Đẹp vô cùng đẹp luôn. Đây là cái món dạ cao cấp và nhập siêu đắt luôn. Nhà em phố các chị yêu được mua giá gọi là tận gốc luôn. Như thế này thì đương nhiên mới mua với cái giá là hơn 200.000. Chị gái em bảo là sao hôm nay bán rẻ thế, bán như này thì liệu có đủ chi phí không. Nhưng đầu mùa em muốn bán cho các chị yêu những cái giá rất rất là yêu thôi. Vào mùa các chị không mua được những cái giá như thế này đâu, mà tranh nhau chốt không có đâu ạ. Mọi người lưu ý cho em nhá. Em này cho em nhá, em này là mã A40 300.000 của chị Trịnh Tuyền, em tặng luôn 200.000. Giải vía 100k luôn cho các bác, tán lộc cho các bác 100.000 luôn. 200.000 một cái áo dạ Trích chốt luôn cho em. Mã này là mã A40, size cho em SM đều vừa, lên form rất rất xinh. Bên trong có lót lông cừu, bằng này cực đẹp nhá mọi người nhá. Chốt nhanh cái màu này cho em rất tươi luôn. Tối nay mọi người nhớ lưu ý cho em là chốt hàng thật văn minh của em. Áo dạ hết mét tối nay có số lượng em có rất là ít, và chốt hàng thật là chắc chắn cho em nhá. Khách mời mã kèm số điện thoại giúp em nhá chị Nhung Đào ơi. Size S size M giúp em luôn này mọi người này. Hai size SM cho em mặc đẹp nhá mọi người nhá. Cảm ơn cho em mã A40 200.000. Chị nào nhanh tay được A40. Các chị phải chia sẻ like mã A40. Quà đấy ạ. Các bác có logo chia sẻ, em tặng luôn 5 cái dạ Trích của các chị yêu xả của em trưa nay đây. Form size ML mặc đẹp. Cái này con béo nha em cực thích luôn đấy. Mà em không cho nó lấy. Em mang em xả giải vía luôn cho các chị luôn, em không cho nó béo nha em lấy, mặc vừa cái này luôn. Form size ML. Chị ơi, fan ơi chia sẻ cho nhà em nào chị ơi. ML giúp em vô luôn, dạ Trích trưa nay của bác nào đây ạ? Em này của chị Hoài Phan. Em này là mã E44, em thật chỉ có khách mới xả, nó chẳng có bác nào khách cũ xả của em luôn ý. Lý do chốt cho khách mới rất là khó chịu. Mọi người lưu ý nha. Nhìn cái phần ghim tài khoản tối nay là áo dạ handmade em nhá. 100% đơn áo dạ handmade
chuyển khoản giúp em. Mọi người lưu ý, em không ship cóp bất cứ một đơn áo da hay mét nào. Hàng áo da hay mét là lúc nào nữa fan chia sẻ cho nhà em để chốt quà nào chị ơi. Bác nào theo dõi em follow sẽ biết là chưa bao giờ phố ship cóp áo da hay mét mọi người nhá. Chưa bao giờ em ship cóp áo da hay mét. Nên là tối nay bác nào chuyển khoản được thì chốt đơn, không chuyển khoản được vui lòng không chốt đơn. Lưu ý cho em nhé mọi người nhá. Em có ghim cái số tài khoản ở phía trên rồi, em nói nhắc đi nhắc lại lần nữa là tối nay tất cả các chị yêu vào xem live của em có nhu cầu muốn mua áo dạ handmade của em hộ thì mọi người vui lòng chuyển khoản hết cho em. Em không ship code đơn áo dạ handmade, khách cũ khách mới, bác nào chuyển khoản được thì chốt, không chuyển khoản được vui lòng không chốt đơn. Nha mọi người lưu ý ạ. Em này là mã E44 cho em của chị Hoài Phan. Em tặng mọi người 180 áo dạ handmade form size ML. 180.000 giúp em, 280.000 của bác ấy chiều nay chốt, em tặng luôn cho các chị yêu 180. Mã E44 á, 180 chốt mã E44 cho em sao? Form size cho em ML mặc đẹp. Cái này size S này các chị này. Em này size etiquette cho em mặc xinh ạ. Size etiquette 40 cân đến 50 cân quay đầu. 40 cân đến dưới 50 cân cho em mặc cái này đẹp, dạ tweed cho em màu tây dã man luôn. Cho anh em chốt với khách, dã man nhờ. Đẹp cực kỳ luôn. Ghét cực kỳ luôn, những chị nào mà chốt tranh nhau với khách xong rồi cũng lại lên like lại xả, sau đó lại xả của em luôn. 40 cân đến 50 cân quay đầu, dưới 50 cân quay đầu thực sự có nhu cầu muốn mua hãy chốt lên hàng cho em mọi người nha. Nhắc đi nhắc lại rồi ạ. Size này cho em đấy. A40 chị Liễu Phan xinh đấy. Màu siêu tây luôn, dưới 50 cân cho em mặc cực phẩm cái bạn này cho em mọi người nhá. Chốt nhanh cái này xinh xỉu luôn. Chốt mã cho em là mã E99 á. Chị Tống Sơn cũng là khách mới luôn nhá. Bác Tống Sơn còn xem like của em thì vui lòng là đừng chốt hàng hộ em với ạ. Sang shop khác chốt vui chốt dạo đi, đừng vào shop em. Mà nói thật là thôi, đừng vào shop nào. Vào shop nào thì lại khổ thân shop người ta thôi ấy. Các chị ạ, các chị mông lung như một trò đùa ấy. Em xin giơ tay rút lui thôi. Em xin giơ tay rút lui với các chị bong hàng và các chị yêu không có nhu cầu muốn mua. Em này là mã E99, tặng mọi người 200.000. E99 200k. Dạ chút em không nhập được 200.000 đâu mọi thật. Nói thật mọi người, nhà em bán hàng số lượng, không bán hàng lãi từng cái một đâu ạ. Các shop khác bán 400-500 nghìn là giá bình ổn của tất cả các shop rồi với cái dòng dạng cao cấp này của nhà em mọi người nhá. 200k chút mã E99, 200.000 mã E99. Còn một cái nữa thôi, à còn một set nữa này. Đây này, mọi người nhớ cái set này trên đây không? Em ở Hà Nội nhá chị Thảo Thảo Ngọc ơi. Em này chị ơi là form size cho em nhá, etiquette dưới 50 cân. Set này chiều nay em bán cho chị 400.000 đấy. Thương Nguyễn, E100 bán 400.000 chiều nay cho chị ý. Em tặng mọi người 100.000, giải bìa 300.000 cái này luôn. Giải bìa 300.000 cái này luôn, cả một set này size etiquette giúp em. Một cái váy ở bên trong là váy sát nách nha mọi người nhá. Một cái váy sát nách bên trong và tặng thêm một cái áo khoác ở bên ngoài như này, cả một set mới tinh luôn. Nhận hàng feedback cho em, dạ chút nhà em đẹp như thế nào, xấu cho hoàn hàng luôn. 300.000 chút mà E100. Chị nào size etiquette lấy cái này luôn nhá. Bác nào size etiquette đừng bỏ qua cái này của em, rất là đẹp luôn. 300.000 mã này chơi là mã E100. Ok, hết 5 cái của 5 chị. E99 chị bé Sam. Em giải biến 5 chị, ok. Xong đó em vào chương trình live dạ handmade mọi người nhá. Áo dạ handmade tối nay. Các chị ơi mọi người vào xem live đi để em lên chương trình live áo dạ handmade luôn nhá. Em lên chương trình live áo dạ handmade luôn. Bác nào thích dáng ngắn em 100 chị Nguyễn Trang Trang. Chị nào thích dáng ngắn dáng dài mọi người có thể comment lên cho em. Đưa chị một hàng cái đỏ đầu tiên đi này. Em lên cái áo đỏ đầu tiên lên phụ mặc nhá mọi người nhá. Lên áo đỏ đầu tiên em phụ mặc. Các chị yêu mua cái này trên thị trường rẻ nhất là trên 500.000 hết mọi người nhá. Áo dạ handmade dáng ngắn các chị mua trên thị trường Hàng Si hơn 500k. Và những cái form dáng dài tối nay em có các chị mua tiền triệu của các shop Hàng Si khác luôn. Và tối nay các chị bàn nhà em vốn thì cái giá rẻ hơn so với thị trường tầm 50% luôn các chị yêu nhá. Mua tận gốc luôn, giá bằng giá bán xỉ luôn cho các bác luôn. Form size này cho em S đều vừa, đẹp chưa? Một em màu đỏ, em ở hàng cái đầu tiên màu đỏ dưới 55 cân quay đầu bằng đẹp, dạ handmade khâu tay toàn bộ. Cái dạng dạng này mọi người nhá. Bác nào chưa chơi dạng này thì lưu ý cho em giặt khô lá hơi giúp em cho nó bền áo nhá mọi người nhá. Một năm các chị chỉ cần giặt 1-2 lần thôi, đầu mùa giặt một lần, cuối mùa giặt một lần nữa. Cái này đi về nhá, mình đi được một bụi về mọi người lấy một cái khăn mọi người khăn ẩm ẩm ấy, vắt khô đi xong mọi người lau phủi đi cho em là ok, không cần phải giặt mọi người nhá. Phơi ở trong trong trời râm nhá, đừng phơi nắng chang chang nhá mọi người, đừng phơi nắng to. Và các chị yêu lưu ý là một năm chỉ cần giặt 2 lần đầu mùa với cuối mùa thôi, giặt khô là hơi giúp em cho nó bền. Em này chị nào form dưới 5-5-6 cân mở hàng cái đầu tiên, em này là mã Y87 cho em 350. Y87 350. Tất cả các bác khách mới khách cũ lưu ý đơn áo dạ handmade chuyển khoản và cọc 100% cho em. Em không ship code đơn áo dạ handmade mọi người lưu ý nhá. Mã cho em là mã Y87 cho em nhá. Y87 cho em vô luôn, cực phẩm luôn. 350 mã Y87 áo dạ handmade mọi người nhá. Dạ ép một lớp lông cừu, dạ ép khâu tay toàn bộ, dòng siêu đắt luôn. Bác nào chơi dạ rồi thì biết là cái dòng dạ này nó đắt đỏ như nào nhá mọi người nhá. Lên giá form dạ áo vest luôn này, đẹp nhỉ. Lên form áo vest giúp em dưới 5-5-6 cân mặc xinh ạ. Em phổ cao 1m6, nặng 53 cân. Các chị yêu suy từ chiều cao và cân nặng của em ra để chọn size cộng với việc em đúng size.
cộng với việc em tư vấn thêm size cho mọi người nhá mọi người nhá. Em này chị yêu là form size cho em dưới 56 cân mặt đẹp, dưới 55-56 cân giúp em lên dáng vét dạ handmade mã A4 cho em, 350 chất mã A4 ạ, 350.000 mã A4 giúp em, đi đâu mua rẻ hơn áo dạ cao cấp này mọi người nhớ báo em nhá. Đẹp xuất sắc luôn, có nguyên nai này. Chị nào thích dáng ngắn lấy luôn cái này cho em nhá. Dáng chiều dài bằng với các chân váy em đang mặc luôn ạ. Form size này cho em 48 đến dưới 56 cân mặc xinh. Đẹp xuất sắc cái này luôn. 48 cân nhá, đến 56 cân quay đầu giúp em. Cái này đẹp cạn lời luôn. Cái này các chị mix với cà bốt xinh cực kỳ. Mix với cà bốt rất xinh luôn. Size này cho em mẫu đẹp nhất cho các chị yêu có cái nặng dưới 56-57 cân ạ. 48 đến 56 cân đẹp nhỏ. Cái này đi vào mùa đi với bốt đùi cho em nhá. Chờ để em lấy đôi bốt em đi bây giờ. Đẹp xuất sắc luôn. Em này chị nào form size dưới 56-57 cân giúp em. Một em dạng màu rất là tây. Comment cho em mã này là mã A17 cho em nhá. A17 giúp em 380.000 mã A17. Bài này đẹp xuất sắc luôn. Nhanh tay. Nhà nào cũng phải bán ít nhất trên 500.000 hết luôn. Khẳng định mọi người năm nay làm em làm giá em hết cho người giá cực kỳ yêu luôn. A1 chị Thúy Vân. Năm nay em sẽ đánh số lượng cái này rất là nhiều nên thành ra là giá mọi người mua sẽ rất là rẻ luôn mọi người nhá, rẻ hơn so với thị trường siêu nhiều luôn. A17, còn nếu các bác mua mới thì những cái em form dáng ngắn và dáng lỡ như thế này giá tầm ít nhất là tầm 4 đến 5 triệu trở lên. Còn có những cái form tối nay các chị yêu có những cái các chị phải mua đến trên 10 triệu hết mọi người nhá. Tìm tờ cái size L nhỉ. Em này là mã A17 có luôn bác ơi, size L dáng ngắn dáng dài có men theo thì em thấy mưu tiên cho. 380 mã A17, đẹp thế. Trời ơi. Bản này là một cái bản gọi là xinh xỉu up xỉu down luôn. Cái này các chị mua trên thị trường Hàn Si nhá. 600.000 là cái chắc chắn. Đẹp xuất sắc luôn. Form này cho em vừa kit size vừa luôn dưới 52 cân mặc đẹp ạ. 40 đến 52 cân xinh nhỏ. Cái kẻ này đỉnh ở chóp luôn cho em mọi người chốt nhanh nhá. Giống cái áo em đang trên page luôn này này, đẹp cạn lời luôn. Em này chị nào form size cho em dưới 52-53 cân giúp em. 400.000 chốt mã cho em là mã E30. E30 400k, li bập lấy cái E30, đẹp cạn lời luôn. 400.000 mã E30 giúp em. Xuất sắc cho em 400k mà E30 nhá mọi người nhá. A17 chị Lâm Anh. Em này cho chị yêu là form size M size L cho em mặc đẹp này. Form size M size L giúp em vừa luôn nhá. Đẹp xuất sắc luôn. Sáng ra qua đầu gối em vừa luôn. Đẹp xuất sắc cái này nhá. Cái này đẹp nhất là form size M đi ạ. Chuẩn nhất là size M. E30 chị Hoàng Lan. 48 đến 56 cân quay đầu. 48 đến 56 cân quay đầu. Bác nào biết chơi dạng. Cái dòng này là dòng dành cho những người có tiền mọi người nhá. Nhưng 2 năm nay đã có trong giới hàng Si rồi nên chúng ta được hưởng với cái mức giá siêu yêu luôn. Và đặc biệt đến là với nhà em Phổ nữa thì các chị lại càng mua giá rẻ. Những con như em Phổ đang mặc thị trường đang bán cho các chị yêu. Nhà nào bán rẻ nhất 800.000 đến tầm 1.2-1.3. Khẳng định các bác luôn. Các bạn ấy nhập hàng nhé, về các bạn thì bán em biết mà. Mọi người theo dõi ở trên Facebook là mọi người sẽ biết là các shop đang bán với giá 800 đến tầm 1.2-1.3 một cái như thế này. Những cái dáng dài dáng lỡ như này này. Qua đầu gối em Phổ luôn này. Form size này cho em dưới 56-57 cân chốt luôn ạ. Dưới 57 cân chốt cho em mà E36 cho em nhá. 400.000 mà E36. 400k mà E36 mọi người không nghe nhầm đâu, chốt thật nhanh nhá. E36 400.000 cho em luôn. 400.000 mà E36, đẹp quá. Size này cho em nhá, đẹp cực kỳ luôn này. Để một nghệ nhân người ta khâu tay ra một cái sản phẩm như này nó mất khoảng được tầm 15 đến 20 ngày mới xong một cái áo, chứ nó không phải làm thủ công như những cái dòng dạ khác là may máy được mọi người nhá. Đây là khâu tay toàn bộ luôn. Các chị sẽ điểm đặc biệt để mọi người có thể nhìn ra cái dòng handmade đấy là gì, không bao giờ lộ một cái đường kim mũi chỉ nào luôn. Đấy là dòng dạ gọi là cực kỳ cao cấp luôn mọi người nhá. Size này cho em vào luôn này, chị nào form ra chuẩn bờ bằng đẹp giúp em thắt nơ xấu vãi. Em thắt nơ gọi là xấu nhất cái vị Bắc Bộ này luôn đấy bác nào. Bác nào về thắt nơ đẹp thắt cho em cẩn thận nhá. Xấu hơn cả em. Form size cho em là form size M, size chuẩn M L nhỏ được ạ. Size M, size L nhỏ mặc xinh của em cái này nhá. Đứng gần nó sẽ có họa tiết hơi kể xương cá như này mọi người nhìn thấy không? Hơi kể xương cá một chút như này cho em nhá. Chị nào form size cho em phổ cái này đẹp nhất là cho em form size M và L nhỏ. 52 cân đến 58-59 cân, nhìn cái form áo này đẹp nhờ. Em này chị nào dưới 58 cân mặc đẹp giúp em, dưới 58-59 cân giúp em vội luôn. 400.000 mà E97. E97 400k, đẹp xuất sắc luôn ạ. E97 400.000 chốt ngay cho em luôn nhá mọi người nhá. Một em kẻ nữa này. Nhung Đào khách mới mã kèm số điện thoại giúp em nào. Các bác khách mời nhá, em ơi nhắc các chị nhá. Nhắc các chị là chuyển khoản và cọc nhá thì mới đi đơn nhá. Tất cả đơn áo dạ các chị phải chuyển khoản với cọc, mặc dù em bán giá trị của nó rất cao nhưng em bán giá rất rẻ cho mọi người, dưới 500.000 dưới 400.000 một cái áo, nhưng mà đây là một cái dòng hàng em nói thật mọi người nhá. Sao nhở? Các chị yêu sẽ thấy các số hàng xin các Thư Dương. Những số like đến trên đầu ngón tay luôn, nhưng năm nay em Phố sẽ like rất là nhiều áo dạ này cho mọi người. Năm nay em đánh số lượng áo dạ rất là nhiều nên là các bác được mua giá rất rẻ, mua nhiều nhé, em đánh số lượng nhiều thì mới có giá rẻ, chứ còn đâu thì một vài số like như các số khác thì đương nhiên là giá siêu đắt luôn. Các bạn ấy sẽ nhập gần bằng cái giá mà em bán cho các chị bán lẻ luôn đấy.
Size này cho chị là form size SM đều vừa, dưới 5556 cân quay đầu ạ. Dưới 5556 cân quay đầu giúp em cọc và chuyển khoản được, hãy chốt đơn hàng từ nay cho em mọi người nhá. Dưới 5556 cân quay đầu, một cái kẻ thực phẩm chất mã A1 400.000. A1 kẻ siêu phẩm 400k chất mã A1. Bác nào năm ngoái mua cái này tầm 6-700.000. Điểm danh cái nào. Ở đây còn rất là nhiều chị khách cũ chưa vào. Rất là nhiều bác năm ngoái mua những cái này 6-700.000 luôn ấy. Chất mã A1 cho em 400k. A1 cho em nhá, 400.000 chất mã A1 giúp em. Đẹp thế. Thế bảo là xinh ơi xinh luôn này. Chị nào thích dáng ngắn em có hết, dáng lớn em có, dáng dài em có luôn. Size trẻ em, form size chuẩn mờ, cái này trẻ và xinh cực kỳ luôn nhá. Form size chuẩn mờ giúp em mặc đẹp luôn các chị yêu. 297 chị Thúy Vân. Em này chị nào form size mờ cho em vào nhá, đẹp hết. Mờ chưa rạch hết túi ạ. Mờ chưa rạch hết túi giúp em nhá. Form size này cho chị yêu là form size chuẩn đét size mờ mặc đẹp giúp em. Form size chuẩn đét size mờ giúp em nhá mọi người nhá. Size mờ cho em vào luôn. Cân nặng cho em cái này đẹp nhất là từ 50 cân đến 58 cân mặc đẹp ạ. 50 cân đến 58 cân, nhìn màn hình mình nhìn thôi. 50 cân đến 58 cân chất mã A7. A7 giúp em nhé, chất phê mà A7 cho em 380.000 chất mã A7 ạ. 380 chất mã A7 giúp em. A7 380k giúp em luôn nhé các chị yêu. Một em kẻ nữa này mọi người này. Đỉnh của chóp luôn. Kẻ cho em nhé, nhìn gần này. Nó sẽ có họa tiết hơi kẻ như này. A1 chính của Thanh Kiều, Vũ Bạch Mai nhanh tay nhanh lên chứ. Em đứng xa thì nó sẽ kiểu hơi nhìn như kiểu là tông màu sáng một màu luôn ấy. Nhưng mà các chị ơi, đứng gần nó sẽ có họa tiết hơi kẻ nhá. Form size cái này cho em M và L bằng đẹp ạ. M và L giúp em nhá. 52 cân đến 60 cân cho em. 52 cân đến 60 cân giúp em nhá mọi người nhá. Thiếu mất hai áo gì của chị hàng vạn đấy. Form size M, size L cho em mặc cái này đẹp ạ. 52 cân đến 60 cân giúp em. Đứng gần nó có họa tiết kẻ mọi người nhá. Và một cái chị đi về á, bốt vào cực kỳ xinh luôn. Em này 400.000 chất mã này là cho em là mã Y1 ạ. 400k chất mã Y1 giúp em luôn nhá. 400.000 mã Y1 cho em vào luôn nhá. Đẹp xuất sắc, cái màu này xinh nhá. Ôi. Ôi, 1.2 đây này các bạn ơi. 27 chị bé Sam. Em này năm ngoái mua 1.2 mọi người nhá. Ôi giời, cầm lấy cái tin cho chị luôn. Cầm lấy cái tin cho mang lại tin. Kim cương rơi rồi, cái khuyên nó bị tuột ra nhá. Sáng mai nhà em sẽ khâu lại, các bạn ấy sẽ khâu lại cho các chị luôn. Form size này cho em nhá, cân nặng cho em đẹp nhất là 40 cân đến 52 cân, đỉnh dã man luôn. Cái này dưới 53-54 cân được ạ. 40 cân đến 54 cân quay đầu, bản này form dài qua đầu của em này sang dã man sang luôn. 53-54 cân quay đầu giúp em. Ôi, E94 các chị ơi, nhiều em cái chất dạ này đẹp cạn lời luôn. E94 giúp em nhá mọi người nhá, có 65 cân chị Trần Hiền ơi. Có 65 cân ạ. À. Em này cho em dưới tầm 54-55 cân giúp em luôn. E94. Em lấy các chị yêu cái này nhá. 450 thôi. E94 450. Chốt nhanh. Sẻ dã man luôn. E94 450 cho em nhá. Lên một cái dạ kẻ rất là xinh luôn này. Một em dạ kẻ là ngắn. Xinh xỉu luôn. Em này lên form cực đẹp. Đằng sau có chun bo nhá mọi người nhá. Size này cho em cái này ạ. À. SM đều được. 48 đến dưới 58 cân chất luôn cái này cho em. Nó thích dạ handmade mà dạ ngắn thì đừng bỏ qua cái này nhá. Em là một tín đồ của dạ handmade dạ ngắn luôn ấy. Trên tủ của em phải đến tầm gần chục cái áo dạ hay mét dạ ngắn luôn. Form này cho em nhá, các chị có thể cái hết cả cái khuy vào như này. Lên form kiểu đi đường nó sẽ không bao giờ bị lạnh luôn đây này. Đó. Form size này cho em nhá, đẹp nhất chị nào form size cái này từ 48 đến 58 cân. SM đều được, cuối S ạ. Form size SM giúp em nhá, màu của nó sẽ tông là màu kiểu tông màu đen trắng kẻ. Tay hơi cánh rơi một chút cho em. Hai size đều mặc rất xinh luôn. Em này 350, chất mã này là mã E45. E45 cho em nhá, 350 chất mã E45 giúp em luôn này. Chị Thảo Hồng bắt các E45 350 chất mã E45 E94 chị Hạnh Dương 350 mã E45. Nói rất là nhiều lần rồi là đừng để sát quá. Để sát quá làm sao mà rút được áo ra. Áo này là áo dạ nó rất là nặng nữa. Mai Sela E45 chị Mai Sela. Một cái kẻ cực phẩm này các chị ơi. Chốt luôn bản này nhá, xinh quá. Xinh xỉu luôn. Tại size này nhanh tay ạ. Size này cho em SM đều vừa. Hai size SM đều vừa giúp em nhá mọi người nhá. Hai size SM đều vừa giúp em. S và M đều vừa cho em, bản này xinh quá. Bản này chốt nhanh ạ. Kẻ cho em nhá. Tông màu của nó là tông màu kẻ như này cho em rất là đẹp luôn. Comment cho em mã này là mã Y54 cho em phổ cực phẩm luôn mọi người. Chốt nhanh mã Y54 cho em 450. Y54 450. Đẹp xuất sắc luôn. Dòng dạng này người có tiền mua được nhá. Nhưng mà bây giờ chúng ta không cần có tiền quá, chúng ta cũng có thể mai mua được áo dạng nhà em phổ luôn. Mai không mang ghế về khơi chân đi nhá. Chống chân. Đợi chân ngắn.
chân ngắn này. Cái chân thì những người chân dài thì ngồi thì nó chị là bị trùng chân à? Chị nhìn chân này. Nó là nấm. Nấm lùn. Size cho em S, M đều vừa. Cái màu này tây chưa? Sáng dài qua đầu gối em. 24 chị Nguyễn Trang Trang. 800.000 đến 1.2 thị trường đang bán cái áo này luôn cho mọi người nhá. Cho nhanh cho em cái này luôn ạ. Size này cho em vổ đẹp nhất cho em nhá. Dưới cho em 53-55 cân được ạ. 45 cân đến 55 cân quay đầu giúp em. Bản này các chị chốt được nhanh. Chất của dạng của nó siêu đỉnh luôn. Mã này cho em là mã Y60. Đẹp dã man luôn nhá. Y60 500.000. Cái này các chị mua tiền triệu ở thị trường Hàn Si nhá. Còn mua khoảng được tầm trên chục triệu hàng mới luôn. Dòng dài handmade cho em nhá. Đẹp lắm luôn. Em lười đọc thông số lắm mọi người nhá. Cái này cho em là 90% là lông cừu, 7% là tạp chất khác nhá mọi người nhá. 90 tỷ lệ cừu của em này là 90% luôn. Đẹp giá mà đẹp. Cứ tỷ lệ cừu trên 50% là đều là ok lắm luôn. Cái này 90% cừu luôn giúp em. Chốt mã này cho em là mã Y60 cho em mọi người nhá. Giá F1 lớp lông cừu luôn ạ. À. Em này là mã Y60 cho em 500.000 mã Y60. Dáng vest này cho em này. Dáng vest cho em size ML nhá mọi người nhá. Chị nào size to được bỏ qua cái này. Em mặc bị rộng ạ. Mã là 67 cân vừa hỏi em chút luôn. 56 57 cân đến các bác dưới tầm 68 cân quay đầu. Em mặc cái này bị rộng nhá. Size này cho em M và L mặc đẹp cuối M ạ. 55-56 cân nhá. Dáng và đằng trước ngắn với đằng sau dài hơn. Dưới cho em cân nặng đầy nhất 65-66 cân quay đầu. Chốt mã Y64 cho em 350. Y64 cho em vổ nhỏ 350.000 mã Y64. 350 chốt mã Y64 giúp em rất là đẹp luôn. Xuất sắc này. Ôi nhìn lên những cái form đỉnh chưa. Y60 chị Thanh Kiều. Tông màu kem cho em nhá. Tông màu kem giúp em 48 cân đến cho các chị yêu có cân nặng dưới 56 cân mặc đẹp. Dưới 56 57 cân giúp em mã này luôn ạ. Dưới 56 57 cân tông màu trắng kem, bản này xinh quá luôn các chị chốt nhanh cho em. Tông màu trắng kem giúp em luôn. Em này là mã Y48 480 mã Y48 chốt nhanh cái bản này ạ. Y48 480 giúp em luôn. Cái này tay lớ nhá. Đẹp quá. Em này một bàn tay lớ rất là xinh luôn. Em này tay lớ cho em vào luôn ạ, dưới 53 cân mặc đẹp. 40 cân đến dưới 53 cân quay đầu. 40 cân đến dưới 53 cân quay đầu lấy luôn cái này cho em ạ. 53 cân quay đầu chốt mã này cho em là mã Y47. 53 cân quay đầu mã Y47 sang xịn luôn cho em. Dạ ép một lớp lông cừu nhá. Đây các bác vào sau sẽ em nói lại cho các bác biết đây là dòng dạ cao cấp. Dòng dạ cao cấp nhất luôn mọi người nhá. Size này cho em dưới tầm 53-54 cân chốt mã Y47 cho em nhá. Y47 cho em vô luôn nhanh tay. 450 mã Y47 ạ. 450 chốt mã Y47 giúp em rất là đẹp luôn. Dáng ngắn nha các chị yêu này. Form này cho em nhá. Chị nào form size cho em cái này dưới 55 cân mặc đẹp ạ. 45-46 cân ạ, đến 55-56 cân. Các bác cách mới comment mã cách số điện thoại. Đơn đầu tiên nhớ hàng VIP phải chuyển khoản hoặc cọc em mới đi đơn. Chị Vũ Điệp ơi, hôm nay nhà em nhận chuyển khoản nhá chị nhá. Chị không chuyển khoản được nhé, không chốt được đơn đâu. Bác nào không chuyển khoản được vui lòng đừng chốt đơn tối nay của em. Phải cọc hoặc chuyển khoản được mới chốt đơn hàng tối nay mọi người lưu ý ạ. Em không ship code đơn hàng ảo dạ hay mét đâu ạ. Mặc dù em làm giá cho mọi người giá không đắt. Không hề đắt một tí nào so với thị trường Hàn. Size này cho em nhé mọi người nhá. Đẹp nhất cho em dưới tầm 55-56 cân quay đầu. 55-56 cân quay đầu giúp em. Để cái áo ở bên cạnh cho nó phẳng cái áo vào. 55-56 cân quay đầu giúp em mà Y63. Con làm còn không bằng đen đâu ấy. Thằng đen bây giờ nó áo này kể cả bên này kể cả bên kia cũng thế. Để phẳng cái áo ra, thẳng cái áo ra. Những cái áo ví dụ áo dạ này, áo handmade, áo gì nhỉ, măng kaki. Để nó làm cái áo này, lai xong rồi phẳng ra. Size này cho em nhá, 54-55 cân quay đầu. Dưới 55 cân quay đầu giúp em này 380, chốt mã cho em là mã Y63. Y63 giúp em nhá, 380 dạng handmade hết luôn, đẹp lắm. Y63, 380.000 mà Y63 giúp em. Ôi cái này xinh chưa? Một em kẻ cực phẩm luôn, chị nào form size ML mặc đẹp. Form size M, size L lên dáng rất xinh cái này luôn nhá. Mã nào 52 cân mặc đi em này, xinh quá. 50 cân đến cho các chị yêu dưới 60 cân quay đầu. 50 cân đến 60 cân, bản này đẹp xuất sắc luôn ạ. Dưới 60 cân quay đầu giúp em, chốt mã này là mã A3. A3 cho em nhá, 450 chốt mã A3, đẹp quá, chốt nhanh cái này. 450 chốt mã A3, đỉnh của chóp luôn cái này cho em nhá. 450k chốt mã A3, chị nào chuyển khoản được luôn và ngay thì mọi người thêm chữ CK bên cạnh để được ưu tiên nhé mọi người nhá. Đơn này thì đáng nào cũng phải chuyển khoản, tối nay phải chuyển khoản trước thì sẽ được ưu tiên. Đơn nào dạ chắc chắn phải chuyển khoản em mới đi đơn, mọi người lưu ý, chuyển khoản trước tối nay luôn sẽ được ưu tiên. Size này cho em etiquette mặc đẹp này. Rồi. Mã cách số điện thoại nha các chị ơi. Chất dạng đỉnh luôn cho em. Size này cho em dưới 50-52 cân thôi ạ. 40-52 cân size S và M nhỏ mặc đẹp ạ. 51-52 cân quay đầu chất mã này cho em là mã A8. A8 cho em mọi người nhá, cho nhanh mã A8. Em lấy các chị yêu luôn cái này, đẹp nhỏ. A8 cho em 450 dáng dài A8. 450.000 mà A8 luôn ạ. 450k chất mã A8 giúp em rất là đỉnh luôn. Chị nào thích dáng ngắn kẻ thì xinh chưa? Màu đẹp xuất sắc luôn. Cái tông màu kẻ này xinh xỉu luôn mọi người nhìn nhá. Nhìn gần em cái tông màu kẻ nó rất là đẹp luôn. Size này ơi chị yêu nào không? Như Khánh ơi, hôm nay nhà em nhận chuyển khoản nhá chị ơi.
Bác Nguyễn Ngọc Như Khánh ơi, tất cả các bác khách mới lưu ý nhá, phải chuyển khoản hoặc đọc được đơn hàng tối nay cho em. 63 chị Nguyễn Ngọc Như Khánh, Nguyễn Như Khánh Ngọc. Em này chị nào form size cho em vô luôn ạ. Đẹp nhất cho em cái này. Ui, và đằng trước ngắn và đằng sau dài nhìn xinh đấy. Cái này nhìn xinh Nguyễn Như mà. Khánh Ngọc cho em, cho nhà em xin địa chỉ luôn nha chị ơi. Đẹp xuất sắc luôn. Ôi bạn này không chốt thì cực tiếc luôn nha. Vạt ngắn này, đằng sau lưng của nó vạt sẽ dài hơn một chút. Đẹp xuất sắc cái này luôn ạ. Dưới 56, 57 cân cho em, tông màu kẻ cực đẹp luôn. Lấy các chị yêu 400.000 má cho em là má Y61 400k. Đẹp thế. Y61 cho em vội nhá, 400.000 mà Y61. Đẹp mê luôn. Ôi cái màu này tây chưa. Dã mắt đẹp đỉnh luôn. 55 cân quay đầu, bạn này không chốt cực tiếc. Đảm bảo mọi người luôn, nhận hàng feedback cho em với chất dạ nhé mọi người nhá. Size này cho em vừa luôn ạ, à. Dưới 55-56 cân quay đầu mặc đẹp, dáng dài qua đầu của em. 55-56 cân quay đầu, sang xịn mịn luôn cho các em. Các chị khách mới nghe rõ chị phố nhà em tư vấn size và cân nặng nha. Mới chút xong lại hỏi. À bao nhiêu cân vừa xốp? Chị không biết bao nhiêu cân vừa mà chị cũng chốt à? Em mệt thế. Chị chốt chắc chắn đi ạ, à. Đừng chốt xong lại hỏi áo bao nhiêu cân vừa. Không biết mình bao nhiêu cân, không biết em đọc bao nhiêu cân. Đúng rồi, kiểu như thế em buồn lắm. Đúng rồi, kiểu như thế nhá mọi người nhá. Mình chốt cái gì là mình phải biết chứ. Mình chốt là mình phải biết là mình bao nhiêu cân mình chốt chứ. Y61 chị Diệu Ninh. Là bác ơi, có biết là mình bao nhiêu cân và mình chốt được cái đấy là bao nhiêu cân không? Để em có biết được hôm nay lại luôn. Thầy áo đẹp chưa xem được bao nhiêu cân. Ôi giời ơi. Thầy áo đẹp mà không biết được bao nhiêu cân nhưng mà cứ chốt. Cứ chốt xong mai là em ơi, chị tưởng là cái đấy chị vừa thì không vừa rồi em xả hộ chị với. Thế là em phố lại lên đi. Nào các chị ơi, giải vía cái mã này cho em. 500 nghìn bây giờ em lấy 200 nghìn. Thế 300 nghìn còn lại ai bù cho em. Mã này nha chị nha. Ôi. Em hỏi chị là chị bao nhiêu cân? Chị không trả lời. Không trả lời thì mua hàng làm sao? Nhà em không bán hàng kiểu chốt đơn nào hào đâu các chị ơi. Lấy cái nào chắc chắn đâu em. Em không có thời gian like đi lên lại đâu ạ. Chết người. Mà chị không có mình nhiều lần chứ không phải một lần luôn. Tận 3-4 lần rồi. 58 cân có vừa cái đấy không chị? Cái nào? Y63. 58 cân cao mét bao nhiêu? 58 cân cao trên 1m58 là vừa. Ôi các chị ơi, khách mới ơi, khách mới ơi, cho em có động lực like cả, không có làm như này không like được đâu ạ. Em bán cái hàng đắt tiền này mà cứ xả đi xả lại là em ghét lắm luôn ấy. Em không bán hàng. 1m56 đưa chị mình đưa gì lại mặc lại cái đấy xem nào. Ôi 1m56 mà 50 mấy cân. 58 ạ. 1m56 mà 58 cân đó. Vừa. 1m56 58 cân vừa nhá. Trời ơi, chỗ nghe cho kỹ cho em đi ạ. Đừng mắt em mặc đi mặc lại em khó chịu lắm. Em phổ cao 1m6 53 cân, suy từ chiều cao và cân nặng của em ra cộng việc em tư vấn size nữa. Ngay thật kỹ hay chốt, chưa biết mình có vừa hay không đừng chốt nhá. Các chị ơi đừng chốt vừa nhá. Chốt vừa thì là khách nhà em, các bác khách vừa thì lại không được chốt. Xong rồi mình chốt xong rồi mai mình lại tưởng. Ôi em ơi chị tưởng lúc đấy nhanh quá chị cứ chốt vội. Chị tưởng là cái đấy là chị mặc vừa. Nhưng mà chị thế này chị thế kia chị béo lắm. Chị thế này chị không mặc vừa. Chị già lắm chị không mặc được cái màu vàng. Chị không mặc được màu vàng thì chốt màu vàng để ăn ấy à. Đúng không? Nói đi bà nói bậy. Chị già lắm chị không chốt màu đấy đâu. Mặc nó bị trẻ quá. Không mặc được màu đấy trẻ quá đi cho nhau chốt làm gì với khách nhà em. 5 cái dạo chuyết đầu la em xả cho mọi người đấy. Là lý do cũng có một hai chị lý do như thế đấy. Em không bịa ra những lý do này để nói đâu. Bán hàng đắt tiền mà bán giá rẻ như thế này mà các chị cứ xả hàng em sẽ bị ức chế cực kỳ luôn. Mọi người lưu ý. Mọi người có hiểu cái tâm lý của em là gì không? Khách muốn mua thì không mua được. Khách được chốt rồi thì lại xả hàng của em. Đó, thành ra em rất là khó chịu vì như thế. Chứ nhà em không phải như kiểu bán hàng mới mà mỗi một mẫu em đều có số lượng 5 cái, 10 cái để chốt cho người này không lấy thì chốt cho người kia đúng không? Nhưng mỗi mã có một cái thôi. 10 người chốt cũng chỉ chốt được cho một chị thôi. Thế nên là rất là khó chịu vì như thế thôi. Mọi người ạ, à, hiểu đặt cái địa vị của mọi người vào em một tí hiểu cho em. Nên là chốt hàng em nói đi nói lại nói rất nhiều từ đầu like đến cuối like. Mọi người phải để cho em tập trung để thời gian để em còn qua được nhiều mẫu cho mọi người chốt đơn. Đừng để em dừng lại để nói như thế này. Từ nãy giờ em nói em là qua được 4-5 mã rồi đấy. Size này cho em SM đều vừa này.
hai size SM đều vừa. Nếu không biết là S bao nhiêu cân, M bao nhiêu cân có thể hỏi lại em cũng được. Con đừng chốt bừa nhá các chị nhá. Em này cho em dưới 5556 cân quay đầu mặc đẹp chốt mã A9 ạ. 56 cân quay đầu chốt mã A9 cho em luôn. A9 cho em vỗ luôn là các chị yêu 450. 450.000 mã A9 không hề to một tí nào về cái giá trị áo của nhà em mọi người nhá. 450.000 các chị nhận hàng các chị sẽ xuống mê luôn vì áo mua 5-6 triệu cơ mọi người ạ. Áo Y63 bao nhiêu tiền? Áo bao nhiêu tiền shop? 380 chị Khánh Ngọc ơi, chị Nguyễn Như Khánh Ngọc ơi. Có 380.000 một cái áo dạ hết của em, các chị mua mới cái đấy là 4-5 triệu đấy ạ. Bạn nào không biết có thể đi ra hàng mới tham khảo cái dạ hết cho em là mua mới 3 tiền nhá. Em cũng không nói điêu đâu, em cực thích cái dòng dạng này luôn ấy. Từ ngày xưa mà hàng si chưa có cái dòng dạng này em cũng đã rất thích rồi. Mày like đi, mày đừng có chuyện 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 như thế, ta bị mất tâm lý luôn đấy béo nhá. Mà là không lấy xả luôn thì chị gái lại. Em này cho em này, size SM đều vừa giúp em. Hai size SM mặc đẹp, bản này sang. Thấy luôn sang cực đẹp luôn ấy. Cho miếng nước đấy nhá. Thấy luôn mấy em này bị tâm lý ấy, bị stress về vấn đề kiểu khách xả hàng theo kiểu là tưởng mới nhớ, trong khi đó em là thật người năm nay em quyết tâm làm một cái giá cho mọi người là sao nhỉ, càng làm em càng có kinh nghiệm, cộng với việc càng làm em càng muốn là đưa những cái gì nó tốt đẹp nhất này, những cái gì nó hàng nó thật là đẹp và giá nó thật là rẻ cho mọi người, để cho mọi người được sở hữu những cái dòng sản phẩm cao cấp và với cái giá thì siêu rẻ, tiết kiệm được chi phí rất là nhiều để mọi người có thể mua được nhiều sản phẩm. Ví dụ như đúng ra bỏ tiền ra 1 triệu để mua được một cái áo như thế này ở thị trường ở nhà khác thì các chị bỏ ra 1 triệu có thể mua được 2-3 cái để thay đổi, hoặc là mua cho mình và mua cho người thân của mình. Ví dụ như là một cái like khác em like áo của chồng thì vào mua áo cho cả chồng nữa, cho cả con nữa. Nhà em phố thì bán cả đồ người lớn của chị em mình, đồ trẻ con, đồ của nam, mình có thể mua cho cả gia đình luôn. Thế nên là mọi người cho okay. Em có tí động lực nhá mọi người nhá. Như Khánh Ngọc đã cọc rồi ạ. Size này cho em vỗ luôn này, đẹp nhất cho em dưới tầm 5-6-5-7 cân. Cái form này các chị không chốt, các chị cực kỳ tiếc luôn. 1,2 triệu của các shop hàng si đang bán. Năm ngoái em bán cái này 800.000-900.000 luôn mọi người nhá. Năm ngoái em bán 800.000-900.000 luôn ạ. Chốt mã này cho em luôn, mã của em nó là mã A12 500k. A12 cho em nhá, 500.000, dạ handmade khâu tay toàn bộ luôn. Dòng dạng các chị mua cái dáng dài này nhá, không có giá dưới 7-8 triệu luôn. Em không nói ngoa, có những shop nó bán đắt đi hàng mới á, các chị phải mua với giá là trên 10 triệu hết luôn. Ở đây có bác nào ở Hà Đông gần nhà em không? Ở đây có bác nào ở Hà Đông, Hà Nội không? Ra chỗ gần chợ Hà Đông có một cái đường Hoàng Hoa Thám và đường Hoàng Hoa Thám và đường em là cái đứa hay bị quên đường nhất luôn ấy. Đường Hoàng Hoa Thám và đường gì nhỉ, quên xứ mất rồi. Còn mấy cái shop và hàng Quảng Châu cao cấp ấy, mọi người ra đấy check giá áo handmade cho em. Bây giờ là các bạn hàng mới cũng nhập giá handmade rồi đấy ạ. Xem là em vừa nói có đúng là những cái dòng này có giá là 8 triệu với cả 10 triệu không nhá. Hay lại bảo em phố nói điêu, cứ ra check đi cho em mà xem. Hà Đông đây phố, chị Hạnh ơi. Đấy, ra check cho em. Ở đường Hoàng Hoa Thám, mấy cái shop nét Việt này, mấy cái shop mà hàng Quảng Châu cao cấp này, mấy cái shop mà bán hàng Hàn với cả hàng Nhật ý. Check cho em cái dạ này này. Không có giá dưới 10 triệu luôn. Không phải chợ Vồ. Đối diện với chợ Vồ, sang bên chợ khu, bên chợ Hà Đông ý ạ. Chỗ đường Lê Lợi với cả đường Hoàng Hoa Thám ấy chị nhá. Đẹp xuất sắc luôn bạn này. Đỉnh của chóp bạn này luôn cho em. 500.000 mã cho em là mã A12. A12 cho em 500k mà A12. Đối diện chợ Vô cơ. Chợ Vô không có hàng nào bán đồ cao cấp đâu. Size này cho em vỗ luôn SXS dưới 50 cân mặc đẹp. 40 cân đến 50 cân quay đầu. Dưới 50 cân giúp em dọc cái tuyến đường Lê Lợi ấy, có cái lối rẽ cái đường Hoàng Hoa Thám với cả mấy cái đường ở bên tay trái này gần chỗ nhà thờ ấy, em quên xử mất tên đường rồi. Size này cho em dưới tầm 51-52 cân quay đầu. Dưới 51-52 cân quay đầu mà cực đẹp luôn, dáng dài quay đầu của em luôn nhá. Em này 460, chốt mã này cho em là mã C57. 460 mã C57. Để tác như này thì để làm cái gì? C57 giúp em mới tác mới đi. C57 cho em nhá, 3 tiền nhá, 400 mấy nhá. 460 mã cho em là mã C57. Size ML này các chị ơi, đẹp quá. Size M, size L, các bác khách mới đây cho em có động lực like nhá. Chốt cái nào chắc chắn không em? C57 chị Thảo Hồng. Size này cho em 55 cân đến tầm 65 cân quay đầu. Từ 55 cân trở lên mặc đẹp, em 52-53 cân em mặc cái này bị rộng này. 55 cân đến các chị yêu 65 cân là cái này. Bác nào vừa hỏi em size ML đừng bỏ qua cái này, cực đẹp, dáng vừa tầm, trường đúng nơi đầu của em luôn. Tông màu mặc lên chặt da vô cùng. Em này 400.000 mà A13. A13 400.000 của em nhá mọi người nhỏ. 400k mà A13. Tự tin cái món handmade này không có nhà nào làm được cái giá như này đâu ạ. Các shop nào bán rẻ hơn thì dòng dạng nó là dòng dạng xấu hơn. Hàng nước 2, nước 3 nhà em chứ không phải là cái hàng này được ạ.
Hàng này không thể nào mà bán được giá dưới giá nhà em luôn, khẳng định mọi người luôn. Size này cho em vội nhá, chị nào thích giá ngắn đấy luôn, đẹp thế. Sẵn cái tay này cho em nhá, nó có một cái gấu đây này. Đó, đẹp cực kỳ luôn. Các chị thích mặc dài dài của Hàn Quốc thì mặc, hoặc là các chị có thể sẵn lên cho em, nó có một cái nấp ở đây này, đẹp cực kỳ luôn. Chị đã thích dáng ngắn chiều cao dưới 1m6. Quá đẹp luôn chị Thảo Hồng ạ. Em này cho em nhá. Size này cho em size XM, 45 cân đến dưới 55 cân xinh cực kỳ luôn. 45 cân đến dưới 55 cân bản này cho em nhá. 55 cân quay đầu bản này xinh xỉu luôn. Chốt mã này cho em là mã A52. Nhiều cái quên bản tắt thế. A52 giúp em nhá. 350 mã A52 dáng ngắn ạ. 350 mã A52 giúp em nhá. Ôi nhá. Em nhập được rẻ nên em không lỡ đồng nào bán đắt cho người đâu, mặc dù dòng dạng này rất là cao cấp luôn. Năm ngoại những cái dáng ngắn em phải bán cho mọi người 500.000 hết, còn những dáng lỡ dáng dài thì toàn là 600-700.000 cơ. Cái này size to các bác ơi, cái này size L cho em nhá, các chị nào size XM đừng lấy á. Size này cho em từ 60 cân đến 70 cân LXL. 60 cân đến 70 cân giúp em mặc bị rộng nhìn nó sẽ bị dìm áo, nhưng các chị đập người, các chị mặc vừa với form các chị rất là xinh. Em này chị nào form size M size L giúp em luôn. Chốt mã này cho em là mã E31 mọi người nhá. E31 cho em 60 cân đến 70 cân cho em size L, size XL. L và XL 60 cân đến 70 cân giúp em, chốt mã E31. Em lấy các chị yêu 350 ạ. E31 350.000 mà E31 luôn. Màu đẹp thế. E52 chị Thanh Kiều. Màu đẹp dã man đẹp luôn. Tông màu xanh cổ vịt cho em sang nhá. Size này cho em cổ đẹp nhất cho các chị yêu có cân nặng cho em dưới tầm 53 cân ạ. 40 cân đến 53 cân quay đầu, cái này xinh xỉu luôn. Uầy. Ôi, năm ngoài cái này mua tiền triệu luôn đấy mọi người ơi, chốt nhanh nhá. Đẹp xuất sắc luôn ạ. 500.000 cực phẩm, bản này chốt thật nhanh cho em. Nhà nào bán rẻ nhất cho mọi người phải tầm 800.000, 900.000 luôn. Mua nhà em hôm nay nhá, mỗi một cái áo các chị hồi của tầm 300-400.000 luôn. Tin em đi, không tin chỉ có mà mất quyền lợi thôi. Size này cho em ngồi luôn nhá. Dưới tầm 53-54 cân, đẹp lắm luôn. Chất dạ đỉnh chóp và màu này siêu sang. Chốt mã này cho em là mã E26. E26 em lấy các chị 500.000 thôi. E26 500k giúp em. Xinh nhất. Giá ngắn tiếp cho em luôn này. Giá ngắn cho em form size ML, đẹp cực kỳ. Giá ngắn form size M, size L cho em mà đẹp xinh nhất mọi người nhá. Form size to ML giúp em. E31 chị Hương Lê. Đẹp quá. 50 cân đến 60 cân chị nào thích giá ngắn đừng bỏ qua cái này cho em nhá. Giá ngắn cho em đừng bỏ qua cái này ạ. Form size to ML giúp em nhá. Form size M, size L. Lý do mà cái sàn lúc nào cũng phải sạch và nâu. Thật sạch để khi chúng ta làm cái việc như vừa xong ấy. Thì nó mới ok la. Em này cho em nhá, 50 cân đến 60 cân. Béo nhìn dáng áo này. Dã man nhỉ. Xinh ơi xinh luôn. Rất gầy à. Size này cho em 50 cân đến 60 cân. Chất mã này cho em là mã 41. Mã 41 giúp em mặc đẹp nhá. Chất mã 41 màu cực kỳ VIP luôn. Cái màu này bên ngoài like là xinh hơn ấy. Em này 380 chất mã 41 luôn. 380 chất mã 41. Cái 41 này xinh lắm mọi người cho nghe nhá. Mã 41 380k giúp em luôn. Cái vân tay là mix một chút sơ mi rất là đẹp luôn này. Màu tây đấy. Size này cho em đẹp nhất là chị yêu nào 40 cân đến dưới 52-53 cân. E26 chị Nhung Đào. 53 cân quay đầu cho em luôn. Thấy luôn cái bản này VIP cực kỳ luôn này. Ủa bác nào cho được cái màu này nhá. Sang xịn luôn. Tông màu rêu rêu ấy ạ. Cái này được gọi là rêu trầm nhá. Tông màu rêu trầm cho em luôn ạ. Size này dưới 52-53 cân giúp em luôn. 40 cân đến 53 cân quay đầu. Bản này các chị vào mùa đi với bốt cho em nhá. Đi với bốt ngắn bốt dài cho em rất xinh luôn. Dưới 53 cân quay đầu mặc cái này cực đẹp luôn cho em nhá. Em này 490 chút mã này cho em là mã E37. 490.000 mà E37. 490 chút mã E37. Em lên một cái kẻ cực phẩm luôn cho bác là size to nhá. Một em kẻ cực phẩm cho chị là size to. 55 cân đến 65 cân, 66 cân quay đầu. Xuất sắc luôn. Size to ML giúp em nhá mọi người nhá. Size to M và L giúp em luôn ạ. 55 cân đến 65 cân quay đầu giúp em. 360 chất mã Y74. 360 mã Y74 giúp em cực đẹp. Y74 360.000 nhá mọi người cho nhanh nhá. 360 mã Y74. Mới xinh đấy. Lên form cực đẹp luôn. Trên đầu gối em xinh xỉu cái dáng này luôn mọi người cho nhanh cái này nhá. Lên dáng này rất xinh luôn ạ. Size này các chị yêu nào cân nặng cho em, cái này đẹp nhất cho em. Bác nào cân nặng dưới 55 cân xinh ơi là xinh cái dáng này luôn. Dáng này bác nào cũng mặc được, cao mặc được. Chị Bạch Mai. Bác nào cao mặc được, thấp mặc được luôn. Chớm, sorry các bác, cái này trên đầu gối ạ. Trên đầu gối em phổ, tông màu rất xinh. 55 cân quay đầu, bản này đẹp thế. 55 cân quay đầu giúp em, 500k chất dạ, xịn cực kỳ luôn. E39, 500.000 ạ. E39 cho em phổ luôn nhá. 500k chất mà E39. Xinh quá, chốt luôn chị ơi. Trời ơi. Một củ năm ngoái. Y74 chị Thu Mai. Một củ năm ngoái luôn này này các bác. Ôi, xinh chưa? Size này cho em phổ luôn nhá. Ôi, cái kẻ này không chốt chị cực kỳ là tiếc luôn.
Chẳng là chị Tường Vi với chị Thanh Mai Nguyễn Thị là mấy chị mà thích áo cao cấp đấy. Mọi người nhìn thấy không? Cạn lời. Em nói thật cái này là cạn lời luôn. 54, 55 cân quay đầu, xinh xỉu luôn. 500k, chiếc mã này cho em là mã Y67. Y67 cho em nhá, đẹp thế. 500.000 mà Y67 luôn ạ. 500k mà Y67, con kể rất VIP luôn. Màu tây chưa ạ? Tôi màu siêu tây luôn cho em nhá. Size này cho em phổ luôn, đẹp nhất cho em dưới tầm 52, 53 cân ạ. 40 cân đến 52 cân quay đầu giúp em, cực đẹp. Dưới 52 cân quay đầu lấy bạn này cho em màu trắng da vô cùng ạ. 52, 53 cân quay đầu mà E86 cho em nhá. E86 cho em 500.000 mà E86. 500k chất mà E86 cho em rất là đỉnh luôn. Đây cho các chị một cái kẻ nữa này. Xuất sắc luôn. Một em kẻ thực phẩm nữa cho em mọi người nhá. Em kẻ này cho chị yêu nào phong size cho em ML mặc đẹp này. Có cái kẻ ML này bác nào size to đừng bỏ qua cái này nhá. Size này cho em size M, size L mặc đẹp luôn ạ. Size M, size L cho em phổ luôn mọi người nhìn thấy tông màu đẹp không? Đỉnh luôn nhá, tông màu kẻ vàng cho em luôn. Bác nào form size to ML màu này kẻ kiểu hơi nâu nâu ấy. Em này 54 cân đến các chị yêu 65 cân quay đầu. 54 đến 65 cân chị nào size M, size L đừng bỏ qua cái này nhá. Dưới 65 cân giúp em, đẹp xuất sắc cái kẻ cực phẩm này cho em luôn nhá. 400k chốt mã cho em là mã E73 400.000 ạ. E73 giúp em nhá. 400.000 mã E73. 400k chốt mã E73. Em lên cho mọi người một cái kẻ đỉnh nữa này. Một cái kẻ dài nhá, đẹp lắm. Các chị mua nhìn cái này á, tầm triệu hơn triệu luôn này này. Riêng bản này tầm triệu hơn triệu luôn cho em. Triệu hơn triệu là mua hàng số khác ấy. Còn cái này mua hàng mới thì tầm 8 triệu đến 10 triệu luôn. E73 chị Nguyễn Hạnh. Đẹp chưa? Cạn lời. 55 cân quay đầu. Bạn này bị mặc đầu lai vừa nãy luôn đây này. 55 cân quay đầu giúp em. Đẹp dã man đẹp luôn nhá. Một em kể đỉnh của chóp luôn ạ. Dưới 55 cân ví dụ bên trong các chị mặc một cái váy len của nhà em nhá. Bên trong mặc một cái váy len xong rồi các chị mặc cái áo dạng ấy bên ngoài khoác choàng bên ngoài. Sang thôi rồi luôn. Trời ơi. Tối mai sẽ về áo váy len. Chiều mai cuối tuần chủ nhật em về áo nỉ hoodie nhá mọi người nhá. Trưa mai áo nỉ em sẽ có cả nỉ nam và nỉ nữ luôn. Trưa mai em sẽ khui một kiện nỉ nam, một kiện nỉ nữ cho mọi người nhá. Sẽ có cả áo nỉ nam và áo nỉ nữ cho các bác luôn vào trưa ngày mai cuối tuần mọi người nhá. Tối mai em có váy len. Size này cho em vỗ đỉnh chưa ạ? Form size cho em vỗ nhá. Đẹp nhất cho em cái này size M. Size chuẩn M cho em mặc cái này xuất sắc luôn. Bản này bác nào chốt được rất sướng. 500.000 thôi ạ. Mà E100 thị trường không bán giá cái này dưới triệu nhá. E100 500k chốt mà E100. 500.000 mà E100 giúp em. Đẹp thế. Xuất sắc. Trời ơi. Còn gì để nói. Chấm hết. Màu dã man màu luôn mọi người nhìn thấy không. Cái chất dạ của nó đỉnh của chóp luôn mọi người nhá. Size này cho em vào luôn. Chị nào form size chuẩn bờ mặc xinh của em nhá. Chị ơi chị không được chốt mã nào đâu chị ơi. Được chốt mã nào nhà em gửi tin nhắn mã đấy mà. Không được gửi tin nhắn nghĩa là không được chốt chị ạ. Chị Hoàng Phán ạ. Trước mình chốt áo len nhà vốn mà không thể gọi điện chốt đơn à. Không thấy nhà em có gọi điện chốt đơn bao giờ đâu. Nhà em chỉ có nhắn tin chốt đơn thôi, không gọi điện ạ. Nên là các bác nên là các bác nào mà được nhận mã, nhận được cái tin nhắn em gửi thì mới được chốt. Chị ơi, không phải là chị cứ comment mã nào là chị được chốt mã đó đâu chị nhá. Chị phải được nhận tin nhắn thì mới chị mới được chốt ạ. Form size này cho em vào luôn, form size M. Hết tiền với nhà em là siêu tiết kiệm tiền cho chị luôn đấy. Chị có mua số khác nữa thì chị còn cạn ví luôn. Em này cho em nhá mọi người nhá. Chất dạng đỉnh chóp luôn. Cái chất dạ này là chất dạ xịn cực kỳ, một em dạ kiều. Em tìm em nhìn xem tỷ lệ kiều của em này bao nhiêu nhá. 80% là kiều, 20% là chất khác mọi người nhá. Cái kiều của em này nó đỉnh cực kỳ luôn. 80% là dạ kiều luôn cho em. Xuất sắc luôn. Em này chị nào form size chuẩn mờ mặc đẹp nhá. 50 cân đến các bác, 56, 57 cân quay đầu. Cái màu của nó tây lắm, cái màu này bên ngoài like đẹp hơn trên like rất nhiều luôn. Cái bản màu này bên ngoài like đẹp hơn cực kỳ luôn ạ. 500.000 thôi nhá mọi người nhá. Chốt luôn cho em là Q5. 500k chốt mà Q5 luôn. Hết tiền của nhà phố, làm sao hết được tiền. Tiền ngân hàng nó in. Tiêu đi tiền nó lại về. Size này cho em, xinh quá. S thôi ạ. Em 100 chị Thúy Vân. S là mờ nhỏ cho em mặc cái này đẹp quá. Trời ơi, bác nào cân nặng bằng em quay đầu. Xinh xỉu luôn. Đẹp xuất sắc luôn ở đây. Size này cho em dưới 53 cân nha. Gì? Nhìn nó không nói gì. Ngậm ngùi. Đẹp dã man đẹp cái màu. Thấy luôn cái màu bên ngoài like nhá, tây cực kỳ luôn. Nó có hơi một chút kẻ mọi người nhìn thấy không? Nó màu hơi nâu nâu một chút nhá. Tông màu nâu trầm. Size này cho em 53 cân quay đầu, 53 54 cân quay đầu giúp em, dáng dài qua đầu của em một chút thôi, xinh lắm. 53 cân quay đầu cho em, bản này cực VIP luôn. Dưới 53 54 cân giúp em, chốt mã này cho em là mã E98.
E98 cho em. Bạn này cực VIP luôn cho em nhá. Lấy các chị 500.000 cái E98 này, bác nào chốt được feedback cho em. 500k mà E98 á. E98 500.000 màu xanh dáng ngắn này mọi người này. Cho chị cái kẻ xanh hot trend năm nay đi cả. Q5 chị Hồ Anh. Em này dáng áo kéo khóa nhá mọi người nhá. Size này cho em dưới 55 cân mặc đẹp. Dưới 54-55 cân giúp em. Cái này các chị ơi, cái này bác nào thích dáng áo kéo khóa chốt luôn nha. Size cho em chuẩn đét size M. Cái này 48-56 cân ạ. 48-56 cân quay đầu giúp em. 48 cân nhá, đến 56 cân quay đầu. Bạn này cực kỳ xinh. Chị nào thích dáng ngắn và dáng áo kéo khóa thì lấy cái này cho em ạ. Dưới tầm 56 cân cho em mặc đẹp. 48-56 cân giúp em. 380 chốt má cho em là má Y75. 380 má Y75 giúp em mặc xinh luôn. Y75-380. Em lên cái màu hot trend năm nay luôn nhá. Kẻ xanh lá. Tông màu kẻ xanh lá giúp em luôn nhá. Rất là xịn. Cái này size to rồi. Bác nào size to chút nhanh ạ. Em này size to rồi các chị ơi. Ôi bác nào size to. Size to rồi, xinh bác mà size bị rộng một chút so với em. Size này cho chị yêu nào phong size to ML. Eo đẹp nhở. Chị nào size to thì mở qua cái này dáng áo váy cho em. Nhìn nó rộng và đang chờ xinh lắc luôn. Phong này cho em nhá. 56 cân đến tầm 68 cân quay đầu. Từ 56 cân trở lên. Em 52-53 cân mặc này hơi rộng ạ. 56 cân đến tầm 68 cân quay đầu giúp em. Dưới 68-69 cân mà này cực đẹp. Chị nào size to đừng bỏ qua cái này xinh nhở. Cái này mà size nhỏ mình chắc mình cất lại luôn quá. Đẹp xuất sắc luôn cho em. Size cho em M và L giúp em mọi người nhá. Size M, size L chất mã này cho em là mã Y25 400.000 cái cực VIP này luôn. Y25 400k dưới 68 cân cho em là cái Y25 nhá. Màu bã trầu này mọi người này. Tông màu bã trầu giúp em. 55 cân quay đầu cho em ạ. Dưới 55 cân giúp em mặc đẹp nhá mọi người nhá. Dưới 55 cân quay đầu và này xinh quá. Chị nào form size cho em 55 cân quay đầu chốt luôn ạ. S và M dưới 55 cân chốt mã này cho em là mã Y26. Y26 giúp em nhé các chị yêu, nhanh tay chất mã Y26. Em lấy mọi người cái này luôn, 400.000 thôi. Y26 400k. 400.000 mà Y26 giúp em. Form size này cho em nhá. Màu của nó sẽ là màu... chị Thư Hương. Màu này cho em là sẽ là màu ghi xám nhé mọi người nhá. Tông màu ghi xám giúp em. Tông màu ghi xám cho em hồ luôn này. Chị yêu nào form size cái này chuẩn đét size màu. 50 cân đến cho các chị yêu có cái nặng 57 cân quay đầu. 50 cân đến 57 cân cổ xinh nhỉ. Dưới 57 cân bác nào thích dáng ngắn qua được qua mông em một chút nhá. Lấy cái này luôn ạ. Dáng ngắn cho em ạ. 50 cân đến 57 58 cân quay đầu chút mã Y76. Y76 nhá. Em lấy các chị yêu Y76 luôn, giá 360. 360 mà Y76 luôn cho em. Đẹp quá. Cái này có đai luôn. Em này có đai, màu rất là tây. Xinh nét. Sau này cho em dưới 52 cân mặc đẹp ạ. 40 cân đến dưới 52 53 cân giúp em. Bạn này xinh xỉu luôn. Dưới 52 cân quay đầu cho em hồ nhá. Bạn này xuất sắc các chị ơi. Đẹp. Nguyên đai luôn cho em nhá. Dưới 52 53 cân giúp em phổ luôn ạ. 52 53 cân quay đầu. 500.000 chốt mã này cho em là mã Y18. Y18 cho em nhá. 500k một cái chốt nhanh mã Y18. Y26 chị Hà Linh. 500.000 mã Y18 giúp em. Ôi ơi, sao nhỏ tiếp này các chị ơi. Etiquette của em đâu rồi ạ? Dưới 50 cân cho em. Đẹp thế. Chị nào size cho em 40 cân đến 50 cân quay đầu. 48 chị Thảo Hồng. Đẹp quá luôn. 40 cân đến 50 cân cái màu này xinh này. 40 cân đến dưới 50 cân giúp em. Chốt mã này cho em là mã E26. E26 cho em phổ nhá. 480 mã E26 luôn, size etiquette ạ. 480 mã E26 cho em phổ luôn nhá. E26 480. Bác nào thích dáng ngắn cho em lên dáng vét rất xinh luôn. Phong size to cho em ML mặc đẹp nhá. 54 cân đến các chị yêu 60-62 cân vừa vừa. 54-55 cân đến 62 cân quay đầu. Dưới 62 cân cho em mà cái này rất đẹp nha mọi người nhá. Size M, size L lấy cái này cho em, ép đừng lấy bị rộng. E26 chị Thảo Hồng. Size M, size L giúp em chất mã Y91 cho em hồ luôn. Y91 đẹp thế. ML mà Y91, 360 mà Y91 ạ. 360 mà Y91, kẻ xanh lá tiếp này các chị ơi, xinh xỉu luôn. Tông màu kẻ xanh nhá mọi người nhá, đẹp thế. Lên cái form ảo cái này rất là xinh. Lên 10 hôm nay nhà em nhận chuyển khoản nhá chị nhá. E26 chị lên 10. Các bác khách mời nhớ là đơn đầu tiên phải chuyển khoản hoặc cọc cho em nhá. À, E26 nhanh chốt rồi. E26 chốt rồi, hủy của bác lên 10 ạ. E26 chốt rồi nhá. Tập trung vào em ơi. Size này cho em nhá. Chị nào form size cho em cái này SM đều vừa. Hai size SM đều vừa giúp em nhá. Lên dáng kiểu tay hơi cánh rơi nhá. Cái này chỉ cân nặng dưới 57 cân thôi ạ. Dưới 57 58 cân giúp em, lên dáng áo rất xinh. Tông màu kẻ xanh lá cho em nhá mọi người nhá. Cái này các chị đi bốt vào cực kỳ đẹp luôn. Dưới 57 58 cân quay đầu giúp em. Chốt mã này cho em là mã E3. E3 cho em vô luôn nhá. 400.000 chốt mã E3. 400k chốt mã E3 giúp em, mặc rất là đẹp luôn. 400.000 mã E3. Em lên cho mọi người một cái tông màu mù tạt. Màu này em rất là thích luôn. Màu đen. Em màu đen à? Cái. Chị Thảo Hồng. Em ơi.
cho kia mấy cái màu đen cực đẹp luôn ấy. Bình thường nhá, trong lô dạ của em nó sẽ ra rất là nhiều đen luôn ấy, nhưng mà năm nay em làm hàng cho mọi người nhá, nó ra ít đen lắm, màu sắc rất là đẹp luôn. Và có mấy cái size màu, có mấy cái màu đen thôi thì rất là đẹp chị ơi. Sang nhở, cổ sang vãi trưởng. Gần giống chiều nay có một cái ra chi kiểu cổ như này nhở. Kẻ kẻ. Ờ, xinh đấy. Em đều vừa eo đến đâu buộc dây đến đó. Thấy luôn cái bản này các chị ơi, đừng có mà bỏ qua cái này, em nói thật là xuất sắc luôn ấy. Size này cho em vừa luôn nhá, mình muốn chót luôn. Cái cổ của nó sang, dã man sang luôn. Hai size SM 48 đến dưới 57 cân, 58 cân quay đầu. 48 cân đến 57, 58 cân quay đầu. Mà cái màu đen này đẹp thế. Chốt mà Y55 ạ. Y55 cho em vội nhá, cực phẩm. Lấy các chị yêu 500 nghìn một hồi chốt nhanh nha. Bản này bỏ qua trực tiếp luôn. Y55 500k. Y55 cho em vội luôn, 500 nghìn mà Y55. 500 nghìn mà Y55 giúp em. Xinh chưa? Lên dáng vét rất là đẹp luôn này các chị ơi. Màu tây ơi tây luôn ý. 55-56 cân quay đầu. Em này nhá, đẹp cực kỳ luôn. 45 cân đến dưới 54-55 cân ạ. Chốt nhanh cái này cho em. Dưới 54-55 cân là maximum mọi người nhá. Bạn là chiếc ngắn và là sau dài hơn. Bạn này đẹp quá. Hai size SM chốt luôn cho em cái này luôn. 360 chốt mã này cho em là mã Y84. 360 chốt mã Y84 giúp em rất là xinh. Y84 360 màu đen này mọi người này. Tông màu đen cho em. Wow. Y55 chị Nhã Phương. Tông màu đen cho em phổ nhá, cực kỳ xinh. Quy bấm cho em luôn ạ. Size này cho em nhá, dưới 52 cân mặc đẹp ạ. Thảo hồng lấy cái màu đen xinh chưa? Đẹp lắm, màu đen dằn ngắn cực kỳ xinh. Size này mặc lên nhìn như kiểu em chưa 18 ấy nhỉ. Xinh thế, cái cổ của nó yêu ơi yêu. Cái nơ cổ đấy thì hết nấc. Dạ. Size này cho em nhá. Chị em nào có cái nặng cho em dưới 52-53 cân. Cười hôi thôi. 52-53 cân quay đầu, bạn ấy rất xinh luôn ạ. 52-53 cân quay đầu giúp em chất mã Y82. Y82 em lấy mọi người 360 cái này nhá. Thảo Hồng lấy Y82 xinh lắm. Mặc cái này trẻ dã man. Y82-360 cho em mọi người nhá. Màu đen sách to. Sách to cho em nhá. Em này cho bác nào form size to. Em 52 cân, 53 cân em mặc vẫn rất xinh nhá mọi người nhá. Size này cho em vào luôn, các bác có cân nặng cho em cái này ạ. Đẹp nhất cho em luôn. Y84 chị bé Sam. Size này cho em vào size to ML. Size to ML giúp em mặc đẹp nhá mọi người nhá. Size M, size L màu đen. M và L màu đen cho em. Cái này các chị yêu từ 50 cân trở lên mặc xinh rồi. 52, 53 cân mặc như em mặc này. 52, 53 cân đến 60, 62 cân quay đầu. Cái màu đen này rất xinh luôn. 370.000, đẹp quá. Năm ngoài 500.000. Năm ngoài những cái này 500.000 đúng không? Size này cho em mà Y97. Y97 cho em vô nhá. 300 mấy nhở? 370 mà Y97 ạ. Hello bác Hà Thu Hiền. Size này cho em vô SXS này. Trời ơi xinh nhá. Dưới 50 cân cho em mặc đẹp nhở. 40 cân đến 50 cân quay đầu. Lên cái dáng nhìn eo dã man chưa? Em chẳng có tí eo nào, em mặc áo này cũng có thành eo luôn này. Size này cho em vô nhá. Các chị yêu size SXS cho em xinh nhá. Đẹp quá là đẹp luôn. Chị yêu nào cho em cân nặng cho em cái này, đẹp nhất là dưới 51-52 cân. 52 cân quay đầu cho em, cực phẩm. Bà này đẹp lắm. Thảo Hồng thích size nhỏ lấy cái này cho em. À quên, size nhỏ chứ không phải là thích size nhỏ. Size nhỏ lấy cái này cho em nhá. Dưới 52 cân quay đầu giúp em 500.000. Tắt cho con mèo cái. 500k giúp em chất mã Y58 ạ. Y58 cho em nhá. 500.000 cực kỳ xinh luôn, chất mã Y58. 500k và Y58 cho em. Phải mình nữa mà. Chị của các em dê. Ờ, chuyện Y97 chị Nhung Đào ạ. Câu từ đang còn bị bắt trên. Thôi, mình hơn thì người ta mới bắt chiếc mình chứ. Mình kém ai người ta bắt chiếc mình. À thì em đoán ra câu chuyện gì rồi. Size cho em ML tiếp này. 58 chị Hoa Lê Thị. Size to này, hello bác Hoa. Thả tin thả like cho em phố chị Hoa ơi. Size cho em ML mặc đẹp, đẹp nhỏ. Size M, size L cho em quá xinh luôn. Lên cái dáng cực trẻ luôn ạ. Cân nặng cho các chị yêu cái này nhá. Dưới tầm 63 cân, cái này dưới 65 cân được luôn. Cái này phải 65 cân được ạ. 65 cân quay đầu. Cân nặng ít nhất cho em từ 54-55 cân trở lên mặc đẹp nhá. 55 cân đến 65 cân size M, size L nhá. Cái này các bác size ML mặc xinh ạ. Size to ML giúp em luôn. Chốt mã này cho em là mã Y92. Tắt hay mở đấy? Tắt. Ờ, không mở nhạc đâu mà mở lên làm gì. Y92 cho em vô size to ML mặc đẹp ạ. Size M, size L mà Y92. 350 mà Y92. Nhẹ nhàng tính cảm không?
350 chiếc máy Y92 giúp em. Xinh á. Wow. Etiquette cho em bộ luôn. Màu này cực đẹp. Bác hoa này. Các bác nào xanh nhỏ đừng bỏ qua cái này nhá. Đỉnh của chóp luôn. Tông màu xanh độc lạ luôn. Năm nay nó rất là trend màu xanh. Bác trend một tí cho nó đẹp nhá mọi người nhá. Size này cho em luôn. Xinh ơi xinh. Em mặc cái form này nhìn nó rất là gọn người. 52 cân quay đầu ạ. Dưới 51, 52 cân mà này đẹp cạn lời luôn. Lời các chị yêu 400.000 thôi. Chốt mã này cho em là mã Y5. Y5 400k. Y5 giúp em 400.000 chốt mã Y5 màu xanh đẹp nhỉ. Wow. Tông màu xanh cho em nhá, xuất sắc luôn ạ. Size này cho bác nào form size cho em vổ nhá. 92 chị Hồ Lâm Oanh. Ôi, cái màu này xinh thế. Size này cho em vổ cân nặng dưới 55-56 cân quay đầu. 55-56 cân quay đầu, bạn này cực VIP luôn. Y5 chị Linh Mập. Bạn này xinh ơi xinh luôn ạ. Dưới 55-56 cân. Ui, đằng sau này. Cái tà áo rất là đẹp, mọi người nhìn thấy không? 550 em cực phẩm này cho em. Phổ dự bị cái màu xanh này nhá, trong tủ em chưa có cái màu xanh này luôn. Tình yêu của em rất là thích màu xanh. Em để lại vì anh thôi, thề luôn. 55-56 cân quay đầu chốt luôn cái này. Chị không thích màu xanh đâu. Thực sự chị bình thường trong tủ chị nhìn hỏi lại mà xem chẳng có áo nào màu xanh này đâu. Chị toàn màu đen, màu trắng thôi. Cứ đen trắng thôi, đen trắng thôi. Em này là mã Y14 này, đẹp nhờ. Y14 550 phổ dự bị luôn nhá. 55 cân quay đầu chốt mã này cho em, mặc cái này cực sang, sang lắm luôn ý. Mã bao nhiêu nhỉ? Quên rồi. Y14. Mã tiền. 550.000 mã Y14. Ôi bác nào xa etiquette không? Lên dáng vét mặc công sở cực đẹp luôn. Dạ ép một lớp lông cừu lên dáng vét cho em nhá. Lên dáng vét rồi cái màu đen em đứng gần nó bị kiểu lòa lóa á. Size này cho em nhá, etiquette này. 40 cân thì 48, 49 cân. Em mặc cái này bị kích nhá mọi người nhá. 40 cân thì 48, 49 cân giúp em. Lên dáng vét mặc đi làm rất là đẹp luôn. Mặc nhìn nó rất là trẻ mà nó không bị. Mặc vét nhìn nó rất là trẻ luôn. Chứ cái vét nhà em nó không bị già nhá mọi người nhá. Áo treo trên tường nhà em chưa lên mã chị ơi. Áo treo trên tường đợi tí á. Đợi tí em lên mã nhá. Áo treo tường mấy các chị phải hóng. Đừng có vào cái hỏi cái áo treo trên tường cái là muốn có luôn là không có đâu ạ. Size này cho em size etiquette. Chị nào 40 cân thì 48 cân quay đầu. Chốt mã cho em là mã Y90. Y90 48 cân quay đầu chốt mã Y90. Em lấy mọi người cái này luôn 350. Đẹp cực kỳ. Y90 350 giúp em nhé mọi người nhé. 350.000 mã Y90. Ôi xinh ơi là xinh. Tông màu nâu tây giúp em. Size cho em dưới 52 cân thôi ạ. 40 cân đến 52 cân quay đầu. Bạn này đẹp xuất sắc luôn ạ. 40 cân đến dưới 52 cân quay đầu giúp em luôn. Bạn này xinh quá. 52 cân quay đầu giúp em nhé mọi người nhé. Màu đen dáng dài trên xào hả? Ok chị. Đây là chị Thu Dương. Hôm nay đen dáng dài hiếm nhở. Chỗ góc kia một cái nữa này. Đen dáng dài ít lắm luôn ý. Xinh quá. Cái màu này cực đẹp luôn. Rất là tây ạ. Dưới 52, 53 cân mặc đẹp nhá. 53 cân quay đầu cho em phổ ban này xinh nhở. Có nguyên đai cho em luôn ạ. Dưới 53 cân quay đầu nhá mọi người nhá. Chốt nhanh cái này cho em. 53 cân quay đầu. Yêu xinh đấy. Màu tây dã man mặc 10 năm không bao giờ bị chán những cái màu như này luôn cho em ý. Em này là mã Y13 450 ạ. Y13 giúp em 450 chốt mã Y13. 450 chốt mã Y13 giúp em. Mày gần lại có cái kiểu cười tủm nguy hiểm nhập đáo nhá. Mai sang Thái Lan nối thêm chân. Ngồi cái ghế cho nó vừa. Em này cực VIP màu đen. Chị nào vừa hỏi em màu đen 53 cân quay đầu. Đẹp, dã man đẹp luôn. Y90 chị Thùy Vân. 53 cân quay đầu cho em vỗ nhá. Một cái em siêu phẩm màu đen. Cái cổ vai của em này rất đẹp luôn. Bác nào chốt được cái màu đen này đỉnh luôn ạ. Dưới cho em cái này đẹp nhất 53-54 cân nhá. 40 cân đến 53 cân. Bản đen này các chị không chốt cực tiếp. 500.000 chốt mã E41. 500k chốt mã E41 giúp em. 700-800.000 luôn đấy. E41 500.000 các chị làm sao nhanh tay nhé các chị ơi. Màu kem nhá mọi người nhá. Tông màu kem dáng dài cho em luôn này. Đẹp quá. Cái này các chị mua tiền triệu ở hàng Si luôn đấy. ML cho em mặc đẹp ạ. Form size M, size L giúp em nhá. Các chị yêu có cân nặng cho em cái này đẹp nhất là từ 55 cân ạ. Có đai cho em. Xỉu. Form size này cho chị yêu nào cân nặng cho em nhá. 55 cân đến các bác có cân nặng cho em cái này dưới tầm 55 cân đến tầm 64-65 cân quay đầu. Dưới 65 cân quay đầu giúp em form size ML. Form size M, size L giúp em mặc đẹp mọi người nhá. M và L lấy cái này cho em tông màu kem be. Size M, size L tông màu kem be rất xinh luôn ạ. Tông màu kem be chất má này cho em là mã Y70. Y70 form size ML nhá, đẹp thế. Y70 form size ML 400.000 mã Y70 nhá. 55 cân đến 65 cân mã Y70. 55 cân đến 65 cân ạ. Y13 chị Ngô Thanh Kiều, Hoàng Long Anh nhanh tay lên chị ơi. Đẹp quá nó không vừa. Chị Văn Vân chị ơi.
size này cho em lên dạng áo vest cho em luôn ạ. Tay hơi cảnh dây một chút nhá. Em này chị nào cân nặng cho em cái này đấy nhá, cho em từ 48 đến 56 cân ạ. 48 đến 56 cân cho em mặc đẹp nhá. 48 cân đến 56 cân quay đầu giúp em, dáng ngắn cho em 350 chất mã Y86. 350 chất mã Y86 giúp em luôn, màu đẹp thế. 350 mã Y86. Ôi ôi cái màu này đẹp xuất sắc luôn. Dạng áo có mũ này. Đếm trên đầu ngón tay luôn, hình như có 1 2 cái có mũ thôi ạ. Em có 2 cái có mũ thôi. Trong lô này của em chỉ có đúng 2 cái có mũ thôi. Cái này xinh quá. Size M size L cho em mặc xinh ạ. M và L giúp em nhé mọi người nhá. Dạng áo có mũ luôn. Chị nào size to 55 cân đến cho các bác cái này dưới 65 cân quay đầu. 55 cân đến 65 cân, màu tây xuất sắc luôn. Em này 450 chất mã Y12. Em chích à? Em chích em phải giảm cân đi em mới mặc vừa cái này. Em này là mã Y12, 450 chất mã Y12 ạ. 450 nhá, chất mã Y12 giúp em rất là đỉnh luôn. Lên một cái màu rêu cực phẩm cho mọi người nhá. Em lên một cái màu xanh rêu cực phẩm luôn. Đấy, cạn lời cái này luôn. Dạng áo váy cho em, chiếc eo xinh dã man. Đằng sau nó có một cái kiểu như dạng đai này mọi người nhìn không? Đẹp lắm. Size này cho em vội nhá, chuẩn đét size M. Dạng áo váy luôn ạ. Chuẩn đét đẹp đẹp size M giúp em luôn nhá. Các chị yêu có cái nặng 48 đến 56 cân quay đầu. 48 đến 56, 57 cân. Và này xuất sắc cái này luôn. Rồi, 500.000. Xứng đáng đồng tiền ăn gạo luôn. Rẻ hơn so với thị trường 500.000 giá này luôn. Thị trường nhà nào bán giá này không có giá dưới 1 triệu luôn. Comment cho em mã này là mã Y56 cho em nhá. Y56 cho em vô luôn, lấy các chị yêu luôn. 500k mà Y56 ạ. 500.000 mà Y56. Em lên một cái màu đỏ này cho các chị mặc Tết nhá. Y12 là... chị Nhã Thanh. Vào mùa ấy, vào mùa mọi người mặc kéo những cái tông màu đỏ như này này nó rất là đẹp luôn. Nhìn nó sẽ rất là ấm. Những cái tông màu, những cái tông màu kiểu tông màu rực như này này. Vào mùa lạnh ấy mình mặc những cái tông màu này rất là ok luôn. Nhìn màu đỏ này thấy như là Tết rồi nhỉ. Size này cho em nhá, dưới 54-55 cân quay đầu. 54-55 cân quay đầu giúp em, đẹp quá. 45 cân đến 55 cân ạ. 45 cân đến 55 cân quay đầu giúp em. Dưới 55 cân quay đầu chốt mã này cho em là mã Y57. Y57 giúp em nhá, đẹp quá, màu đỏ này. Dán trên đầu gối em, Y57 em lấy các chị yêu 450 thôi. 450 chốt mã Y57 cho em cái này đẹp ạ. 450k chốt mã Y57 nhá mọi người nhá. 450.000 Y56 chị Hà Linh. Màu đen này các chị yêu này. Y57 chị Hoàng Lan. Trong kiện hôm nay em có rất là ít áo đen đấy. Không có nhiều áo đen đâu. Đây dáng vest xinh nhất. SM được ạ. 46-47 cân trở lên mặc cái này xinh ạ. 46-47 cân nhá mọi người nhá. 46-47 cân đến cho các bác có cái màu hồng nhanh tay lên chị ơi. Màu này đẹp quá này. Màu này đẹp dã man luôn. À cái quên cái kiểu này đẹp đấy. Màu đen ạ. Màu đen dễ mặc đồ cực kỳ. Và lên form áo rất là gọn luôn. Size này cho em dưới 55-56 cân xinh nhá. Lấy cái này cho em đẹp lắm. Em này 380 chốt mã Y99. 380.000 một cái áo dạ handmade. Các chị mua 380.000 chỉ được một cái dạng bình thường ở thị trường Hàn Xi thôi. Không bao giờ được dạng handmade luôn. Mẫu cao 1m6 á. Em này là mã Y99. Y99 bao tiền nhỉ? Ok chị, sáng mai em chuẩn đơn chị nha. Y99 380. Wow. Thả tim. Bắn tim. 14-15 củ luôn, nói điêu bằng cửa hó. 14-15 củ cái này luôn. Đẹp cặn lồi. Trời ơi. Đẹp nhất từ đầu like đến giờ. Một em đẹp nhất từ đầu like đến giờ luôn. Không một bán miếng nào luôn ấy. Trăm phần trăm luôn kiều. Chưa cần nhìn em đã biết rồi. Thường cho thờ gái này ra mà thờ gái cho trường. Sợ phát xứng rút hết cả người, dừng tê cả người luôn. Thầy luôn. Eo ơi thầy luôn, 14-15 củ luôn cái này nhá. Đẹp, xuất sắc, này cho sờ cá này. Ồ, thật sự luôn đấy. Đấy, sờ phát cho nó sướng. Nó ngồi xa em. Nó bảo sướng ông chị, sướng cho sờ gái cho sướng. Đẹp. Chị sẽ áo dạ kẻ đó. Bạn này nha. Ui Đặng Thúy Hà lâu lắm rồi. Chị nào thêm chị CK bên cạnh luôn, chuyển khoản ngay và luôn cho em vô Tinh Tinh nhá. Bật chuông lên các chị Tinh Tinh phát. Em ưu tiên chốt đơn. Các chị chuyển khoản nào các chị ơi, để chốt mã dạ kẻ nào. Bạn này thêm chị CK bên cạnh cho em vô. Thả tim đi các bác ơi. Thả tim chưa lên mã. Các chị comment mã kẻ VIP nhá. Mã kẻ VIP cho em vô luôn. Đỉnh của chóp 14-15 củ cái này cho em. 100% là lông cừu cái này luôn cho em nhá. 600.000. Cái này năm ngoái em mà có em bán cho mọi người 1 triệu đấy.
bạn này năm ngoái em phụ có, em phụ bán cho các chị 1 triệu luôn, thêm chị CK bên cạnh thì chắc chắn là mình chuyển khoản ngay và luôn được, em chốt cho. Mã này là mã kẻ VIP 600.000 thôi. Năm ngoái em bán cái này 1 triệu luôn đấy. Mọi người tin không? Không tin có thể bật lại tìm lại những cái like áo dạ năm ngoái của nhà em phụ ấy. Cái này nhá, 600.000 bán là chốt được sướng đời luôn. 60 cân vừa không chị? Không vừa. 60 cân không vừa, đồ tiếp quá chị Đặng Thúy Hà. 60 cân không vừa bác Hà ơi. Cái đấy chỉ dưới 5-6 cân thôi. 5-6 cân thôi. Ok em chốt kẻ VIP chị Thảo Hồng ạ. Mình mất Thảo Hồng với đấy, thuộc kẻ. Em lên một con đỏ này cho mọi người mặc Tết nha. Nhìn thấy đỏ là nhìn thấy Tết rồi. Đẹp quá, size của size em. Vâng ạ. Đẹp xuất sắc luôn. 55 cân quay đầu thôi nhá mọi người nhá. Đẹp cạn lời. Một cái đỏ này cực kỳ xinh, hôm nay có mấy cái đỏ này xinh nhỉ. 55 cân quay đầu giúp em, dáng trên đầu của em vỗ đi bốt cực đẹp luôn. Dưới 5-6 cân giúp em 500.000 mà Y43. 500k mà Y43 luôn ạ. Y43 các bác cho nhanh nha. 500.000 mà Y43. Có nhiều mẫu 60 cân lắm chị ơi. Đặng Thúy Hà ơi, kể đây này size của chị 60 cân. Bạn này các chị đừng bỏ qua. Đẹp lắm. Trăm kiều nữa. 100% lông kiều nữa. Cái này chị ơi chị đừng tiếc vội. Yên tâm có nhiều cái size to của chị đẹp lắm. Ví dụ như cái này. Em mặc cái này hơi rộng nhưng cái form áo nó rất là đẹp. Vì form áo nó đỉnh chóp ấy nên mặc hơi rộng một chút nó cũng rất là xinh luôn ấy. 53 cân đến 60, 62 cân quay đầu chốt lên cái này ML. Size M, size L. Đẹp gọi là không kém bên kia một tí nào luôn ấy. Chốt nhanh cái này cho em. Tây và trẻ hơn ấy. Chốt nhanh nhá. Bạn này size to hơn em lấy rẻ hơn một chút, 550 thôi. Y31 thêm chữ CK bên cạnh em đi tiền thì mã Y31, 100% cừu luôn cái này nhá. Y31 cái tỷ lệ cừu của nó là hoàn toàn 100% luôn. Nó đắt vô cùng luôn, không giá dưới 10 triệu những cái áo này mới đâu các chị ơi. Em này là mã Y31, tin em phổ đi, không lừa các chị bao giờ đâu. Bao nhiêu nhỉ? Y31 đúng không? 550.000 mà Y31. Hai cô thì nữa mỗi cô bỏ ra 25.000. Là thành 50.000, ok, hai cô. Quá mõm. 550.000 áo đó nhá, bà đó em cũng sẽ chốt ưu tiên. Size cho em chuyển size M cho em ạ. Form size chuyển size M. Nhìn phút thứ bao nhiêu và tí tua lại cho xem lại xem là chị có đọc bao tiền nhá. Mới chưa rạch túi, túi bên trái của em chưa rạch luôn mọi người nhá, đẹp quá. Form size M, size L mặc đẹp ạ. Size M, size L bà này xuất sắc luôn ạ. 52 đến 60 cân, dài hết mét. Cái này năm ngoái các chị mua 700-800.000 là nhà em. Hơn triệu số bằng xin luôn. Em này qua đầu gối em một chút nhá. Size ML 53 đến 60, 62 cân. Chất mã này trên là Y32. 500.000 mà Y32 luôn ạ. 500k mà Y32 giúp em. 500.000 mà Y32. Cái màu đẹp thế. Trời ơi. Chị Thảo Hồng chị chốt được mấy mã chị lại vào chuyển khoản một lần. Yeah. Y31 chị Long Oanh. Wow. Cái này xịn kinh khủng luôn ấy. Cho mọi người xem cái này nhá. Nếu các chị đi lông mua mọi thứ liên quan đến cừu ấy, cũng nhiều lông cừu ấy. Các chị đi đâu mua nhá. Em chỉ cho mọi người một cái mẹo này nhá mọi người nhá. Đặc biệt là các chị đi mua hàng mới, hàng xịn thì ít khi có nhà nào đọc thông số lắm. Ít khi nhà nào có đọc thông số. Các chị nhìn thấy cái biểu tượng cu này này. Em này nhá, có tỷ lệ của nó là 90%. 90% là cái chất cừu như thế này mọi người nhìn thấy không? Cái biểu tượng sao nhỉ? Tí nữa em sẽ chụp cái này gửi đăng lên trên page cho mọi người. Nếu bật mí một cái này, nếu các chị đi mua hàng áo dạ, đặc biệt là dạ ấy, liên quan đến cừu ấy, mà các chị yêu muốn, bởi vì là lông cừu là cái dòng cao cấp nhất rồi. Thế mọi người mà mua áo dạ cừu mà với giá tiền trên chục triệu ấy, mọi người nhìn cái tỷ lệ này này, khi nào mà nó có chữ WOOL ấy, WOOL mấy tỷ lệ WOOL càng cao thì có nghĩa là cái áo đấy của các chị càng xịn nhá mọi người nhá. Đó, em bật mí cho mọi người một cái ký hiệu đó luôn. Thì các chị yêu thì chỉ cần đi mua áo kiểu mọi người check cho em cái tỷ lệ. Các chị đã biết là mình có mua được áo đều hay là áo xịn và xem là shop đấy có bán chặt chém không ấy là biết ngay. Mà này cực đẹp luôn. Size này cho em dưới 52 53 cân thôi ạ. 40 cân đến 52 53 cân giúp em. Cái này không có giá dưới 14 15 triệu đâu. Không có giá 14 15 triệu các chị mua hàng mới đâu ạ. Size này cho em phổ nhá, mới như các chị đi mua mới luôn. Riêng áo dạ nhà em thì mới dã man luôn. Đẹp nhất cho em dưới tầm 52, 53 cân giúp em. Em lấy mọi người 500.000 mà E15. E15 500k, sửa mã này. E15 cho em nhá, 500.000 mà E15. Bác nào chốt được E15 rất xinh. Xịn, cái đấy xịn. Chị nào thích mặc hàng chất ấy, thì lấy cái đấy cho em. Cái tay của nó đẹp thế nào. Cái tay của nó rất kiểu
kiểu tay bồng. Tay bồng cho em này mọi người nhé. 32 chị Hạnh Phương. Tay thiết kế cho em nhá, tay bo cho em, tay bo rất là đẹp luôn. Đẹp quá. Size này cho em chị là size chuẩn M mặc đẹp nhá. Size chuẩn đét, size M mặc xinh của em, cái cổ xinh đấy. Chuẩn đét size M cho em mặc cái này đẹp này. Em này cho chị yêu nào cái nặng cho em cái này từ 50 cân đến 56 cân vai đầu. 50 cân đến 56, 57 cân giúp em dài qua đầu gối em một chút ạ. Cái tay của nó rất là điệu và sang chảnh luôn cho em nhá. 50 đến 57 cân chốt mã này trên là mã E20. E20 em để các chị yêu 480. 480 chốt mã E20 giúp em. 480 E20 nhá, lên một cái màu đỏ cho em mọi người này. Lên một em form size đỏ cho em. Màu đỏ size M cho em mặc đẹp. Em này 48 đến 56 cân ạ. 48 đến 56 cân quay đầu giúp em nhá. Dưới 56 57 cân chốt mã này trên là mã E32. E32 cho em phổ cực phẩm luôn. Chốt nhanh mã E32 rất là đẹp cái này luôn mọi người nhá. Chốt mã E32 lấy cho các chị yêu em. E15 chị Nhung Đào. 400.000 mã E32. 400.000 mã E32 màu hồng đậm nhá. Cái hộp này mặc lên là rất là tươi luôn. Cái này mặc lên xinh này. Size này cho em hồi nhá. Đẹp nhất cho các chị yêu có cái nặng cho em cái này 40 cân đến dưới 50 cân thôi, size S với XS này. Size này em mặc bị hơi chật nhá, dưới 50 cân mặc xinh, em 52 53 cân là mặc này hơi bị chật một chút. Em này cho em nhá. Size này các chị yêu là size S và XS, 40 cân đến dưới 50 cân nữa. 40 cân đến 50 cân quay đầu giúp em mặc cái này đẹp này. Dưới 50 cân dáng ngắn xinh nhất, cái màu này mặc lên trẻ cực kỳ. Các chị mix cùng với cả một cái chút gì màu trắng cho em, cái hồng với màu trắng đẹp cực kỳ luôn ạ. Dưới 50 cân cho em mặc đẹp, mọi người chốt nhanh cho em cái này nhá. 350 chốt mã Y77. 350k chốt mã Y77 giúp em màu hồng tươi. Y77 cho em nhá, 350.000 mã Y77. Tâm màu xanh cho em. Nó lóc ở bên trong là màu xanh, bên ngoài là màu ghi xám nhá. Bên ngoài là màu ghi xám rất là đẹp. Lên dáng cho em rất là xinh, dáng vét luôn ạ. Dưới 52 cân mặc đẹp này. 40 cân đến 52 cân quay đầu. Y77 chị Thảo Hồng. Đấy quá luôn này. Dưới 52 cân giúp em mặc xinh nhá. 40 cân đến 51, 52 cân giúp em. Chị nào size nhỏ etiquette lấy cái này cho em luôn. 400k chất mã Y33. Nhớ feedback lô dạng để cho em vô nhá. Y33 400.000 của em luôn. 400k chất mã Y33 giúp em. Lên một cái màu đỏ đô cho em này mọi người này. Màu đỏ đô này đẹp dã man luôn. Tâm màu đỏ đô cho em vô luôn nhá. Cái màu này xinh, size etiquette tiếp này các chị ơi. Em mặc bị hơi thích nét nhá. Dưới 50 51 cân mặc đẹp, 40 cân đến 50 51 cân được. Dưới 50 51 cân bạn này xinh cực luôn. Qua đầu gối em một chút thôi nhá mọi người nhá. Chốt nhanh cái này cho em. Đi bốt đi quốc vào cho em đang đi cái đôi này nó không lên dáng được đâu, tại vì em đứng line rất là lâu nên em không đi được những đôi cao. Còn nếu ví dụ mình đi chơi hoặc là mình đi tiệc tùng, mình đi đâu gặp những người quan trọng hoặc những cái đối tác gì đó thì mình đi những cái đôi 5-7 phân gì đó nhìn nó sẽ rất là sao nhỉ? Hết dáng. Ví dụ như em đứng như này là em kiếm lên như này này, đẹp lắm. Xinh rồi, xinh luôn. Chị đi cái đôi bền như em này nó không lên dáng được mọi người nhá. Các chị mix cho em work set các thứ cẩn thận vào xong rồi là túi sách vào cho em, sách lên cực kỳ sang chảnh luôn. Size này các chị yêu nào cái nặng cho em dưới tầm 50 51 cân. Xinh quá. 50 51 cân cho em nhá. 450 chốt mã này cho em là mã Y40. 450.000 mã Y40 giúp em. 450k chốt mã Y40 màu đen này mọi người này. Màu đen cho em size to ML ạ. Màu đen này size to ML giúp em mặc đẹp nhá các chị ơi. Size M, size L giúp em. Chị Vũ Hạnh Phương. Size M, size L nhá. 100% cừu luôn. 100% là cừu luôn cái này cho em nhé mọi người nhá. Sorry các bác, cái này là 90 cừu này. 90 cừu. 10% là tỷ lệ khác luôn này. 90 cừu cho em nhé mọi người nhá. 90% là cừu luôn, bà này đẹp lắm, size to ML. Em này lên form rất là xinh luôn. Size to M và L giúp em 55 cân đến 65 cân, chị nào size to. Bác nào size to đừng bỏ qua cái này nhá. 90% là lông cừu và 10% là cái chất khác cho em mọi người nhá. Size này cho em vào luôn ạ. Chị nào cân nặng cho em size M, size L lấy mọi người luôn 350 mà Y95 sorry cả nhà. Y95 350 nhá. Y95 giúp em. 350 chất mã Y95 giúp em rất là đẹp. Lên một cái màu vàng bò cực phẩm cho mọi người luôn này. Một em vàng bò cực phẩm luôn nhá. Y40 chị Bạch Mai. Một em vàng bò cực phẩm luôn. Em này cho chị yêu nào form size cho em vào luôn đẹp. Dưới tầm 54 cân quay đầu giúp em. Màu tây dã man luôn. 48, sorry các bác, 45 cân trở lên là mặc đẹp rồi ạ. 45 cân đến các chị yêu có cân nặng cho em cái này đẹp nhất dưới tầm 54-55 cân nhá. 54-55 cân quay đầu giúp em. Dưới 54-55 cân quay đầu và này đẹp màu rất là tây luôn. 500k chốt mã này cho em phổ là mã Y36. 500.000 mã Y36 á. 500.000 mã Y36 giúp em luôn, rất xinh. Hồng này. Đây giả vét xinh đấy. Tâm màu hồng cho em mặc lên cái này nhìn nó trẻ cực kỳ luôn ấy. Size này cho chị yêu nào có cân nặng cho em nhá. Y95 chị Thanh Kiều. Etiquette dưới 50 cân mặc đẹp ạ. 40 cân đến 50 cân quay đầu.
40 cân đến 50 cân quay đầu giúp em lên cái dáng vest xinh đấy. Màu hồng cho em rất xinh. Dưới 50 cân giúp em mặc đẹp chất mã này cho em là mã Y94, 360 mã Y94 cho em nhá. 360k chất mã Y94 giúp em rất xinh ạ. 360 mã Y94 cho em cực đẹp. Size này các chị yêu nào form size cho em to ML tiếp này các chị ơi. Size M, size L nhá. 53 cân đến 62 cân quay đầu. 53 cân đến 62 cân size ML. Size M, size L giúp em vổ luôn ạ. 360.000 các chị chốt cho em mã này là mã Y89 360. Y89 360. Áo dài hết 360.000 các chị ơi. Rẻ chất từng có luôn ấy. Size này cho em nhá. Các bác có cân nặng cho em cái này đẹp nhất, chị đã thích dáng ngắn không? Y94 chị Thu Lâm. Kim Thư nhanh lên chị ơi. Dáng ngắn cho em nhá mọi người nhá. Size này cho em vổ luôn ạ. Đẹp nhất cho em dưới tầm 53-54 cân ạ. 46-47 cân ạ. 46-47 cân nhá. Đến 53 cân quay đầu mặc đẹp. Dưới 53 cân dáng ngắn. Dưới gấu của nó hơi điệu điệu một chút, mọi người nhìn thấy không? Xinh cực kỳ luôn. Cái này size nhỏ cho em nhá. Dưới 53 cân quay đầu chốt mã này cho em là mã Y93. Y93 cho em rất xinh này. Chốt nhanh mã Y93 cho em vổ luôn nhá. Em lấy cả nhà cái Y93 này với giá 350. 350 mã Y93 cho em nhá. Chốt nhanh cái màu đỏ xinh cực. Ôi, màu tây nhở. Nó mix với thiết kế kẻ viền trắng cho em rất là đẹp luôn nhá. Cái phần viền áo ấy, màu trắng rất là đẹp luôn. Size này cho em vổ luôn, chị nào cái nặng dưới 55 cân. Y89 chị Thúy Vân. 55 cân quay đầu cho em luôn này. 55 cân quay đầu cho em vổ luôn, bảo này đẹp lắm. Dưới 54-55 cân giúp em chốt mã này cho em là mã Y88. Y88 cho em nhá. 54-55 cân quay đầu chốt mã Y88 cho em. Lấy các chị yêu giảm 360. Y88 360. Lên một cái có mũ nữa nhá mọi người nhá. Hai cái có mũ là hết. Cả một lô hôm nay chỉ có hai cái có mũ thôi. Mình có mũ xinh nhỉ? Xinh nhỉ? Nhìn nó rất là trẻ luôn. M và L cho em mặc đẹp ạ. 55 cân đến 65 cân quay đầu. Em này cho chị nào form size to tiếp nha mọi người nhá. Từ 55 cân trở lên mới mặc được. Dưới 55 cân đừng lấy bị rộng nhá. 55 cân đến 65 cân giúp em nhá các chị yêu nhá. Chị nào form size to M và L mặc đẹp. Form size M và L giúp em có đai và có mũ rất là xinh luôn. Mặc lên dáng rất trẻ luôn ạ. Chị nào size to M L giúp em. Em này là mã Y83 cho em nhá. 400.000 mà Y83. 400.000 mà Y83 giúp em luôn. Y83 400k. Xuất sắc luôn. Em lên một cái màu đỏ dáng dài cho các chị mặc tết này. Y88 chị Hồ Lâm Oanh. Bạn này có đai luôn cho em nhá. Các bác mà chốt nhiều là mọi người nhớ phải cọc trước cho em một ít nhá. Kể cả là khách cũ luôn nhá. Kể cả là khách cũ mà chốt nhiều cũng cọc cho em nhá. Màu đỏ này. Hôm nay em chưa mặc cái áo. Em chưa thấy cái đỏ nào từ đầu like giờ mà xấu cả. Khách mới mã kèm số điện thoại giúp em nhá. Chị Trần Hiền ơi. Và nhớ hôm nay nhà em nhận chuyển khoản cọc trước xong rồi chốt đơn nhá. Size này đẹp xuất sắc luôn cho em này. Em này cho bác nào form size cho em cái này nhá. 55 cân quay đầu. Từ đầu line giờ chưa mặc cái đỏ nào mà thấy không hung luôn ý. Size cho em M mặc cực đẹp luôn. Size chuẩn M 48 cân đến dưới 56 cân. 48 đến 56 cân cho em nhá. Chị Hoàng Lan lên được cái đỏ nào chưa để mặc tết chưa? Đã. Hoàng Lan đã được Hoàng cái đỏ nào? Một cái đỏ rồi à? Size cho em M mặc cực phẩm luôn cho em. 500.000 VIP giá hoàn VIP luôn. 500k chất mà Y53. Y53 cho em nhá. 500.000 mà Y53 cái này luôn ạ. 500.000 chốt mã Y53. Y53 chị Trần Hiền. Trần Hiền khách mời cho em xin địa chỉ luôn nha. 500.000 mã Y53 giúp em. Một cái màu đen dáng dài. Bác nào hỏi em màu đen dáng dài này. Hôm nay màu đen dáng dài hiếm cực luôn ấy. Etiquette cho em luôn nhá. Màu đen dáng dài size etiquette ạ. Đen dáng dài size etiquette. Mặc cái màu đen này gọi người kinh khủng luôn. Mặc cả chục năm không bao giờ bị lỗi mốt về cái màu. Đẹp bền theo năm tháng. Size này cho em vội nhá. Dưới 52 cân mặc đẹp. 40 cân đến 52 cân quay đầu xinh xỉu. S và XS lên form nhỏ gọn xinh dã man luôn ạ. Dưới 52 cân quay đầu giúp em chất mã này trên là mã E17 500.000. E17 500k tiền triệu các số hàng si khác luôn đấy ạ. E17 500.000 cho em vổ luôn nha. Đỏ cam này các chị này. Trần Hiền khách mới cho nhà em xin địa chỉ và tin nhắn luôn ạ chị ơi. Bác Trần Hiền gửi địa chỉ luôn giúp em nhé. Các chị khách mới chốt được đơn xong cả đã gửi địa chỉ và phần tin nhắn cho em. Nhà em chốt đơn qua tin nhắn không gọi điện đâu ạ. Nên mọi người phải có đầy đủ thông tin cho em. Size cho em ML mặc đẹp nhá. Form size M, size L giúp em mặc ok luôn. Thắt tạm cái đai thôi em, là cái đứa thắt đai rất là xấu luôn ấy. Size M, size L giúp em mặc đẹp nhá mọi người nhá. M và L có đai nguyên đai cho em luôn. 58 cân đến cho các chị yêu 68. 58 cân, 59 cân quay đầu ạ. Dưới 58, 59 cân quay đầu mặc đẹp giúp em. Từ 50 cân trở lên mặc xinh. 50 đến 58 cân chốt mã E35. E35 nhá, em lấy mọi người cái này luôn. 380 mã E35 màu đỏ cam. 380 mã E35 giúp em xinh luôn. E35, 380.
Em 17 chị Nhung Đào. Chị Trần Hiền khách mới ơi, gửi luôn địa chỉ cho nhà em nào chị ơi. Chị Trần Hiền có nghe thấy nhà em gọi không ạ? Có lấy hàng không ạ? Gửi địa chỉ vào phần tin nhắn giúp em phổ luôn. Một em thực phẩm hàng hiệu của Zara. Bạn này thì không phải suy nghĩ ạ, nghĩ xong hết hàng. 8 đến 10 triệu cái này trên Zara luôn, các chị cứ vào Zara check cho em là biết ạ. Đẹp và sang đấy. Cái chất của Zara nó khác hoàn toàn luôn nhá mọi người nhá. Mỗi tội cái này sẽ to rồi. Bắt là cao to một chút. Chiều cao trên 1m6. Chiều cao trên 1m6 và cân nặng cho em cái này mặc size ML, đẹp thế. Chất của Zara nó đỉnh chóp luôn mọi người nhá. Form này cho em nhá. Các chị yêu cái từ cân nặng cho em từ 55 56 cân đến 65 cân quay đầu. Size M, size L, em cũng mặc cái này bị đuối nhá. Chị nào Trần Hiền check tin nhắn giúp em nào chị ơi. Chị nào đậm người hôm nay mặc cái này xinh cực kỳ luôn. Chốt mã này cho em là mã Y50. Y50 cho em phổ cực phẩm nhá mọi người nhá. Chốt nhanh mã Y50 cho em. Bạn này xinh xỉu luôn ạ. Y50 em lấy các chị yêu luôn 500.000 cái Zara này. Zara Y50 500k ML mặc đẹp nhá. Chị nào xem ML đừng bỏ qua cái Zara đấy rất xinh. Etiquette cho em luôn đẹp cạn lời. 52 cân quay đầu màu tây nhỉ. Màu bã trầu cho em ạ. Dưới 51 52 cân quay đầu mặc xinh của em nhá. Dưới 51 52 cân quay đầu. Dưới 52 cân chốt luôn cho em mã này là mã Y21. Y21 em lấy các chị 500.000 đẹp quá. Y21 cho em nhỉ. 500k chốt mã Y21. 500.000 mã Y21 giúp em luôn. Rất là thích những cái áo mà có cái cầu vai nhìn nó khỏe cực kỳ luôn nhá. Y50 chị Thu Mai. Em là chị xấu vô cùng luôn ấy. Tác sắt ở trên cổ nhá mọi người nhá. Những em áo tác sắt ấy. Nhắm mắt vào chút. Y21 chị Minh Minh. Size này cho em luôn này. Đẹp nhất cho chị yêu nào form size cho em cái này nhá. Dưới 54 55 cân ạ. Cái hết khuy cái này cho mọi người xem luôn này. Bạn này còn ai cho em nhá. Size này cho em nhé các chị yêu nhá. Đẹp nhất cho em luôn ạ. Size này cho em nhé. Chị nào cái nặng dưới 56. Ui cái vạt áo này đẹp nhờ. Dưới 5556 cân cho em. Cái màu này rất là tây luôn ạ. 5556 cân quay đầu giúp em nhé mọi người nhờ. Cái gì chị nhắm cái gì đấy? Đi tới ngân hàng xa lắm chị. Miền núi à? Nhà chị ở đâu mà đi tới ngân hàng xa lắm? Quảng Ngãi. Không dùng banking à chị ơi? Bác không dùng banking à? Có tích gì không? 4 đỏ 1 vàng. 4 đỏ 1 vàng á? Thôi 4 đỏ 1 vàng mà đi đến ngân hàng xa tôi em cũng dám bán đâu ạ. Nhờ người cọc cho em bán nhá. Chị có lịch sử 4 tích đỏ 1 tích vàng rồi ạ. Được, cọc thẻ Viettel. Nhắc luôn chị là cọc thẻ Viettel không có chị. Tại mua thẻ Vina đấy. Size này cho chị yêu nào form size chuẩn M. 46, 47 cân nhá. Đến 55 cân quay đầu. 55 cân quay đầu cho em mã này là mã Y38. Y38 nhá, em lấy mọi người cái này 500.000 thôi. Đẹp cặn lời. Y38 500.000. Y38 500k giúp em. Y38 500.000. Muốn mua thì tìm cách ạ, không muốn mua thì chị Trần Hiền ơi, không chuyển khoản được thì cọc giúp em một thẻ về thêm 100 nhá chị ơi. 200, áo dạ, không nhận cọc 100 nhá. Cọc giúp em thẻ về thêm 200 nhá chị Trần Hiền nhá. Đơn của anh Tình gì đấy, liên hệ được với anh ấy chưa? Ai làm đơn Nguyễn Tình ấy? Trang Nguyễn á? Nhìn trên ảnh, trên hình ảnh xem là có nhắn tin cho anh ấy chưa? Không có gì. Nguyễn Tính thì là chị nhắn đấy, chị nhóm hôm nay đấy. Chị Tính quên. Ship code đến tận là 1.800.000. Cọc vào 200.000. Biểu tá gọi 2 lần không được. Những cái đơn mà trên 1 triệu ít nhất phải cọc 500.000 thôi chị. 200.000 để làm gì, 500.000 mà không nhận hàng tao cũng còn không buồn chết luôn rồi. Nhìn giá trị hàng tổng tiền là bao nhiêu tiền và báo khách cọc bao nhiêu, không đi hàng cái kiểu như thế. 500.000 ít nhất 1 triệu, đơn 1 triệu thì phải cọc ít nhất 500, hoặc chuyển khoản trước 500.000, một nửa giá trị hàng. Size này cho em màu tím này đẹp nhở, tím khoai môn xinh nhá. Màu tím khoai môn giúp em rất là xinh luôn. Form này cho em nhá, em này 40 cân đến 53 cân quay đầu. Tỷ lệ những các chị yêu mua hàng không văn minh giờ nhiều lắm,
cái thành phần kiểu bờ ôm bom nhiều thế không biết. Chủng tộc bom hoàng càng ngày càng phát triển mạnh mẽ luôn nhở. Em là chị yêu nào nhá, cái chủng tộc đấy em là phải nên... không cọc nhà em không đi hàng được đâu ạ. Đơn áo dạ vip không cọc, em xin phép không đi hàng được, chị thông cảm. Chị không cọc được thì chị đừng chốt đơn ạ. Tối nay đơn áo dạ vip nhá, các bác không cọc được các bác đừng chốt đơn cho em. Phải cọc hoặc chuyển khoản được, ít nhất không chuyển khoản được phải cọc. Không cọc em không đi đơn. Riêng đơn này nhắn lên trên nhóm cho chị, sáng mai các bạn làm đơn nha. Khách nào không cọc không đi đơn. Các chị lưu ý cho em Phổ là không cọc đơn hàng áo dạ hay mét, em Phổ không đi đơn. Không cọc được đừng chốt đơn nhé mọi người nhá. Các chị ở đâu thì ở, mọi người ít nhất cũng phải dùng điện thoại thì mọi người mới đang xem được em live đúng không? Mọi người phải cọc cho em bằng thẻ Viettel, hoặc là các chị yêu phải ít nhất là cọc cho em vào thẻ và tài khoản ngân hàng của em. Mình không dùng banking thì có thể nhờ bạn bè của mình cũng được. Chứ em không chấp nhận lý do là các chị không dùng cái gì, các chị không dùng cái gì thôi, các chị đừng dùng hàng em ạ. Em nói hơi phụ nhưng mà các chị thông cảm. Hàng này của em là hàng cao cấp, em gửi đi gửi lại em sẽ bị hỏng hết hàng, cộng với việc là cái tiền phí ship của cái áo này rất là cao. Em này là mã E. Sorry bác, Y35 500.000 ạ. Y35 500k. Các chị khách mới thông cảm không em Phổ nhá. Chốt được đơn hàng, chuyển khoản cọc được hay chốt đơn hàng cho em. Y35 cho em Phổ 500.000 ạ. 500k mà Y35 giúp em. Tông màu hồng này xinh này. Màu hồng này đẹp lắm. Dán trên đầu của em luôn. Cổ vét xinh dã man, chuẩn mờ mặc đẹp nhá. Form chuẩn mờ 50 cân đến 56 cân quay đầu mặc xinh. 50 đến 56 57 cân ạ. 50 cân đến 56 57 cân giúp em Phổ luôn nhá. Dưới 56 57 cân lên form dáng rất xinh. Đúng đến đầu của em luôn, mã Y22, 408 mã Y22, mới tinh. 408 mã Y22 giúp em. Hàng này không nhà nào bán dưới 700-800 nghìn đâu các chị ơi. Nhà nào bán rẻ nhất cũng tầm 700-800 nghìn với dòng dạng cao cấp này của em này này. Còn cái giá này chị Hà Linh. Cái giá như này không, các shop khác không làm được đâu ạ. Size này cho em S, M, đều vừa. 46 đến 55 cân quay đầu mặc đẹp ạ. 46 đến 55 cân giúp em nhá. Màu này đẹp xuất sắc luôn. Còn mấy cho em này là mã E16 cho em luôn. E16 nhá, em lấy mọi người luôn. 408 mà E16 ạ. 408 chút mà E16 giúp em mặc đẹp luôn nhá. SXS này các chị ơi, màu xinh nhất. Dưới 50 cân mặc đẹp, 40 cân đến 50 cân quay đầu. 40 cân đến 50 cân quay đầu giúp em ạ. Dưới 50 cân là cái này xinh nhá, size nhỏ. SXS cho em luôn. Em này cho em 450 mà E91. 450 chút mà E91 giúp em luôn nhá. E91 450 cho em luôn. 100% cừu luôn ạ. 100% là lông cừu luôn cái em này nhá. Chị Thu Phan. Bạn này đẹp cực kỳ luôn, cho em mọi người chốt nhanh cái này nhá. Chị Lê 10 ơi, chị không được chốt mã E26 đấy đâu, nhà em chốt rồi ạ. À. Em báo hủy mã E26 đấy của chị rồi mà chị ơi. Bác ơi, bác không được chốt mã đấy đâu ạ, à. Bác chọn mã khác đi nhá. E91 cho em nhá, 500.000 mã E91 size SXS. Tỷ lệ cừu em này là 100% cừu luôn nhá. E91 500k mà E91 luôn ạ. À. Size này cho em SXS tiếp này các chị ơi. Dưới 51 cân mặc đẹp, 40 cân đến 50 51 cân cái này lấy luôn. Cái này form size nhỏ, màu kem be. Tông màu be cho em, dưới 50 cân mặc đẹp, 40 cân đến 50 cân quay đầu chút mã E15. E15 giúp em Phổ luôn nhá các chị nhá. Lấy các chị luôn 408 mã E15. 408 chút mã E15 giúp em mặc xinh luôn ạ. À. E15. E91 chị Thư Dương. 408 chút mã E15 giúp em. Màu đen tiếp này các chị ơi. Hôm nay màu đen ít lắm luôn, form cổ đẹp chưa? Size này cho em chuẩn mờ mặc xinh nhá. 48 đến 56 cân, cuối S con trên được ạ. À. 48 đến 56 cân quay đầu giúp em, qua đầu gối em nhá. Màu đen luôn, mặc đẹp theo năm tháng luôn. Dưới 55-56 cân quay đầu chốt mã E14. E14 450 cho nhanh ạ. E14 450 cho em luôn nhá mọi người nhá. 450 mã E14. Xanh than này các chị ơi. Tông màu xanh than nguyên đai nhá mọi người nhá. E15 chị Thanh Thúy Trần. Tông màu xanh than cho em Phổ luôn ạ. Size này các chị yêu nào có cái nặng cho em cái này nhá. Đẹp nhất cho em dưới tầm 57-58 cân ạ. 57-58 cân quay đầu chốt em cái mạng này nhá mọi người ơi. Dưới 57-58 cân đẹp xuất sắc. Xinh nhất. 48-58 cân mặc xinh ạ. 48-58 cân giúp em. 450 chút mã E13. E13 giúp em nhá. 450 chút mã E13. Hello Nguyễn Ngọc. 450 mã E13. Các chị vào sau mọi người chị có tương tác lên. Tăng khả năng comment, tăng khả năng hiển thị lên là các chị yêu sẽ được dễ chốt đơn. Cái cổ áo này đẹp thế. Xinh nhở, mấy cổ này chảnh vãi chưởng luôn ấy. Size này cho em nhá. Mặc cái form này kiểu đẹp nhở. Đẹp cái sang kinh khủng luôn, cái cổ đẹp đấy. Lên form cái eo của nó làm rất là xinh luôn ấy. Size này cho em dưới 55-56 cân ạ. 55-56 cân quay đầu cho em mặc cái này đẹp, cổ xinh nhất. Cổ của nó rất là tây luôn và cái màu này cũng sang luôn ấy. 500.000 VIP cực luôn. Lấy luôn cho em SM đều vừa, 46 cân đến 55 cân quay đầu. Chốt mã này là mã E23 500.000 ạ. E23 500k giúp em nhá.
500.000 và E23 cho em phổ luôn. Etiquette này các chị ơi, em mặc cái này bị hơi chật nhá. Màu đẹp thế. Chị Ngọc Thu ơi, lần nào nhà em chốt đơn hàng chị cũng không vào check tin nhắn, vào check tin nhắn luôn giúp em đi để cho em đi hàng nào chị. Đơn từ bao giờ? Hôm qua, hôm trước vừa nhắc, hôm qua lại không vào check. Chị Ngọc Thu ơi, chị mua hàng xong chị cũng check tin nhắn, thấy làm sao làm giúp đơn hàng cho chị. Nhà em không gọi điện đâu nên là bác mua hàng bác phải để ý tin nhắn hộ em. Check đơn để cho các bạn nhà em còn chưa đi đơn cho con. Em 13 chị Hồ Lâm Anh. Chị còn đơn từ hôm qua chị còn chưa check đơn đấy ạ. Và check tin nhắn cho em đi để nhân viên nhà em xác nhận cho nhân viên nhà em cho đi đơn nhá. Màu này đẹp quá, tông màu của nó là màu vàng cỏ úa nhá, xinh lắm. Cái màu mùi tàn này đẹp cực kỳ luôn. Size này cho em dưới 50 cân một xinh, em mặc cái này bị hơi chật nhỏ. 40 cân đến 50 cân quay đầu giúp em. Etiquette chốt mã này cho em là mã E22 408. Tắt sắt xịn nhỉ. E22 480.000 giúp em nhá. Một em tác sắt này các chị ơi, những cái em ảo màu cổ của tác sắt này mọi người cứ chốt nhanh nhá, nó đẹp và xịn lắm. Kẻ đấy ra ngoài bán 1.500.000 luôn. Cái kẻ đấy ra ngoài bán 1.500.000 luôn. Màu bã trầu này, tông màu bã trầu luôn giúp em. Chị nào form size cái này nhá, dưới 54-55 cân quay đầu. Dưới 54-55 cân chốt mã này cho em phổ làm mã E11 408. E11 giúp em nhá, 480.000 mà E11 ạ. 480 chốt mã E11, bà này cực đẹp luôn cho em nhá. E11 480 xuất sắc, cái màu này xinh nhỏ. E11 480k giúp em. Cái kẻ này năm ngoài bán 1.500.000. E22 chị Nhung Đào, Nhung Đào chốt được 4 mã rồi vào chuyển khoản cọc giúp em, vào chuyển khoản thêm giúp em nha. Các bác chốt nhiều mọi người phải cọc cho em nhá. Cái áo này nha mọi người nhá. Riêng cái bản áo này năm ngoài bán 1.500.000 luôn nhá. Size này cho em nhá, xuất sắc luôn. Chị yêu nào form size cho em cái này đẹp nhất, lên dáng áo kiểu dáng áo baby doll nhá. Xinh cực kỳ luôn ý. Màu đen chứ. Cái chất của nó xịn cực kỳ luôn. Size này cho em phổ nhá, lên dáng áo váy cho em. Cổ hợp thế. Cái nơ cổ hợp thế. Bỏ cái nơ đi cũng xinh luôn ý. Em này chị nào form size cho em cái này SM, S này không, cái này chuẩn M đi ạ. 48-49 cân trở lên mới mặc đẹp nhá, dưới 48-49 cân đừng lấy. Bên dưới của nó là dáng rộng như thế này đấy mọi người này. Nó là dáng rộng như này bởi vì nó là dáng baby doll, nhưng mà nhìn cái phần vai này này. Vai này chỉ dưới 55 cân các chị mặc đẹp. 55 cân quay đầu. Thấy luôn mặt này xuất sắc. Chốt được cái này sướng cực kỳ luôn với giá em chuẩn bị bán này. Em này là mã E10 550 thôi ạ. E10 550, 1.500.000 năm ngoái luôn ạ. E10 550 giúp em luôn. 550 trước mặt E10. Màu xinh thế. Size này cho em vào luôn nhá. E11 chị Thu Lâm. Etiquette cho em 40 cân đến 50 cân quay đầu. Dưới 50 cân giúp em. Màu rất là tây luôn và cái chất dạng xịn nhá mọi người nhá. Màu rất là tây luôn và chất dạng rất xịn luôn. Size này cho chị yêu nào có cân nặng cho em 40 cân đến 50 cân ạ. 40 cân đến dưới 50 cân cho em. Cái này đẹp, size etiquette cho em nhá. Màu này tây và sang. E9 cho em nhá. 450 chất mã E9 ạ. 450 chất mã E9. Cái kẻ này đẹp lắm luôn. Dạ kẻ nhá. Dạ handmade kẻ cho em luôn ạ. Dạ handmade kẻ phong size to ML. E10 chị Khánh Dương. Bác nào size to lấy cái này cho em này. Chị nào cân nặng 55 cân đến 65 cân nhá. Trên 55 cân hay chốt, dưới 55 cân đừng chốt bị chật ạ, à, bị rộng ạ. Size to ML, kẻ xương cá cho em nhá, màu tông màu trầm. Chị nào size to đừng bỏ qua cái này. MVL, 55 cân. Chị Nguyễn Ngọc. 55 cân đến 65 cân quay đầu giúp em ạ. 55 cân đến 65 cân quay đầu chốt mã này cho em là mã E28 500.000. E28 nhận hàng feedback cho em. 500k chắc mà E28 luôn. Chị Nguyễn Ngọc khách mời cho em xin địa chỉ của tin nhắn luôn đấy chị ơi. Chị nào size nhỏ lấy cái màu be này cho em nhá. Tông màu be này mặc lên rất là tây. Cộng với việc là nó sẽ đẹp, đẹp bền cùng với giống kiểu màu đen nhá. Size này cho em nhá. 40 cân đến 52 cân ạ. 52 cân quay đầu. Mà này rất đẹp luôn. Nó cười với cái chân của mày vơi mãi không tới đất. Tao mệt mỏi thật sự luôn ấy. Trật tự để cho tập trung làm việc nào. Thế chị mình nước nào. Em đi tìm cái ghế đâu, không thấy đâu. Năm hai cân quay đầu, màu đẹp nhở. 51-52 cân quay đầu giúp em rất xinh ạ. Dưới 51-52 cân quay đầu mặc đẹp chất mã Y34 ạ. 51-52 cân quay đầu chất mã Y34 cho em mặc xinh nhá. Y34 cho em phổ luôn, bài này đẹp lắm. Màu rất là tây luôn. Em này 500k mà Y34. 500.000 mà Y34, tông màu của nó là màu ghi này. Cái màu này sang lắm, em rất là thích mấy cái tông màu kiểu như này này.
các loại áo. Chị Nguyễn Ngọc, khách mời cho nhà em xin địa chỉ và tin nhắn luôn nha chị ơi. Bác Ngọc ơi, khách mời gửi địa chỉ luôn nhá, để cho em gọi nhiều. Các bác khách mời nhìn cái phần ghi bình luận của em nha. Size này cho em dưới 53 cân ạ. À. 40 cân đến 53 cân xịn chưa? Màu đẹp xuất sắc luôn, cái tông màu ghi này cực kỳ sang nhá mọi người nhá. Cân nặng cho em dưới 53 cân mặc đẹp ạ. À. 45 cân đến 53 cân giúp em. Mã này là mã Y16, 500.000 thôi các chị ơi. Y34 chị An Âu Tùng. Y16 nhá, 500.000. An ơi là cái Y16 này này, màu đẹp lắm. Y16 500.000, cái này rất xịn. Cổ của nó sẽ có tác sắt cho em mọi người nhá. Ôi lên pha màu này. Đẹp thế. Có dạng ngắn nha chị, đây xin Nguyễn ơi. Em có ngắn á. Y34 nhánh chốt rồi à, lên 10 nhánh tay lên nào chị ơi. Ôi cái này cặn lời luôn. Cổ tác sắt cho em rất xịn luôn, có đai chờ đằng sau nhá mọi người nhá. Xinh á. Mặc cái pha màu này rất là trẻ luôn. Em này cho chị yêu nào form size cho em dưới 55 cân mặc cực phẩm. 55 cân quay đầu giúp em, cho nhanh bản này nhá. Em này là mã E64, bản này xin phép lấy 600.000. Chị nào thêm chữ CK bên cạnh lấy luôn. Em phổ dự bị cái này, mua không có giá dưới 10 củ. Năm nay rẻ hơn năm ngoái nhỉ. Đúng rồi, năm nay em đánh số lượng hàng này nhiều lắm luôn chị nhá. Nhà em đổ xỉ cái này rất nhiều từ đầu mùa đến giờ. Và cộng với việc là số lượng bán lẻ năm nay em cũng sẽ tập trung bán áo dạ rất là nhiều. Nên là nhập được giá rẻ sẽ làm giá cho mọi người rất rẻ. Các bác mua được nhà em năm nay cực sướng luôn. Em này là mã E64. Anna từng là một chị khách rất là thích mua áo dạ này của nhà em năm ngoái nhá mọi người nhá. Nên là các chị yêu nào khách mới và các chị lần đầu năm nay mới theo dõi em chẳng hạn, thì mọi người sẽ không biết được là năm ngoái em bán giá bao nhiêu với cái chất dạ của nhà em và so với thị trường. Năm ngoái em làm giá so với thị trường đã rất là rẻ rồi, nhưng năm nay em nói thật mọi người nhá, đảm bảo không một suất nào làm được cái giá như thế này với dòng dạ cao cấp như em. Không nói những cái hàng mà nó chất lượng nó thấp hơn nhá mọi người nhá. 600.000 chốt mã này là mã E64. Năm ngoái những cái này tiền triệu luôn đấy. Cái này năm ngoái tiền triệu luôn bởi vì nhập nó rất là cao. Em làm thì kể cả năm ngoái hay năm nay em nhà em bán số lượng nên là em làm giá rất là ok cho mọi người luôn. Em này là mã E64 nhá, 600.000 ạ. À. E64 600k, bạn này đẹp để riêng cái gì cái đấy. Em dự bị E64. Là cái này cho em nhá mọi người nhá. Form này cho em chị nào form size to ML này. Bạn nào cân nặng cho em ít nhất từ 55 56 cân trở lên mà ok ạ. 55 56 cân quay đầu, bạn này đẹp lắm. Chị nào size to đừng bỏ qua cái này nhá, xuất sắc luôn. Một em dạ kẻ to cho em nhá. Đẹp mà hơi to. Cái đấy chị dưới 50 cân thì mặc hơi rộng một tí đừng lấy cái đấy. Cái đấy chị lo chị nào dưới 55 cân thì lấy. Phượng Hồ ơi, vào cọc giúp em 300 đi nhá, em chốt đơn nhá chị nhá. Chị nhớ tích quá. Chị Phượng Hồ ơi, chị khách mới chị phải cọc cho em chốt đơn nhá chị nhá. Nhớ cho em đơn hôm nay. Nhìn cái phần ghi của bình luận của em phố nha. Khách mới vui lòng chuyển đơn cọc cho em nhá. Size to ML này, 55-56 cân trở lên đến tầm 68 cân quay đầu. Chị nào size to M và L mặc cái này đẹp cho em dạ kể nhá. Em này 380 mà E65. 380 mà E65 giúp em luôn, size to ML. 380 chất mà E65 lên một cái kể rất là xinh này. An lấy cái này đi bà ơi, đẹp lắm. Size này cho em nhá, dưới tầm 50-51 cân, 52 cân quay đầu là được ạ. 52 cân quay đầu giúp em nhá, bà này đẹp lắm luôn. Dưới 52 cân lên cái dáng đỉnh chóp luôn. Kể đẹp nhờ. Xinh quá, nhìn Hàn Quốc. Ừ. Bỏ lơ ra ngoài cũng được mà chẳng bỏ lơ ra cũng chẳng sao. Mặc áo bình thường bên trong, áo dí nhiệt bên trong thôi là cũng ok luôn. Nhìn rất là trẻ và Hàn luôn nhá mọi người nhá. Xinh ơi xinh. Cái này mọi người chốt nhanh, phố rất thích cái form áo kiểu như này. Trên đầu gối em luôn, phải đẹp nhá. 600.000 cái VIP này luôn mà E66. E66 ăn vừa chốt lấy luôn ăn ơi. E66 600k. E66 giúp em nhá, 600.000 mà E66 luôn ạ. Màu kẻ tiếp size to ML. Lên cái xanh ngắn trên sáu đi bạn. Có dạng ngắn nhé chị Phương Vũ ơi. Đây em lên mấy cái ngắn cho. Lên mấy cái ngắn, lên mấy cái ngắn cho các bác. Này màu đỏ ngắn hay xinh đấy. Ôi, đây lên mấy cái ngắn hay chị Vân. E66 chị Hoàng Lan ạ. Đẹp quá. Chị nào form size to ML giúp anh phố luôn này. Lên giá vest blazer 57-58 cân đến tầm 68 cân quay đầu. Dưới 68 cân cho em nhé, size M và L. Size M, size L giúp em nhé. Em mặc cái này bị rộng, chị nào size to. Cuối M và L là mặc đẹp. Cuối size M nhá, 56-57 cân trở lên đến các chị 68 cân quay đầu chất mã E7 350. E7 chị nào size to, 350 chất mã E7 cho em ạ. 350 chất mã E7 cho em nhá. Lên cái này cho các chị yêu nào form size cho em. Đẹp chưa? Màu xanh đẹp. Xinh ạ. S cho em mặc xinh ạ. Dưới 51-52 cân quay đầu thôi ạ. 40 cân đến 51 cân cho em mặc cái này đẹp màu xanh nhá. Dáng ngắn cho em này, dáng ngắn size nhỏ cho em dưới 51-52 cân quay đầu 380 chất mã E85. 380 E85 giúp em luôn ạ. E85 380, chị nào thích dáng ngắn lên luôn này. Tông màu của em nó là tông màu đỏ đô, đẹp quá. Etiquette cho em dưới 50 cân xinh, tuy bẩm á. E7 chị bé Sam. 40 cân đến 50 cân. Bé Sam vào cọc thêm cho nhà em nha chị bé Sam ơi. 40 cân đến 50 cân quay đầu giúp em ạ.
40 cân đến dưới 50 cân giúp em mặc đẹp nhé mọi người nhá. 50 cân quay đầu giúp em luôn, size này cho em luôn, S size S cho em nhá, xinh nhá, cái màu đỏ đô là đẹp nhỉ. Size S và XS giúp em phổ luôn. Em này cho em nhá, E83 cho đi cả nhà. E83 400.000 đẹp lắm mọi người, cho nhanh E83 nhá. 400k chắc là E83. 400.000 mà E83, chị nào thích mày gà dài ngắn lên luôn này, đẹp ơi đẹp. Size này cho em nhá, khuy sừng ạ. Size M, size L mặc đẹp cái này luôn nhá. Form size M, size L đẹp thế. Chị nào cái nào cho em 54 cân đến tầm 62 cân ạ. E83 xin chịu nhỏ. 54 cân đến 62 cân cho em nhá. 54 cân đến 62 cân hộ em, khuy sừng màu trầm cho em, màu tối nhá. Em này màu đen trước luôn cho em, cái này là mã E90. E90 trầm nhanh tay lên ạ. E90 cho em phổ cái này xinh nhá mọi người nhá, cho nhanh mã E90 cho em, đẹp quá. E90 em lấy các chị yêu cái này luôn với giá là 380 nhá, size to ML. E90 đẹp nhờ. Cái này em mặc vừa đấy. E90 380.000 giá ngắn size to. Đẹp lắm, vui cái màu đen này, xuất sắc này. Hồi còn người à? Khổ thân. Sao giờ thèm cái hồi còn người thế không biết nhỉ? Thật đấy nhỉ? Nhìn nó bị thèm cái hồi còn người không? Giờ mới được vô bọn. Còn nhiều dáng ngắn chị Diệu nhỏ ơi. Em còn nhiều dáng ngắn mà. Sai đến xinh quá. Dáng ngắn tiếp cho em này. 55 cân quay đầu cái này thôi ạ. 55 cân quay đầu giúp em. Đẹp cực kỳ luôn. 45 cân đến dưới 55 cân giúp em nhá. Tay cành rơi, tay kiểu đổ thiết kế vai đổ ấy, đẹp cực kỳ luôn. Dưới 55 cân quay đầu mà cái dáng này trẻ lắm. Mã E70 cho em 380. E70 cho em vô nhá. 380 trước mã E70. 380 mã E70 giúp em. Màu kem này các chị này, màu kem cho em nhá. Size này cho em luôn, dưới 52 cân mặc đẹp. 52 cân quay đầu giúp em, qua đầu gối em một chút thôi ạ. 51 52 cân quay đầu chốt mã E15. 400.000 mà E15 ạ. 400k chốt mã E15 giúp em. E90 chị Thúy Vân, các chị đằng sau nhanh tay đi các chị ơi. 400.000. Lên dàn áo kéo khóa nhá mọi người nhá. Kéo khóa và có nguyên đai. Form size này cho em đẹp nhất là size M ạ. 48 đến 56 cân cho em mặc đẹp nhá. 48 cân đến 56 cân quay đầu giúp em. 48 đến 56 cân quay đầu giúp em nhá. Dưới 56 cân cho em mặc đẹp luôn ạ. 48 đến 56, 57 cân giúp em. Cái này chị làm form size to nhá. M, chuẩn size M mặc đẹp, lời nhỏ con cho em được mà E8. E8 cho em 400.000 nữa ạ. E8 cho em vô nhá, 400k trước mặt E8. Đẹp quá. 400.000 mà E8 á. E15 chị Hương Lê. Màu kẻ cho em luôn này. Tông màu kẻ cho em nhá mọi người nhá. Cái này form size này cho em ML mặc đẹp này. Size M, size L giúp em mặc xinh luôn, lên cổ bác nhá. Đẹp nhất cho em các chị yêu từ 50 cân đến 60 cân ạ. ML 50 cân đến 60 cân cho em mã này là mã Y100. Y100 giúp em nhá. 380 là Y100. 380 là Y100. Xuất khẩu và bán những cái giá của những em ngắn đây phải tầm 500.000. Dài thì phải tầm 700-800. Chán thì tầm 500, 5-600 thì đến cái. Và dài thì các chị ơi mua tầm 800 đến 1 triệu. Màu xinh đấy chị. Xinh nhờ. Cái màu kem mix với cả cái màu hồng này xinh rất là xinh luôn ấy. Tôi màu kem mix cùng với màu hồng cho em rất là đẹp luôn ạ. Form size này là chị yêu nào cân nặng cho em nhá. Đẹp nhất cho em dưới tầm 5-5-5-6 cân ạ. Dưới 5-5-5-6 cân chất mã Y96. Y96 cho em luôn, bản này đẹp cực kỳ. Chất mã Y96 em lấy các chị yêu cái này luôn với giá là 390. Y96 390 ạ. E8 nhà em chưa rồi các chị nha, đằng sau nhanh tay lên các chị ơi. Em này đẹp quá. Màu nó rất là tây luôn ấy. Màu này cứ bị tây ấy. Mặc mấy màu này tây cực kỳ luôn. Size này cho em nhá, màu vàng bò cho em luôn ạ. Các bác nào có cân nặng cho em cái này đẹp nhất là size M. 50 cân đến 57 cân đi ạ. 50 cân đến 57 cân giúp em mặc cái này đẹp. Form xinh lắm. Dưới 57, 58 cân giúp em luôn nhá. Size chuẩn M mặc cái này xinh luôn. Size chuẩn M mà A14. A14 em lấy mọi người 500.000 cái này luôn. Các chị mua tiền triệu cái này luôn ấy. Rẻ hơn 400-500.000 so với thị trường hàng si luôn. Mà A14 nhá, 500k. A14 500.000 hộ em. Ôi cái hồng phấn này xinh nhé. Y96 chị Khánh Dương. Ôi xinh xỉu luôn. Size này cho em nhá. Em này cho chị nào cân nặng 45 cân. Đẹp chị béo ơi. 52 cân quay đầu. Cái tay của nó. Tay của đẹp nhờ. Nhìn cái tay và cái tông màu hồng này mặc lên xinh cực kỳ luôn nhá. Dưới 52 cân cho em mặc E12. E12 380. E12 380 giúp em luôn nhá. 380.000 mà E12. E14 chị Lâm Oanh. Sau này còn nguyên đai, màu nó tây cực kỳ luôn. Cái màu ghi nó mix cùng với cả cái phần màu be be cổ xinh không?
size này cho em vội nhá, chị nào form size M bằng đẹp này. Bác nào form size M có bằng đẹp ngắn luôn nhá các chị ơi. M và L bằng sinh hộ em nhá. Dạng ngắn size gì comment lên cho em có ngắn nhá. Em có ngắn, em từ nãy đến giờ em lên khá nhiều ngắn rồi đấy. Size này cho chị yêu là form size M và L nhỏ. 52 cân đến 60 cân ạ. 52 cân đến 60 cân, hai cái màu này rất là tây. Chốt mã A6 cho em nhá. A6 cho em vội luôn nhá, 480 mã A6. 480 mã A6. Đấy. Làm choàng à? Mũ à? Cái gì đấy sai sai ấy. Trái đúng không? Ôi, em bị trái rồi. Đúng cả nhà. Nhầm này. Có dạng ngắn các chị ơi. Đây này, lên dạng ngắn cho. Đúng rồi. Có dạng ngắn luôn chị Diệu nhỏ ơi. Đây, ngắn đây bác ơi. Đẹp thế. Cái màu rất là sang luôn. Size M L nhỏ nó đẹp nhỏ. M và L nhỏ, nhìn em này cái form túi áo rất là đẹp luôn. Chị nào cân nặng cho em 50 cân đến 60 cân. 50, 52 cân nhá. 52 cân đi ạ. Chị nào 52 cân đến 60 cân cho em nhá. Dài ngắn chốt luôn cho em 380, chất dạng xịn lắm. E89 380 nghìn giúp em. E89 380 giúp em. Ôi, mấy cái form này cặn lời luôn. Toàn siêu phẩm. Mấy cái form này cặn lời luôn nhá. Có bọc qua. A6 chị Vũ Hạnh. Lên cái đây. Lên dáng blazer cho em này. Dạ cừu lên dáng blazer nhá. Dạ handmade một lớp, khâu tay toàn bộ lên dáng blazer cái kẻ để xinh đấy. Kẻ xanh cho em vô luôn nhá, cực phẩm. Tông màu kẻ xanh, chị nào phong size ML đừng bỏ qua cái này đẹp nhở. Em mặc hơi rộng và nhìn cái form nó đẹp nên là mặc lên form rất là xinh luôn ấy. Lên dáng blazer 52 cân mặc như em cũng rất là đẹp nhá mọi người nhá. 50 cân đến 60 cân quay đầu. Thấy luôn cái dáng này xuất sắc luôn. 450 con VIP này luôn, mã cho em là mã Y45. Y45 cho em nhá, đẹp cạn lời cái tông màu kẻ xanh này cho em. 450 mã Y45 xinh xỉu luôn. 450 mã Y45 chọn những cái dáng ngắn này mặc lên xinh này. Kể tiếp cho em. E89 chị Thúy Vân. Dáng Thúy Vân vào cọc giúp em thêm 500 nữa để chốt tiếp cho chị Thúy Vân ơi. Size này cho em nhá. Chị nào form size cho em cái này SM đều vừa. Hai size SM đều vừa giúp em nhá. Hai size SM đều vừa có đai này các chị ơi, 48 đến 56 cân cho em nhá. Có đai luôn ạ. À. Em đã thắt tặng cái đai vào thân thế này thôi nhá mọi người nhá. Xinh lắm luôn. Thôi rồi đem xoàn vào cho mọi người nhìn dáng rất dễ. Size này cho bác nào không size to một chút lấy cái này cho em ạ. M và L giúp em mặc cực đẹp luôn. Size M, size L cho em nhá. Chị nào cân nặng cho em cái này đẹp nhất là dưới tầm 60 cân, 62 cân được ạ. 53, 54 cân đến 62 cân. ML 380 chút mã E2. 380.000 mã E2 có nguyên đai cho em nhá. E2 380k thôi. Đẹp cực kỳ luôn. E2 380. Màu tây nhỉ. Y45 chị Thanh Kiều, Vũ Mai nhanh tay lên chị ơi. Chị là size to cho em mặc cái này xinh này. Bác nào form size to cho em. Sau đi cả nhà cái này xong size không quá to đâu ạ. Cái vai của nó các chị yêu ở đây chỉ có tầm dưới 57, 58 cân thôi nhá. Em này đẹp nhất dưới 58 cân ạ. 50 đến 58 cân là mặc cực đẹp luôn. Cái cổ này cho em, cái phần vai thiết kế kiểu cái dạng vai đổ ấy. Cái nách này chỉ các chị yêu chỉ dưới tầm 58, 59 cân thôi ạ. Dưới 58, 59 cân giúp em dáng trên đầu gối em luôn nhá. 400.000 chốt má Y79 ạ. Y79 400k. Y79 400.000. Y79 400k giúp em. Dáng ngắn tiếp này. Tông màu rất là đẹp luôn. Size này chị em nào chuẩn đét size M. Chị Lâm Oanh. Có một chút bo chun nhá. Có một chút bo chun rất là xinh luôn. Các chị thích dáng ngắn hay dáng dài comment lên nào các chị ơi. Comment cả số cân của mình lên nhá. Có nhà em ưu tiên luôn ạ.
Nào, lên tiếp cho em này. Form size cho em nhá. Chuẩn desk size M, em đừng lấy cái này ạ. L thì cũng được lấy luôn, chuẩn desk size M thôi ạ. 50 cân đến 56 cân quay đầu. 50 đến 56 cân chất mã E1 cho em, lấy các chị ơi 360. E1 360 chuẩn M nhá. Chị nào mặc form size chuẩn M thì lấy cái này luôn. E1 360k giúp em. Nào mọi người ơi, tăng tốc lên nhá. Em lên nhanh nhanh để quay được nhiều mẫu cho các chị luôn. Lên form cho em cái này nhá. Chị yêu nào form size cho em 40 đến 52 cân ạ. 40 cân đến 52 cân quay đầu giúp em. 52 53 cân quay đầu, gọi đen đi. 52 53 cân quay đầu chốt em mã này là mã Y85. Y85 cho em phổ nhá. Lên dạng vest chốt mã Y85. Lên dạng vest chốt mã Y85 giúp em, dưới 52 cân chốt mã Y85. 350 mã Y85 ạ. 350 chốt mã Y85, cái này là sau lưng của nó rất đẹp luôn, thêu nhá. M1 chị Thư Lâm. Lên dạng bomber. Lên dạng bomber cho em nhá. Đó. Đằng sau lưng có thêu ong rất là đẹp. Đằng sau lưng có thêu ong cho em nhá. Quy bấm cho em toàn bộ luôn. Size này cho em dưới tầm 54, 54, 55 cân được ạ. À. Em này từ 45 cân đến 55 cân xinh cực kỳ luôn. Dạ ép một lớp lông cừu, dạ bomber. Cái này dáng lên rất mặc lên rất trẻ luôn. 350 chốt mã cho em là mã Y78 ạ. 350 chốt mã Y78 luôn giúp em. Y78 giá 350.000 đồng em nhá mọi người nhá. Lên form này xinh cực luôn này. Màu đen cho em luôn. Màu đen dáng vest cho em nhá. 45 đến dưới 55 cân ạ. Dưới 55 cân quay đầu chốt em mà Y3. Y3 cho em phổ nhá, cực phẩm mà Y3. Lấy các chị yêu Y3 này luôn với giá 400.000. Y3 400k giúp em luôn. 400.000 mà Y3. Em lên nhanh nhanh một chút rồi quay được nhiều mẫu cho mọi người nhá. Size này cho em nhá. Màu của nó sẽ là màu kiểu Y78 thì sumo. Hơi cồm cồm nhá mọi người nhá. Màu cồm cho em luôn, lên dáng áo váy luôn ạ. Màu cồm lên dáng áo váy giúp em luôn. Các chị yêu có cân nặng cho em cái này đẹp nhất cho em dưới tầm 55 cân ạ. 54 55 cân, sorry các bác, cái này dưới 53 cân thôi. Tay của nó sẽ kiểu cái phần vai của nó, cái phần nách này chỉ các chị chỉ dưới tầm 52 53 cân nữa. Cái cổ này để em nghiên cứu xem là có nên buộc vào không hay là để như này thôi, em nghĩ để như này xinh hơn đấy. Để như này thôi nhá. Đừng mặc cái áo kiểu có cổ nơ cho em như cái này, ở bên trong thì nó sẽ bị cổ lên, cái này chỉ cần mặc áo giữ nhiệt bên trong thôi. Size này cho em dạng áo váy cho em nhá. 40 cân đến 43 cân đi ạ, đến dưới 52 cân mặc đẹp. 43 đến 52 cân giúp em, chất mã này là mã Y74 350 ạ. Y74 giúp em nhá. 350 chất mã Y74. 350 mã Y74 giúp em. Đây một cái em kẻ rất là xinh luôn này. Size này các chị yêu nào form size cho em chuẩn M mặc xinh hộ em. Chuẩn M mặc đẹp giúp em nhá mọi người nhá. Size này cho em nhá, 48 50 cân. 50 cân thì các chị yêu có cân nặng cho em cái này dưới 57 cân quay đầu. 57 58 cân quay đầu này xinh cực kỳ luôn ấy. Dưới 57 58 cân hộ em nhá. Dưới 57 58 cân cái kẻ đẹp quá. 57 58 cân quay đầu cho em cái kẻ này xuất sắc này. Dưới 58 cân chốt em mã này là mã E69 ạ. E69 cho em nhé, mã này đẹp có 400.000 mã E69. 400k chốt mã E69 giúp em luôn. 400.000 mã E69 cho em mặc đẹp nhé mọi người nhé. Size này cho các chị yêu có cân nặng cho em cái này nhá. Ôi đen đẹp chưa? Cái đen VIP này nhá. Cổ của nó sẽ chị Nhung Đào. Cái phần vai của nó sẽ là mix có cái cầu vai rất là đẹp luôn. Size này cho chị yêu nào có cân nặng cho em cái này. Ui. Em thích cái form đen kiểu như này này. Đẹp nhất cho em dưới tầm 54-55 cân nhá. 45 cân trở lên đến 54-55 cân. Eo của nó có chun nhá, nên nó sẽ kiểu sao nhỉ? Các chị yêu eo đến đâu mọi người kéo cái dây cho em để có cái điểm nhấn ở phần eo phần hông của mình nhá. Em này size cho em đẹp nhất là dưới 54-55 cân. Bạn này cực phẩm luôn. 54-55 cân quay đầu giúp em, chất mã này là mã Y6 500.000 ạ. Y6 cho em nhá. 500k chất mã Y6 rất là xịn. 500.000 mã Y6 cho em phổ luôn. Size này cho em một em có mũ cuối cùng này các chị này. Màu của nó E69 là... chị Nhã Khanh. Em này cho em là màu ghi nhá. Tôi màu ghi rằng áo có mũ size ML. Màu ghi rằng áo có mũ size to ML giúp em 55 cân đến 63 cân ạ. 55 cân đến 63 cân giúp em mặc đẹp nhá. Các bác size to ML giúp em. Chốt mã này cho em là mã Y62. Y62 giúp em mặc cái này xuất sắc luôn mã Y62. Em để các chị luôn nhanh tay 400.000 mã Y62. 400k mã Y62 giúp em luôn. Y62 400.000 này. Size này các chị yêu nào form size cho em ML mặc đẹp này. Form size M, size L giúp em hổ nhá các chị ơi, đẹp quá. Y6 chị bé Sam. Em này chị nào form size ML, 53 cân đến 62 cân ạ. 53, 54 cân đến 62 cân quay đầu giúp em. Chị nào thích tông màu xanh mình bỏ qua cái này nhá. Tông màu xanh giúp em rất là đỉnh luôn ạ. Chị nào form size cho em nhá, 53 cân đến 62 cân quay đầu ạ. 53 cân đến 62 cân quay đầu giúp em luôn. Chốt nhanh cho em mã này, 400.000, mã cho em là mã Y62. 400k ML Y62. 400.000 mã Y62 giúp em, đẹp quá. Tông màu kẻ này mọi người này. Tông màu kẻ cho em phổ luôn nhá mọi người nhá. Chị nào thích cái tông màu kẻ, bạn này có nguyên đai luôn. Em này có nguyên đai cho em nhá, kẻ của nó sẽ em gần mọi người nhìn thấy cái kẻ này không? Hơi xương cá một tí cho em rất là đẹp đẹp luôn. Size này cho các chị yêu có cái nặng cho em cái này đẹp nhất là dưới tầm 55 cân thôi nhá. Em này 46 đến 55 cân quay đầu bằng đẹp. Có nguyên đai cho em phổ luôn ạ.
dưới 55 cân quay đầu giúp em luôn nhé. Bà này Xuân xinh này. Đây cái form của nó rất đẹp luôn. Dưới 56 cân quay đầu mặc đẹp chất mã Y59 ạ. Y59 giúp em phổ luôn nhé mọi người nhá. Chất mã Y59 giúp em. Y59 cho em mọi người nhá, nhanh tay cho em. Đẹp nhờ. Y62 chị Thu Lâm. Size M cho em nhá. Y59 em lấy các chị luôn 400k. 400.000 mà Y59 cho em nhá. 400.000 mà Y59 lên dáng dài hơn một chút này, màu tây thế. Lên dáng dài hơn một chút nha, màu rất là tây luôn ạ. Form size cho em nhá. Đẹp nhất cho em cái này luôn, chị nào form size cho em. Cái này eo của nó có dây để các chị rút cho em nha. Rút cái dây vào cho nó có cái điểm nhấn ở phần hông ấy. Size cho em cái này M mặc xinh cực kỳ luôn ạ. Form size M giúp em nhá mọi người nhá. Em nhấc cái chỗ đấy sang bên này cho Lệ đi đã. Form size cho em cái này đẹp nhất cho chị yêu nào. Form size 48 đến 56 cân ạ. 48 đến 56, 57 cân giúp em chút mà E40. E40 em lấy các chị 500.000 cực phẩm. E40 500k giúp em người nhá. 500.000 mà E40. Lên một cái tông màu xanh cổ vịt cho mọi người nhá. Đỉnh luôn. Cái này màu này đẹp. Cổ nó có tác sắc cho em chút luôn cái này nhá. Tông màu xanh sang. E59 chị Hà Linh. Năm nay nó rất là trên cái màu xanh này mọi người chút nhanh nhá. Đẹp nhất cho em các chị yêu bỏ cân nặng cho em. Cái đã chờ sau sinh nhỏ. Cân nặng cho em cái này đẹp nhất dưới 52, 53 cân thôi. Ôi đẹp quá. 52, 53 cân quay đầu 500.000 mà Y4. 500.000 chất mã Y4 cho em nhá. Đẹp cạn lời cái mã Y4 luôn. Dạ hay mét một lớp. Khâu tay toàn bộ luôn. Giá siêu rẻ luôn ấy. Size này cho chị yêu nào có cân nặng cho em cái này đẹp nhất là dưới 54, 55 cân ạ. Dưới 54, 55 cân giúp em mặc cái này xinh mọi người nhá. 55 cân quay đầu cho em một cái kể này đẹp này. Đứng lên cho mọi người nhìn nó có kể. Kiểu kể hơi xương cá một chút như này cho em rất ok luôn nhá. Size này cho em phổ nhá. Đẹp nhất cho em dưới 55 cân chất má này là mã E93. E93. E93 cho em nhá, 500.000 mà E93. 500k mà E93 bảo là tinh đấy. Đầu lai bị mặc cái áo rêu này này. Rượu nhỏ. Màu đẹp lắm. Y4 chị Vũ Hạnh. Phương Lê nhanh tay lên chị ơi, chậm quá. Form size M mặc đẹp giúp em này. 50 cân để các chị yêu có cân nặng dưới 57 cân mặc đẹp. 50 cân đến 56, 57 cân quay đầu. 50 đến 56, 57 cân lấy cái này cho em nhá. Màu này quá đỉnh luôn. Bạn này không phải suy nghĩ luôn. Khẳng định mọi người luôn 500k. Chốt nhanh mà Y11 nhận hàng khi bác cho em cái dạng em nó đẹp như nào mọi người nhá. Y11 500.000 giúp em. 500k chốt mà Y11 100% cừu luôn cái này nhá. 100% cừu luôn cho em. Sờ sửng tay dã man luôn ấy. Có mê cho em mà Y11 500k. Đẹp xuất sắc. Y11 500.000. Y11 chỉ tiêu nhỏ. Wow. Lên cái này không chốt thì đừng chốt cái gì xinh xỉu. Đẹp từ màu cho đến dáng áo luôn nhá. Xinh đấy. Cái tông màu của nó xinh, dã man xinh luôn ấy. Đẹp từ màu cho đến dáng áo luôn cho em. Size này cho em dưới 52 cân thôi đẹp thế. 40 cân. Nguyễn Hoa nhanh tay chị ơi. 40 cân đến 52 cân mà này đẹp cực kỳ luôn ạ. 40 đến 52 cân lên cái dáng áo qua cái chân váy của em rút đi với bốt cực đẹp. 400.000 mà Y72. Y72 400k giúp em luôn ạ. Y72 400.000 cho em mọi người nhá. 400k giúp mã Y72. Size này cho em ML mặc đẹp này. Form size to ML các chị ơi. Form size to ML giúp em cái này xuất sắc luôn ạ. Size M, size L cho em mặc cái này xinh này. 52 đến 60 cân được ạ. 52 cân đến 60 cân chị là size to. 52 cân đến 60 cân chốt nhanh cho em mã này là mã Y68. Y68 cho em mặc cái này xinh luôn các chị ơi, chốt nhanh Y68 nhá. 350 mà Y68 luôn ạ. 350 mà Y68 giúp em phổ luôn. Trời ơi đẹp quá, kể cho em tiếp này mọi người này. Đẹp nhá mọi người nhá. Y72 chị Thu Mai. Kể cho em, kể rất là xịn luôn mà Y71 cho em này. Y71 cho em phổ luôn. 450 mà Y71 cái cực phẩm này cho em kể rất là đẹp ạ. Y71 450 cho em phổ luôn. 450 mà Y71 nha. ML này các chị này. Bác nào size gì mà từ đầu line cho chưa được cái nào. Có con màu đỏ nào dài không chị? Đỏ đỏ dài có luôn. Đỏ dài size vậy size gì đấy? Size S. Đỏ dài size S có á, đợi em lên cho. ML cho em mặc đẹp nhá. Form size ML 55 cân đến 65 cân ạ. 55 cân đến 65 cân giúp em chốt mã này trên là mã Y66. 55 cân đến 65 cân mã Y66 giúp em nhá. Y66 cho em luôn chị là xem ML 55 cân đến 65 cân 360 mà Y66 á. Mã bao nhiêu? Y66. Tập trung vào. Màu đỏ này, size nhỏ này, rượu nhỏ lấy luôn cái này. 52, 53 cân quay đầu rồi ạ, đẹp lắm. Mới tinh luôn. 52, 53 cân, trời ơi. Xịn dã man. Xịn xó vô cùng. Chục triệu luôn đấy mọi người nhá. Cái giá này các chị mua chục triệu luôn cho em phổ luôn đấy.
Size này cho em dưới 53 cân mặc đẹp ạ. Dưới 53 cân giúp em nhá. 500.000 mà E25 đẹp quá. E25 cho em phổ xịn vô cùng. 500.000 mà E25 giúp em. 500k mà E25 em có còn có mấy cái đỏ em lên nốt trên này bắt đầu chưa được đỏ chút luôn. Dưới 50 51 cân cho em mặc đẹp. 50 51 cân quay đầu. Túi có kéo khóa rất là xịn sò luôn. Dưới 51 52 cân giúp em bản đẹp này. E25 chỉ siêu nhỏ. 500.000 cực phẩm mà E28. 500.000 mà E28 giúp em ạ. 500k mà E28 bắt đầu được E28 đẹp nhá. E28 giúp em luôn. Các chị ơi like này chuyển khoản cho nhà em nhé các chị nha. Các chị ơi cái gì nhỉ? Không nhớ ra là định nói cái gì. E38 chị Thanh Thúy Trần. Size to cho em nhá. Size to cho em phổ luôn. Bắt nào phong size ML. Xanh lá. Không là xa lánh. 28. Comment đúng mã cho nhà em nào các chị. Chị comment lại rồi đấy. Size M, size L mặc đẹp này. Size M, size L cho em phổ nhá. Các chị yêu cầu cái nặng cho em cái này. Đẹp nhất cho em. E28 chị Thanh Thúy Trần. Dạo này cái độ đi dép cao của mình nó càng ngày càng bị tụt dốc luôn ấy. Ừ. 2 phân 3 phân mà còn bị cái đôi đen kia đâu nhỉ? Ở dưới nhà chị ạ. Ờ đúng rồi. Em đã chạy xuống lấy cho chị cái đôi đen. Có đỏ dài có đai cho em con nữa không? Chị ơi. Chị Diệu nhỏ và có đỏ dài có đai cho em con nữa. Ok, để em xem có cái nào dài mà có đai nhá. Em lấy cho. Này không có đai nhưng cái này chị cũng mặc vừa thôi. Có đai trời đằng sau thôi này. Cái này có đai trời sang lắm, đợi em để em mặc cho. ML cho em mặc đẹp này. Size M, size L cho em mặc xinh nhá. Chị nào size to ML giúp em luôn ạ. M và L, dạo này mình già thật rồi đấy. Yếu dã man. Size to ML giúp em mặc A5. A5 giúp em nhá, 400.000 mặc A5. 400k mặc A5. Cười gì? Ta thật rồi. 400.000 chất mặc A5. Còn chưa lấy chồng nữa bảo già. Chị lấy chồng có 2 con. Size này cho em nhá. Đẹp hết đây này, đỏ dài chị ơi. Cái này nó có đai chờ đằng sau xịn xó vô cùng, chị nhìn thấy không? 53 cân quay đầu thôi ạ, đẹp lắm. 53 cân quay đầu, 500.000 rượu nhỏ lấy luôn đi ạ. Rượu nhỏ có bao nhiêu tiền rồi? Chị rượu nhỏ chưa cộng, hôm nay chị cộng. Ồ. Chị khách mở khách cũ. Thế được bao nhiêu cái rồi? Chị nhỏ khách cũ hả? Sao ừ. Quen tên lạ thế nhỉ? Lâu rồi chị không mua. Ờ. Mấy tháng rồi. Ờ. Chị được 2 mã rồi ạ. 2 mã rồi hả? 2 mã mà muốn lấy mã này cọc trên 500.000 đi nhá. Chị Diệu nhỏ ơi, em gửi số tài khoản ở trong tin nhắn rồi đấy ạ. Số tài khoản thì em còn chạy luôn ở trên đầu em đấy ạ. Nên là các bác ơi cọc cho em đi nha. Muốn chốt nhiều hàng VIP mà bán giá 500.000 như này phải cọc cho em đi ạ. Y49 nhá. Y49 cho em phổ luôn, đẹp cực phẩm. 500k mà Y49. Tiệu nhỏ uy tín lắm đấy. Y49 500.000. Y49 500k. Bà cái rồi nha. Ok, để cho chị. Y49 500.000. Tiệu nhỏ được 3 cái mà béo. Tiệu nhỏ được 3 cái rồi mà. Tiệu nhỏ ơi, chị được 2 cái hay 3 cái? Béo gửi cho chị 2 mã à? Ăn 3 cái. Tát cho mày cái bây giờ. Đi xin lỗi em sai. Con bé nó khép đít, nó xin lỗi em rồi chị nhá. Chị được 3 cái rồi đấy ạ. Vào cọc giúp em 500 đến 1 triệu nha chị Diệu nhỏ ơi. Cọc cho em 500.000 đi bác Diệu nhỏ ơi. Ok, chị được 3 cái rồi ạ. Ok, con béo nghe em mới nhầm đấy. Chị được 3 cái rồi, ok chị ơi. Nhưng mà chị vào cọc cho em 500.000 đi chị ơi. Nguyên Nai nhá. Em này size cho em nhá, lên giảng vét rất là đẹp luôn. M L đẹp. M L đẹp. Size M size L giúp em mặc cực đẹp luôn ạ. Size to M L giúp em nhá. Cái này các chị yêu từ 55 cân đến 63 cân ạ. 55 cân đến 63 cân quay đầu. Chốt ngắn này cho em là mà Y65. Y65 cho em 360. Y65 cho em 360.000 nhá. 360 mà Y65. Bác sĩ nhỏ có ghét thì em bảo không ạ. Đừng có cái chốt được 3 cái rồi. Rồi em bảo vào cọc là không thể đâu là im re là không được đâu nha. Bà cọc cho em nhá bác ơi. Đã đọc tin nhắn. Bà không trả lời. Có thể là đang chuyển khoản chị ạ. Ok. Mong là vậy. Đơn của em. Chị ơi chị đang đọc tin nhắn và chị đang chuyển khoản cho em đúng không? Y65 chị sumo. Em này size S mà đều vừa. Dưới 56 cân mặc đẹp ạ. 47 đến 56 cân quay đầu. 47 cân đến 56 cân giúp em nhá.
dưới 5-6 cân các chị ơi, kể cả là khách cũ cũng cọc cho em nhá, muốn chốt nhiều. Chị sumo sumo vào cọc giúp em 500 nhá chị. Mình chốt nhiều mình cọc cho em, bởi vì đơn này em không xích code đâu, nên mọi người đằng nào mai cũng chuyển khoản rồi cọc cho em luôn cho nó uy tín, cho nó sung sướng. Tinh tinh cho em phục và động lực like để cho nó sướng đời. Size này cho em nhá, chị yêu nào form size cho em dưới 55. Hả? Bảo mật lại đúng không? Ok, uy tín, cảm ơn rượu nhỏ. Đấy. Bạn nào cũng thế, các bạn em có động lực like không? Bây giờ muốn bạc, giờ các chị có đi đâu một bà vào xả hàng phát em nghỉ like luôn á. Mọi người muốn em nghỉ sớm không? Có một chị vào đây xả hàng phát em nghỉ like luôn. Ok, chị rượu nhỏ rồi ạ. Em bị mệt, mệt kiểu mịn mà, đang bị mỏi chân đấy. Đang bị mỏi chân dã man luôn ấy. Em cũng mỏi chân đó chị ạ. Cảm ơn rượu nhỏ rất là nhiều, cho chị ngắm nước nào. Chị sumo sumo check tin nhắn giúp em chị ơi, cọc được 2 mã rồi, cọc giúp em 3-500 nhá chị nhá. Cho em thở tí nhá, mệt quá. Hay vậy luôn. Kiểu dạo này bị già rồi hay sao? À, hôm nay đi tập lại nữa mà sao mình mệt hết. Ừ, tập lại buổi đầu đúng nào bị mệt mà. Ta lên người ta cơm ra cháo đi, muốn đau hết cả người, mệt hết cả người luôn. Mình thấy khâm phục những người dáng đẹp, người ta chắc ăn uống kiêng khem xong ngồi tập luyện. Ờ. Chứ hỏi tự nhiên mà người ta đẹp được như thế. Em đang kiếm con đỏ có đai size M, SM. Lệ ơi, lại nhìn còn con đỏ nào cho chị. Đợi tí xem có cái nào em đi tiên cho. Các chị ơi thả tim cho em cái. Thả tim cho nhau cái cho có động lực cái. Mệt thật đấy. Kiểu dạng này kiểu chất giả. Chắc sắp hết đát rồi. Các bạn nào ở Hà Nội, có bạn nào, có bác nào ở Hà Nội, có người nhà biết bạn nào làm mẫu like không? Chắc năm nay em phải thuê mẫu like để em like nữa, chứ không để em tèo. Thả tim cho nhau cái nào để có động lực nào. Thả lên mã quà tặng cái này đi cho sướng, trong lúc em ngồi chờ em nghỉ một tí nhá mọi người nhá. Size này cho em M, mặc đẹp, L, M và L nhỏ cho em nhá. Có size cho người dưới 50 cân dáng dài, có chứ chị ơi, 50 cân dáng dài em có chứ, size S dáng dài có mà. Chị Nguyễn Thị Thiết có nhá, size S có luôn dáng dài. Chị thích màu gì? Comment luôn cả màu ấy. Như kia lại bảo già là sao? Ôi dồi ôi, già lắm rồi chị ơi. Già rồi nên rồi mới thấy yếu. Sức khỏe càng ngày càng yếu chị ạ. Càng phải yếu đuối. Năm ngoái nhá, em like châu bò thật đấy. Em không thể bị mệt luôn. Nhưng mà năm nay sao, mới vào đầu mùa thôi mà đã kiểu bị oải dã man luôn. Phố không mẫu không mua nhé. Có mẫu vào cho em thì em còn có thời gian nghỉ ngơi một tí chứ. Chị bắt em cày ngày cày đêm thì em chết sớm mất. Tiền cũng quan trọng nhưng mà năm nay em không phá sức khỏe như năm ngoái đâu. Năm ngoái làm châu bò quá. Năm nay chắc là phải vài bữa nữa vào mùa em phải tuyển một bạn mẫu nữa cho bạn ấy like. Cho bạn ấy like cho em để em còn có thời gian em nghỉ ngơi một tí chứ. Đúng không? Vẫn là hàng em phố tự tay chọn hết. Nhưng mà sẽ có bạn mẫu bạn ấy like năm nay mọi người nhá. Em tặng mọi người một cái này đi. Ok không mọi người? Tặng một mã giá dưới giá nhất rất là nhiều nhá. 250 mã Y69. Y69 250, chị nào thả tim em ưu tiên chốt mã Y69 này luôn. Chị em chưa bị Covid chị ạ. Covid xong sức khỏe giảm hẳn. Em chỉ mới bị cúm A thôi chứ chưa bị Covid. Em trộm vía bất tử giữa dòng Covid. Trộm vía. Mẫu cân nặng chiều cao bao nhiêu? Em cao 1m653 cân chị ơi. Em cao 1m653 cân chị nhá. Đấy em ngồi một tí xong mọi người ao hết ra. Mọi người làm sao ấy. Em biết chị trêu mà. Chứ em làm suốt thì chết. Thôi đứng lên nhá. Và lên mã này cho mọi người giá qua tặng để em like tiếp cho mọi người. Còn một ít nữa lên nốt cho các bác luôn để nghỉ like. Sớm sớm một tí. Nào. Ok em đã nhận được tiền cọc của chị Thanh Thúy Trần rồi ạ. Ok chị yêu 800. Em này nhá mọi người nhá. Form size chuẩn mờ là mà rất xinh. Em tặng mọi người cái này 250 dưới giá. Em dập nhập rất là nhiều luôn. Yêu thương những chị ở lại cuối live với em. Bác nào ở lại cuối live chưa chốt được cái nào nhưng tay tầm này em ưu tiên cho. Comment cho em mã Y69 250, bạn này chốt ưu tiên nha. 250 mã Y69 quà tặng đấy ạ. Em không nhập được giá dạ hay mét 250 đâu mọi người nhá. Size này cho em luôn, đẹp nhất size M L này.
53 đến 60 cân ạ. 53 đến 60 cân chị nào thích dáng ngắn lấy luôn cho em nhá. Bác nào size S mà thích dáng dài thì cho chị mấy cái size S để dáng dài. Mọi người ơi, comment cái yêu cầu lên cho em nhá. Cuối like này em còn ít người và em thấy cái nào mà sai các chị comment em sẽ liên hệ yêu cầu cho. Size ML 53 cân đến 60 cân giúp em, chốt mã này là mã Y73, 350 dạ handmade Y73. 350 dạ handmade mã Y73, 350 thôi nhá mọi người cho nhanh nhá. Size này cho em đẹp thế, etiquette này các chị yêu này. Size này size etiquette chị nào chưa được cái nào dáng ngắn lấy luôn cái này cho em nhá. Khuy bấm. Ngô Thanh Kiều. Dáng cho em dáng ngắn khuy bấm luôn cái này đẹp này. Size này cho em dưới 51 52 cân, cái nào từ em quay đầu mặc rất xinh. 40 cân đến 52 cân quay đầu giúp em. Chốt mã này cho em vô luôn là mã A70 nhá. A70 cho em đẹp cực kỳ, 380 thôi ạ. À. Đẹp lắm. Cái này các chị mua thị trường nhà nào bán rẻ nhất phải tầm 500.000 rồi. 380 mã cho em là mã A70 380, màu nâu tây dáng ngắn đấy, à màu nâu tây dáng dài. Chị nào size nhỏ mà vừa em màu dáng dài mà size nhỏ nhỏ. Bác nào là em dáng dài size nhỏ lấy luôn cho em cái này nhá. Tình yêu nào cân nặng cho em đẹp nhất dưới 52 cân thôi ạ. À. 40 cân đến 52 cân giúp em, có đai chờ đằng sau màu tây cực kỳ luôn. Tông màu rất tây, chất mã A10 cho em nhỏ. A10 vừa nãy có cái gì mới nhỉ? Chưa có cái gì gần đây đâu. À thế à? A10 cho em vào luôn ạ, 500.000, bản này cực phẩm. 500k chốt mã A10. A70 chị Hương lên. Bản này xinh cực kỳ luôn ấy. Em này là mã A10 cho em vào nhá. 500k chốt mã A10 giúp em. 500.000 chốt mã A10 giúp em nhá. Bác nào size S mà lấy cái này là đẹp này. Size S etiquette này các bác ơi, cái này xinh quá, em mặc hơi bị chật tí nhá. Ôi cái cổ này xinh nhá. Cái màu cũng xinh luôn ấy. Màu đẹp cổ xinh. Size này cho em dưới 50 cân đẹp thế. 50 51 cân quay đầu. A10 chị cao 1m50 mặc được không em? Mặc ổn không em? Ổn chị ơi. Đi quốc vào cho em. Còn nếu mà chị thích ngắn hẳn hơn thì lấy cái này cho em này. Cái đấy thì mặc kiểu nó sẽ rất là sang, bởi dáng dài thì nhìn lúc nào nó sẽ sang. Mặc cao 1m50 đi cho em đôi bốt khoảng tầm 5 7 phân vào nữa. Em đang đi giày bệt, em đang đi đôi dép lê giày bệt thôi, nhìn nó sẽ không tôn dáng đâu. Các chị đi quốc đi bốt vào cho em rất xinh. Size này cho em etiquette tiếp dưới 50 cân này. Size etiquette giúp em. Còn không tự tin thì lấy sang cái mẫu này cho em này chị này. Em này cho em nhá, 480 chốt mã này là mã E27. E27 480 đẹp lắm, cái cổ sang. Size etiquette 480 mà E27 không kém chiều cao một tí nào luôn. Bạn em cao 1m50. Nhưng mà được cái nó chịu khó đi quốc đi bóp, lúc nào cũng đi tầm 5-7 phân ấy. Nhìn nó rất là đẹp luôn. Size này cho em mọi người nhá. Chị nào cân nặng cho em cái này luôn. Đẹp quá. Dưới 52. Khách mới mã kèm số điện thoại giúp em nào chị Mai Hương ơi. Comment theo kể nhá. Cái phần ghi bình luận của em nhá. E27 chị Huế Nguyễn. Size này cho em nhá. Chị nào cân nặng dưới 52-53 cân. Màu đẹp nhỉ. 52-53 cân quay đầu giúp em. Nó có kiểu hơi kể mọi người nhìn thấy không? Đẹp lắm luôn ấy. Em này 500.000 mà E29. 500k mà E29, 8900 đến 1,2 triệu một cái này ở thị trường hàng xịn luôn nhá. Mà E29 500.000 nhá. E29 500k màu bã trầu này các chị ơi. Size M, size L giúp em. 55 cân đến 65 cân quay đầu ạ. 55 cân đến 65 cân quay đầu giúp em mặc này đẹp rồi nhá. Chị nào size to ML. Bác nào size to M và L giúp em mặc ok luôn ạ. M và L giúp em cực đẹp. Size to ML giúp em. Chốt mã này cho em là mã E38. E38 nhá. Size M, size L mà E38 em thấy các chị yêu luôn 480. E38 480 hộ em luôn. E27 nhá, em chốt rồi đây mã mới chị Mai Hương ơi. Màu đẹp xuất sắc luôn, màu hơi màu rêu rêu cho em nhá mọi người nhá. Tao màu rêu giúp em luôn. Size này SM hai size đều mặc rất xinh ạ. Cân nặng cho em phổ đẹp nhất dưới 55 cân cho em nhá mọi người nhá. 55 cân quay đầu bản này đẹp xuất sắc luôn, cái màu này đỉnh lắm. 500.000 thôi ạ. E29 chị Thu Lâm. 500k thôi các chị ơi, rẻ nhất cái vịt Bắc Bộ này luôn. Chốt mã E43 nhá. 500.000 và E43. 500k chắc mà E43 giúp em luôn ạ. E43 500.000 cho em vô nhá, cực phẩm. Cái này xinh xỉu luôn, dáng áo váy á. Cái cổ của nó làm cái ve rất xinh. Dáng áo váy giúp em vô nhá mọi người nhá. Tạm tạm như này. E43 chị Diệu nhỏ. Xinh nhá. Em này chị yêu nào form size cho em cái này cực phẩm luôn. Gì? No. Gì? Mất điện à? Mất điện. Hay sờ gì vào đâu? Căn chân S chưa? S dùng ạ, em làm S thì đánh ạ. Bật đại máy đi. Hay sờ gì ở đấy đâu, chị Tuấn. Đợi em tí nhé, nhà em đang bị sập nguồn máy. Sang áo váy cho em luôn nhá.
Giàng áo váy giúp em vừa luôn ạ. Size này cho chị yêu nào, phong size cho em cái này nhá. 48. 48 đến các chị yêu có cái nặng cho em dưới tầm 55 cân ạ. Cái nách này chỉ 55 cân quay đầu thôi. Dưới 55 cân giàng áo váy cho em bên dưới nhá. Các chị ơi đi bóp vào thế luôn thì cái dáng này xinh lắm. Em đang mỏi chân em đi dép lê thôi đấy. Đi bóp vào rất xinh luôn. Em này 500.000 chất mã 904. 904 500k. Em 43 chốt cho chị rượu nhỏ xong chưa? Hương. Ok. 904 500.000 nhá. 904 cho em ạ. 500k mà 904 giúp em. Lên form áo rất là đỉnh luôn này. Size này cho em nhá, dưới 52 53 cân thôi ạ. Dáng áo váy cho em nhá. Lên dáng áo váy cho em phổ luôn, cái này rất là đẹp luôn ạ. Dáng áo váy cho chị yêu nào form size cho em cái này đẹp nhất là dưới tầm 54 cân. Cái này sorry các bác dưới 52 53 cân được. 52 53 cân quay đầu giúp em. Cái cổ này các chị phải cài hết khuy vào rất mới xịn nhá. Cái áo của em là đang có cái nơ ở đây nó hơi bị cổ cho đây lên nhá. Dáng áo váy cho em tiếp ạ. Size này cho em lên dáng baby doll. Đẹp nhất cho em 40 cân. 40 cân, 43 cân đến các chị yêu dưới 50 cân mặc đẹp ạ. Dưới 50, 51 cân quay đầu mặc xinh giúp em. Em này 400.000 chất mã này cho em là mã Y7. Y7 cho em vô nhá, 400k chất mã Y7. 400.000 chất mã Y7 giúp em mặc đẹp luôn ạ. 400k thôi nhá mọi người nhá, chốt nhanh ạ. Màu tây cực kỳ luôn. Màu siêu tây và sang. Đây, xuất sắc, mở lại được máy chưa? Các chị ơi, cọc mọi người nhớ ghi nội dung Facebook vào nha mọi người nha. Ok chị Mỹ Thị Mỹ Diệu cọc 500.000. Mỹ Diệu là chị nào đấy? Diệu nhỏ. Diệu nhỏ hả? Các chị nhớ ghi nội dung Facebook ấy. Ví dụ như là mình là Facebook là Diệu nhỏ thì ghi cái phần tên nội dung chuyển khoản là Diệu nhỏ cọc nhá. Không có là anh, các bạn nhắn viên nhà em, các bạn ấy sẽ check nó rất là lâu. Size này cho em nhá. 52, 53 cân quay đầu, chị nào giờ thích dáng dài size S lấy luôn cho em ạ. Thích dáng dài size S cho em. Y7 có màu khác không em? Y7 là cái nào nhỉ? Đây. Không có y như thế mà lại có màu khác đâu chị ạ. Tại vì hàng si một mẫu có một cái thôi. Dáng khác kiểu khác hoàn toàn. Không một cái nào đụng hàng với cái nào luôn ấy. Thế nó mới là độ độc của hàng si. Không có cái y như thế mà lại màu khác chị nhá. Size này cho em dưới 52 cân mặc xinh ạ. 52 cân quay đầu giúp em. 500k chốt mã Y15. 500.000 mã Y15 giúp em luôn ạ. Y15 500k giúp em nhé mọi người nhá. Nguyên đai cho em luôn này. Nguyên đai cho em vô luôn. Size này cho em nhá. Đẹp xuất sắc, cái tông màu rất xinh luôn. Em này 48 đến 56 cân mặc đẹp. 48 đến 56, 57 cân ạ. Dưới 56, 57 cân giúp em mặc xinh cái này luôn. Comment cho em cái này là mã E95. E95 cho em vô cực phẩm nha mọi người. Chốt nhanh mã E95 này. E95 rất xinh cái này. Bạn này đẹp cực kỳ luôn. Chốt nhanh cái này nhá. Xỉu áp xỉu đao. Thế luôn, cực đỉnh cho em luôn. Đẹp quá. 500.000 mà E95. 500k chốt mà E95 giúp em luôn ạ. E95 nhá. 500.000 mà E95. 500k chốt mà E95 giúp em rất đẹp. Mai chủ nhật à? Chị mai nhà mình đi liên hoan đi. Mai như là diễn ra lúc ngày mai đúng không nhỉ? Nhưng mà thì mới. Sao? Nó bảo gì? Nó bảo là chị ơi, chị đang muốn nghỉ chứ mình có 5 lầu không? Ôi xưa con. Chị mà đúng rồi em xong. Chị mà chị mang thích ăn lẩu gì? Lẩu người. Lẩu người ấy, kiểu ôi. Tức là cái loại thịt người khác. Ăn lẩu người tanh lắm.
không ngon, quả này mới nguyên tác. Mới nguyên tác bác cho em luôn ạ. Mới nguyên tác bác cho em phố nhá mọi người nhá. Cực đẹp luôn. Mới nguyên tác và mát luôn, bài này đẹp xuất sắc luôn. Ôi, mai chủ nhật nhở, thích nhở. Thế chị muốn cho mọi mày đi ăn không đi hát cũng được ấy. Thấy ăn sớm không rồi. Ơ, không nhiều chứ ăn phải làm. Không nghỉ, chốt nhanh, chốt sớm, đi sớm. Chiều hồi là sáng mai thì sáng mai làm chưa, mai cũng có like không? Chưa mai có like. Nhưng mà là chốt sớm xong đi ăn sớm rồi like. Chuẩn. Xinh ghê. Xinh cực kỳ luôn, mai cuối tuần mà. Mai mà không phải cuối tuần nghỉ trưa mai luôn. Nhưng mai cuối tuần. Sai này cho em mặc đẹp nhá mọi nhá. Máu thì làm luôn mày toàn bàn chùn, sao tao ghét đến cái bàn chùn đấy không biết. Ghét vãi. Ờ, kiểu hứng mà còn bị ghét lên giống như kiểu là kiểu là bây giờ đi lượn đi, thôi để mai chỉ muốn đấm thôi. Ờ, thề cảm giác đấy ức chế nhở. Phong sao tao mà lờ chị cũng bao nhiêu lần chửi nhau vì cái tội kiểu như thế luôn đấy. Khi mà kiểu người ta cần, người ta muốn thì lại bảo để đến ngày mai, kiểu kìm hoãn cái sự khó chịu của người ta lại. Không đi cả ngày thì thôi, lại còn bảo ngày mai nghỉ kia. Không thôi, không thích. Mai bận à? Cái này mai nó bận bảo sao? Ngửi được mùi, cái này mai nó bận rồi. Nó có lý do chứ mà tự nhiên nó lại hoãn lại thế. Phan Saito ML, để làm ai nghỉ mất quyền lợi. Phan Saito ML giúp em mặc đẹp mọi người nhá. M và L cho em mã này là mã E96 á. E96 cho em mọi người nhá, cho nhanh mã E96. Đẹp cực kỳ luôn. E96 cho em 500.000. Chúng mày muốn cho mai nghỉ, chúng mày cứ cho chị uống tầm mấy chai bia và kiểu gì chả nghỉ. Khách mới mã kèm số điện thoại giúp em ạ. Sai này cho em nhé mọi người nhá, rất xinh luôn. Trang Nguyễn mai không say không về. Thì nhắn lên nhỏ cho Trang Nguyễn là mai Trang Nguyễn không say không về. Trang Nguyễn hát hay cực luôn nha. Nhà này Nguyễn hát hay nhất luôn. Sai cho em nhá. S cho em mặc đẹp ạ. 40 cân đến 52 cân quay đầu. 40 cân đến 52 cân quay đầu chất mã Y23. Mai mang được phễu đi chị ạ. 40 cân đến 52 cân quay đầu, bản này cực đẹp luôn. Dưới 51, 52 cân xinh xỉu ác xỉu đao luôn cái này nhá, đẹp cực kỳ. Bác nào cân nặng dưới 51, 52 cân xinh thế. 51, 52 cân quay đầu chất mã Y23, bản này đẹp. 500.000 mã Y23 cho em mọi người ơi. 500k mã Y23, đẹp quá. Có gì đốt người thế. Đến ngày mai lại đang thấy vui vui rồi đấy. Tưởng kiểu lâu không xả stress nhở. Sao này cho em SM đều vừa. Sai này cho em nhá, SM đều vừa giúp em. Chúng mày không được xả chứ tao vẫn xả bình thường. Mai chị Phố mà không uống cắm bio vào ven. Uống phải like kiểu gì quá mày. Like rồi mới chị ạ. Được. Được, mai tao uống, ok. Đúng nhá. Nhớ, nhưng mà không uống để quá say thôi. Sai này cho em nhá. Chị nào phong sai cho em, SM đều vừa. Hai sai SM đều vừa. Ôi dồi ôi, hẹn thầy sáng mai tập rồi đấy, uống thì bằng nhau. Size SM đều vừa giúp em luôn. Chị không sợ size, chỉ sợ cái vấn đề khác thôi. Mai gọi cả thầy uống cho thầy chết. Hai size SM đều vừa, ui thầy thế thì nhất thầy sướng nhất luôn. E99 cho em mặc đẹp nhá. Chốt mà E99 cho em phổ cực phẩm. 53 cân quay đầu mà E99, chốt nhanh cho em. 500.000 mà E99 cho em luôn ạ. 500k chốt mà E99 mọi người nhá. Hà Tim ạ, em lên dàn cực phẩm là sau lưng em để nghỉ like hết rồi các bác ơi, nhanh tay nha. Một em kẻ, các chị yêu mua cái này không có giá dưới 10 triệu nhá mọi người nhá. Em kẻ này mua không có giá dưới 10 triệu đâu ạ. Những em xinh đẹp tuyệt vời sẽ dành cho những chị nào thích đến cuối cùng. Đẹp xuất sắc luôn. Phong này size SM đều vừa. Hai size SM đều vừa giúp em nhá mọi người nhá. Hai size S và M, bản này đẹp nhờ. Một em kẻ đỉnh của chót luôn. Chốt má này cho em vào luôn là má Y27 ạ. Y27 giúp em xinh xỉu ác xỉu đao luôn cái này nhá mọi người nhá. Y27 để các chị 500.000. Chốt nhanh là Y27 cho em cực đẹp luôn. Y27 500k kẻ tiếp ạ. Ôi. Sorry kẻ luôn này. Chị Thu Phan gửi cho em số điện thoại luôn chị ơi. Saito ML giúp em này. Saito M và L cái kẻ này đẹp lắm. 55 cân đến 65 cân giúp em. Bản kẻ này rất là xuất sắc luôn. Chị nào Saito nhá. M và L giúp em mặc đẹp chất mặc E71. E71 em lấy các chị 400.000 Saito. E71 400k lên nhanh mình nghỉ sớm nha các chị Thu ơi. Thu Phan bổ sung luôn cho em số điện thoại nha chị ơi. Còn dàn cực phẩm là sau lưng em thôi, đẹp lắm, chị màu tây. Sai này cho em nhá, 40 cân đến 52 cân xinh nhỏ. E88. Nhìn cái việc này. Có E88 đâu. Có.
nhìn lại ở giấy, nhìn lại ở hàng. Hàng. 3, 8, nhìn lại ở hàng. Hóng hớt lại nghe để lên một ngày mai. Lúc nãy có đã nhìn thấy rồi, không có mà nhắc chị Thủy lúc nãy rồi. Khẳng định luôn. Chắc chắn chưa? Chắc chắn. Bao nhiêu phần trăm? Không tin mở lại like. Đứa nào sai trừ 1 tháng lương nguyên tháng này nhá. Được. Ok. E88 là mã gì hả chị ơi? Đứa nào nhà em làm sai tháng này em trừ cả tháng lương luôn. Uy tín lắm, tự tin lắm, chắc chắn luôn. E88 là mã gì chị nào nhỉ? Em đâu hỏi chị nào đấy? Chị Thu Phan. Bác Thu Phan ơi, E88 là mã nào đấy? E88 hay E38 ạ? E88 là mã gì chị ơi? Bạn này đẹp nhá, màu nâu tây. Da ngắn này, xinh nhỏ. Nhìn cái bạn này đẹp xuất sắc luôn. Dạ handmade, da ngắn cực đẹp. Bạn này các chị chốt nhanh cho em để lại cho bà chị gái em luôn. Size này cho em vội nhá, đẹp nhất cho em dưới tầm 53 cân. 40 cân đến 53 cân bạn này đỉnh luôn. 400.000 mã E67. E67 400k, đẹp cặn lời. E67 400.000 nhá, để riêng cái E67 là gì. E67 400.000 giúp em. Bạn này đẹp thế. Tâm màu nâu tây cực phẩm. Ơi. Màu đấy tây. Tây nhỏ. Em này màu kẻ cho em này các chị yêu này. Chị Phan ơi, E88 là màu mã nào đấy ạ? À? E67 chị Phan Hồng. Ôi. Thế luôn, em mình để cho bà chị gái em cái E88. Ơ, E88 là cái nào? E67 chứ. E67 là Phan Hồng. Đấy, đẹp lắm Phan Hồng ơi. Đỉnh chóp luôn chị yêu. Size này cho em dưới 52 cân tiếp này. 40 đến 52 cân giúp em 500.000 mà E72. 500k mà E72 cái kẻ thu fit luôn. E72 500.000. Xuất sắc cái này luôn ý. Chị Hà Phong sao em nhá. Size này cho bác nào cân nặng cho em cái này đẹp nhất cho em dạng áo váy luôn. Áo váy dạng ngắn á. Ơi. Một nhân vật từ nãy giờ không thể nói gì. Lặng lẽ. Lặng lẽ làm việc. Size này chị yêu Hà Phong size cho em nhá. Em này chuẩn đét size M. 50 cân đến 57 cân quay đầu. 50 cân đến 57 cân quay đầu giúp em mà này ạ. 50 đến 57 cân mà E74. 50 đến 57 cân chất mà E74 giúp em mặc xinh ạ. E74 cho em vô nhá, xinh đẹp cực kỳ luôn chất mà E74. Em lấy mọi người cái này 400.000 nó chốt nhanh ạ. E74 400k. Đẹp lắm. E74 400.000. Kẻ tiếp này, chỗ này toàn cái cực phẩm kẻ thôi. ML mặc xinh. 53 cân đến 60 cân ạ. 55 cân sorry các bác, cái này phải 55 cân. 55 cân đến các chị yêu cân ạ, 65 cân quay đầu. 55 cân đến 65 cân 400.000 mà E75. 400k chắc mà E75 ạ. 400.000 mà E75 giúp em. E75 400.000 nhá. Xinh đẹp. E74 chị Linh Nhi. Size này cho em bổ đẹp xuất sắc luôn mọi người ơi. Tình yêu nào có cái nặng cho em bổ cái này đẹp nhất nhá. Ui xinh thề luôn. Form size to ML. Form size to ML mà E77. Size M, size L chất mã E77 giúp em cực đẹp ạ. E77 ML lấy các chị 400.000 mà E77. 400k chất mã E77 giúp em cực đẹp. 400.000 mà E77 nhá mọi người nhá. Ui cái kẻ đẹp thế. Kẻ cực phẩm ạ. Tông màu kẻ cực phẩm giúp em nhá. Đẹp cặn lời luôn. Tông màu kẻ cực phẩm giúp em. Bạn này các chị ơi chốt nhanh cho em phủ nhá. Nhận hàng chê xấu hoàn hàng cho em. Bạn này nhận hàng chết xấu hoàn hàng cho em 400.000, đẹp cực kỳ luôn. Dưới tầm 54-55 cân, chất má E82 400k. E82 400.000 mà E82. 400.000 mà E82 giúp em mặc đẹp luôn nhá. Xinh dã man luôn. Cái này dáng hơi đuôi tôm một chút nhá. Đẹp xuất sắc ạ. Sau này cho em nhá, 53 cân quay đầu. 40 cân đến 53 cân quay đầu giúp em nhá. 40 cân đến dưới 53 cân. Dưới 53-54 cân cho em, màu này đẹp cực kỳ và lên dáng đuôi tôm. Em rất thích cái dáng áo đuôi tôm như này này, mọi người nhìn không? Lên form rất xinh luôn. Comment cho em mã này là mã E78. E78 400.000. E78 400k giúp em luôn. Kẻ đẹp thế. Tông màu kẻ này các chị ơi. Tông màu kẻ cho em nhỉ? E82 chị Linh Nhi. Dưới 52-53 cân quay đầu màu đẹp ạ. 40-52 cân. 40 cân đến 52 cân giúp em nhá. Lấy các chị 400.000. Gì? E68 400k. Sao? 408 mà E bao nhiêu? E68. E78 ạ. Tông màu hồng cho em dạng áo kéo khóa. Tông màu hồng dạng áo kéo khóa giúp em mọi người chốt nhanh cái này nhá. Ủa gì đấy? Cái cân.
cân. Đủ cân à? Em nặng quá nên sợ cân. Già rồi. Thì dính cắt. Size cho em ML mặc đẹp ạ. À. Size M, size L cho em mặc xinh. Chất mã này cho em là mã E76 á. E76. Phan size M và L mã E76. Lấy các chị yêu E76 đây giá 400.000 mà E76 á. 400k mà E76 giúp em nhá. E76 400.000 giúp em luôn. Size này cho em nhá, mọc tây dã man luôn ạ. Chị là size to ML. Mã là size to M và L giúp em cực đẹp. Anh gọi anh Hiếu và xem đây. Mẹ, Phương Anh để cái nó mồm quá. Sai to. Hơi liên tục. Sai to M và L giúp em, mà này xinh cực kỳ luôn. Đấy thế nhỉ? Sai M, sai L giúp em mặc đẹp nhé mọi người nhá, mà E81. M và L chất mã E81 ạ. Sai M, sai L chất mã E81. Đấy, xuất sắc mà E81 cho em nhá. E81, em lấy các chị yêu luôn lên tay. 480. Sorry các, 380, E81 ạ. À. E81 380. Lên dáng vest blazer này xinh nhỉ. Lên dáng blazer rất xinh cho em cái này nhá mọi người nhá. Lên form blazer cực đẹp luôn ạ. À. Sau này các chị yêu nào form size cho em SM đều vừa, đẹp nhỉ. Lên dáng blazer SM đều vừa giúp em. Cái này S vẫn mặc xinh nhá mọi người nhá. Dáng blazer các chị phải mặc hơi rộng rộng một chút nó mới đẹp. 48 đến 55 cân chất mã E84. E84 nhá, chứng chỉ handmade luôn, đẹp lắm mọi người cho nhanh nhá. E84 giúp em. E81 chị Hà Linh. E84 lấy các chị yêu luôn 400.000. E84 màu hồng tắt sắc cho em nhé. Màu hồng tắt sắc cho em ạ. Size này các chị yêu nào phong sách to ML cho em mặc đẹp luôn. Size M, size L giúp em mặc xinh nhé mọi người nhé. Size M, size L giúp em cực đẹp luôn. M và L cho em phổ nhé. Đỉnh chóp luôn cái này. Bác nào phong size cho em phổ cực phẩm cái này luôn ạ. Form size này cho em đẹp nhất là chị nào 55 cân đến 65 cân. 55 cân đến 65 cân giúp em 400.000 mà E79. E79 400k giúp em nhé mọi người, nhanh tay chất mã E79. 400.000 nhá. Chất mã E79 400k. Màu kem be. E84 chị Nguyễn Hiền. Tông màu kem be giúp em rất đẹp. Tông màu kem be cho em phổ nhá, cực phẩm luôn ạ. Chị nào form size to cho em cái này mặc đẹp nhá. Form size to ML. 55 cân đến 65 cân mặc đẹp. 65 cân quay đầu. Em này là mã E80 400.000. E80 400k chất mã E80 giúp em mặc đẹp nhá. Xanh nốt này các chị ơi. Các chị đang chờ gì nữa? Chờ con trên tường đúng không? Màu xanh cho em mặc xinh nhá. Tông màu xanh cho em mặc đẹp. Xanh ngọc ạ. 53 cân quay đầu. Dưới 53 cân quay đầu giúp em mặc xinh. Chất mã này là mã E87. 400.000 mã E87. 400k mã E87 giúp em. E87 400.000. 400.000 mà E87. Màu xanh nữa này các chị ơi, chút nhanh cái này màu xanh nhá. FXS này các bác ơi. Thích à? Thích thì chả làm gì được. Thích nhưng mà kiểu bị bất lực ấy. Sao này cho em nhá. Dưới 52, 53 cân quay đầu mặc đẹp. 52, 53 cân quay đầu chất mã Y2. 52, 53 cân quay đầu chất mã Y2. Bài này 400.000 mà Y2 các chị chốt nhanh nhở. 400k chất mã Y2 cho em mặc đẹp đó. 400.000 mà Y2. Cực phẩm trên tường, đẹp xuất sắc luôn. Em này nhá, chị nào form size dáng áo váy cho em đẹp lắm. Dáng này cho em SB đều mặc rất xinh luôn. Em này các chị yêu có cái nặng cho em cái này đẹp nhất là từ... Em này các chị yêu có cái nặng từ 48 đến 55 cân mặc đẹp lắm luôn. 48 nhá. Thấy luôn mặt này thì không phải suy nghĩ. 48 cân đến 55, 56 cân quay đầu. Bác nào bỏ qua cái này cực tiếc luôn. Đẹp nhở. 600.000 mặt này cuối cùng nghỉ like. Các chị yêu có comment cho em mặt này là má VIP kẻ 400k. À 600k. VIP kẻ 600.000 đấy, nghỉ like nhá mọi người nhá. VIP kẻ 600.000 giúp em luôn. VIP kẻ 600k giúp em. Bạn này thì chị nào thêm chữ CK ở cuối chốt chắc chắn nhá.
Ok, đúng lúc được, máy sắp nguồn. Bye bye mọi người. Các chị hẹn gặp mọi người trưa mai mọi người nhé. Bye bye mọi người luôn.